đều cảm thấy hợp ý liền gật đầu đáp ứng sau khi mỹ phụ phân phó một hồi mọi người đều bắt đầu rời khỏi đại điện triệu tập chúng đệ tử gấp rút chuẩn bị đợt rút lui cuối cùng sẵn sàng cho một trận chiến mới quan phụ tự mình chấn dư ở đại sảnh một mình ngồi trên ghế trầm ngâm ánh mắt lúc ẩn lúc hiện vài tia lo lắng sao thế người đã an bài mọi việc rồi còn lo lắng gì nữa chứ hay là chỗ ngồi không hợp cho lắm mỹ phụ vẫn lãnh đạm ngồi tại chỗ cũng không nhúc nhích đột nhiên từ thần thức truyền lại một câu nói tinh tế nếu để ý kỹ đó là thanh âm của một nữ tử hoàng tuyền quỷ mẫu nếu như ngươi không muốn chịu nỗi thống khổ thứ hồn thì hãy thành thật cho ta thần sắc mỹ phụ không thay đổi nhưng thần thức vẫn để xung quanh dò xét trả lời lại bằng một giọng băng hàn tựa hồ như biết rất rõ thân phận của nữ tử đang nói hắc hắc nếu như ngươi thấy không đối phó nổi yêu vật vạn yêu phiên kia có thể để cho lão thân ra tay là được mà chỉ cần ngươi giải khai cấm cố trên người ta với sự liên hợp giữa ta và ngươi, một cái vạn yêu phiên nhỏ nhoi có tính là gì?" Một trận cười hắc hắc từ nữ nhân kia vang lên, khí thế không hề nhỏ chút nào. "Giải khai cấm cố trên người ngươi à, đứng nằm mơ nữa quan phụ cười lạnh một tiếng. Ta chính là suy nghĩ cho ngươi, không nhận lấy ân tình thì thôi vậy." Lúc này đây, đám yêu thú đó rõ ràng đến vì mục đích khác, nếu không sao lại huy động nhiều yêu vật đến thế? Cho dù các ngươi trốn ở trong hư linh điện thì chỉ là kế sách tạm thời thôi. Kiếp nạn này ta e là tiểu cực cung sẽ không thể nào tránh khỏi. Âm thanh nham hiểm của nữ tử vang lên, nói với giọng không hề e ngại. Ngươi đừng có nói ba hoa bậy bạ, ta hiện tại sẽ không giải khai cấm chế cho ngươi. Với trình độ tu vi của ngươi ở quỷ tu giới, nếu thả đi sẽ không biết gây ra bao nhiêu tai họa. Tốt nhất là ngươi nên ở huyền quỷ lệnh thành thật đợi đi. Mỹ Phụ không có một chút động tâm, lạnh giọng nói. Sao ngươi không nghĩ lại, nếu không phải ta hỗ trợ, ngươi sao có thể dùng thời gian năm 600 năm tu luyện, bước vào hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ được. Huống chi, không nhờ ta ra tay giải cứu, người đã sớm chết đi không biết bao nhiêu lần rồi, chức cung chủ tiểu cực cung chưa chắc đã ngồi lên được nữa. Nữ tử kia liền nhanh chóng đáp lại, phát ra những âm thanh cực kỳ sắc nhọn, tựa hồ thẹn quá hóa giận. Những điều ngươi nói đích xác là sự thật, nhưng đừng có quên, nếu không nhờ ta lấy huyền quỷ lệnh từ huyền băng ra, không biết người còn ngủ say được bao lâu nữa giúp ta tiến vào nguyên anh hậu kỳ, không phải là do ngươi muốn ta có năng lực giải trừ đồng sinh chú hay sao? Về phần xuất thủ cứu ta, cũng là ngươi tự cứu chính mình mà thôi. Mỹ phụ thản nhiên trả lời, nhưng lúc trước ngươi đã đáp ứng sớm thả ta ra, nữ tử kia bắt đầu nổi giận, ta có đáp ứng với ngươi, nhưng không biết là kẻ nào đã để cho ta tìm được nhất thiên bí thuật, có thể mượn huyền âm quỷ khí của ngươi tu luyện, gia tăng trình độ tu vi. Chỉ cần ngươi tiếp tục hỗ trợ ta tiến vào được hóa thần kỳ, đồng sinh chú khi đó tất nhiên là có thể tự hành giải trừ được. Khi đó ngươi cứ tự nhiên mà rời đi, trợ giúp ngươi tiến đến hóa thần kỳ, ngươi cho ta là thần tiên trên trời hay là linh giới trí tôn chuyển thế vậy. Năm đó ta có thể tiến cấp hóa thần kỳ là do bị bức tu luyện công pháp quỷ tu đó. Nữ tử giận dữ nói thẳng ra, nếu không thể trợ giúp ta tiến nhập lên hóa thần kỳ, chắc chắn trước khi chết, ta sẽ đem ngươi phong ấn một lần nữa. Sắc mặt Mỹ Phụ không hề thay đổi, hư ngươi chỉ nghĩ tới việc trước mắt mà không nghĩ đến quá khứ lượng hồn thạch siêu tầm được đã tiêu hao không còn một mảnh nữa không có thứ này ta sẽ không thể xuất lực cho ngươi sử dụng được rõ là mộng tưởng mà âm thanh ngày càng giá lạnh hồn thạch ta đã không còn nhưng chỉ là lúc trước thôi bất tất phải đoán nhiều nếu đám yêu vật quả thật có công vào hư linh điện căn bản không cần dùng đến ngươi tiểu cực cung chúng ta có thể tự đối phó được sắc mặt mỹ phụ trợt trầm xuống theo sau là một cái phất tay, giống như thúc giục pháp quyết gì đó. Ngay lập tức, thanh âm từ huyền tuyển quỷ mẫu đột nhiên ngừng lại, không còn truyền đến bất cứ tiếng động nào cả. Thần sắc Mỹ phụ dần khôi phục lại như ban đầu, hướng đến ngoại điện chậm rãi bước đi. Hai ngày sau, sau khi đại bộ phận đệ tử cấp thấp chủ trì trận pháp hoàn toàn rút lui, lũ yêu thú bên ngoài tiến hành đẩy mạnh công kích tới phía dưới băng thành. Chúng tu sĩ tiểu cực cung dùng các cấm chế lợi hại ở các tầng, chuẩn bị đại chiến một trận với lũ yêu thú này. Sa lão yêu hóa thân thành một tiểu đồng tử, trước đó vài ngày sau khi thương thế khôi phục, đã bí mật cùng với một yêu thú khác hóa thân thành lão ông, ùn ùn kéo đến. Kết quả là sau một hồi đại chiến kịch liệt, song phương đã đến phút quyết tử, nhưng cuối cùng vẫn là ma cao một trường. Tiểu đồng tử cương ngạnh dựa vào vạn yêu phiên liên tiếp cắn nuốt hai gã trưởng lão của tiểu cực cung, làm cho Mỹ phụ không thể nào chỉ huy đám tu sĩ rời khỏi vòng chiến được, tạm thời dựa vào cấm chế cuối cùng ngăn cản công kích của bảy yêu. Sa lão yêu thấy vậy không chút khách khí đem toàn bộ thần thông của vạn yêu thi triển ra hết, trên không trung vô số yêu khí từ các hóa thân của yêu thú cuộn lại thành hình, khí thế điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống, liều mạng đánh sâu vào tầng cấm chế cuối cùng. Đám tu sĩ tiểu cực cung hoàn toàn rút ngược vào hàn kỳ bí cảnh, tiến vào trong hư linh điện. Sau đó, Mỹ Phụ hét lên một tiếng ra lệch, lập tức kích phát cấm chế đang tiềm ẩn trong bí địa. Nhất thời ba tòa linh điện đang xếp thành hình chữ phẩm. Bất ngờ vang lên một trận chấn động kịch liệt, toàn bộ không gian trên mặt đất vỡ tan ra, từ phía dưới hiện lên một tòa pháp trận siêu cấp, vây lấy ba tòa đại điện, đem chúng làm trung tâm của đại trận. Trận pháp này nhìn sơ qua một cái, không biết được đã khảm bao nhiêu linh thạch bên trong, chỉ thấy vô cùng chói mắt, xem chừng có khoảng mấy ngàn, hơn nữa hơn phân nửa đều là linh thạch bậc trung, những chỗ trọng yếu nhất thậm chí còn được khảm hơn 10 khỏa linh thạch bậc cao vô cùng quý hiếm. Các phù văn trong trận vẫn không ngừng quay cuồng, ẩn hiện vô cùng huyền ảo, kỳ dị. Một lát sau, ở phía trên linh quang dần dần ngưng tụ, hình thành một mảnh quang hà màu bạc chói sáng, cơ hồ lấn át toàn bộ bí cảnh trên không. Đúng lúc này, xung quanh ba tòa đại điện bóng phát ra linh quang nhàn nhạt, nhạt, tiếp theo ba đạo quang trụ to lớn từ đỉnh đại điện phóng thẳng ra ngoài, bên trong quang hà lại không thấy chút bóng dáng. Tiếng sấm động ầm ầm nổi lên giữa không trung, xuất phát từ vùng không gian dao động ở giữa quang hà truyền ra. Ngay sau đó, một trận quay cuồng dồn dập kéo đến, một giải bạch hồ xuất hiện bên trong quang hà dài mấy trăm trượng từ từ hiện lên. Quang hồ vừa mới xuất hiện, ngay tại giữa bí cảnh đột nhiên nổi lên một trận gió cuồng, cát đá bay loạn khắp nơi, vô số lầu các rung lên từng trận dữ dội, rồi sập xuống, hỏng nát hết, thiên địa linh khí trở nên hỗn loạn, nơi nơi đều là đống hỗn độn. Mà ba tòa đã điện tựa hồ không có chút liên hệ nào với vùng không gian liệt phùng này, hào quang từ đó nhất thời đại thịnh, luồng bạch hồ trên không dần dần kéo rộng thêm, như một con mắt của yêu ma bắt đầu mở ra. Trong đó vùng không gian liệt phùng đã chiếm hết nửa phần không gian của bí cảnh, từ bên trong phun ra một cỗ ngân hà, đem ba tòa hư linh điện cầm cố vào bên trong. Trong đó có một tòa đại điện cự chiến lại, theo mặt đất chậm rãi dâng lên, đầu hướng về không gian liệt phùng bay đi, ngân quang chớp động liên tục. Sau khi tia sáng lóe lên, tòa đại điện liền biến mất không thấy bóng dáng đâu cả, tòa đại điện thứ hai lập tức đồng dạng nâng lên. Vào thời điểm mà ba tòa địa điện biến mất, tại một nơi tối đen nào đó trong bí cảnh, chợt xuất hiện một tia bạch quang, một con tuyết bạch băng phong dài một trượng, dần hiện rõ thân hình, trông vô cùng quỷ dị. Linh cầm này nhìn vào hoàng tượng giữa bí cảnh, trong đôi mắt xanh biếc liền hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhìn kỹ vào vòng không trung trên tòa đại điện cuối cùng, nó bất ngờ hé miệng, một luồng bạch mang nhanh chóng bắn ra, tốc độ thập phần kinh khủng, theo đó bóng dáng cũng biến mất. Yêu thú này vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào vùng không gian liệt phùng, trong chốc lát vẫn chưa có phản ứng nào cả. Sau khi ba tòa đại điện đều tiến nhập vào hư không, không gian liệt phùng chậm rãi đóng lại, tiếp theo một ánh ngân quang chợt lóe lên, ngay tức khắc toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy dị tượng trong bí cảnh đều không còn nữa. Lúc này, băng phượng mới mở miệng phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh theo đó mở ra, sau khi một trận bạch quang phát ra, thân hình bỗng nhiên biến mất. Vài phút trôi qua, một trận âm vang kinh thiên động địa truyền đến, cả tòa sơn đô cự đại dung chuyển một trận, bảy yêu thú rốt cuộc đã công vào tầng cấm chế cuối cùng của ngoại tầng thương bối thanh lang hóa thân thành lão ông cùng với xa lão yêu biến thành đồng tử, lao thẳng vào cự sơn mà công kích. Đúng vào thời khắc này, dưới đáy huyền ngọc động, Hàn Ly Thượng Nhân đã đột phá đến giai đoạn cuối cùng của bình cảnh. Ở giữa pháp trận, ngọn tử la cực hỏa trong tay Hàn Lập không biết đã dừng lại khi nào, bản thân vẫn đang nhìn vào những biến đổi phía trước, vẻ mặt kinh ngạc muôn phần. Không chỉ riêng hắn, lão ẩu cùng với đám người bạch mộng hình cũng đồng dạng như thế, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào phần trên trung tâm pháp trận, Chỗ cự thạch đều mang một bộ mặt kinh hãi. Bởi vì ở trên cự thạch, quang đoàn đã dần biến mất không rõ bóng dáng, thay vào đó là một đóa quang liên màu trắng. Hàn Ly thượng nhân đang ngồi ngay ngắn trong đó, theo cánh hoa sen từng đợt hàn khí nhẹ nhàng xuất ra, quấn quanh vùng phụ cận, đem thân thể bao bọc vào tạo nên một vùng mông lung huyền ảo. Trên khuôn mặt Hàn Ly thượng nhân, nét bình tĩnh vẫn không đổi, trong ánh mắt ẩn chứa một tiêu ký hình hoa sen, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc mờ, vô cùng quỷ dị. Theo đó, trên thân thể Hàn Ly thượng nhân tản ra một cỗ hương nhàn nhạt, nhạt, tựa như mùi đàn hương, lại có phần giống mùi thuốc, nhưng khi nó xông hẳn vào mũi thì lại tỏa ra tinh khí nhàn nhạt, nhạt phảng phất như chưa từng có. Thật sự huyền diệu vô cùng. Chương 1098: Trùng giai hóa thần. Tuy rằng đây là tu tiên giới, nhưng có thể chính mắt nhìn thấy một tu sĩ trùng kích hóa thần kỳ đúng là rất ít người có được may mắn đó, nhưng cũng có một ít tin đồn được lưu truyền không ít. Thân thể đàn hóa, không thể tưởng được truyền thuyết đúng là sự thật. Nói vậy đàn hóa chấm dứt, Hàn Ly đạo hữu cũng đột phá hóa thần thành công. Thấy dị tượng trước mắt, lão ẩu thì thào nói, trên mặt tràn đầy sự hâm mộ. Điều này cũng không thể nói trước, tình hình Hàn Ly huynh tựa hồ có chút không xong, dường như thân thể tuy đã đạt tới yêu cầu hóa thần, nhưng nguyên anh trong cơ thể có thay đổi, tựa hồ có chút không thuận lợi, nếu không phải mượn Hàn Diễm của chúng ta ngưng tụ thành thần niệm, tiêu ký cũng sẽ không vững vàng như thế. Lão tăng lại nhướng mày, nói, điều đó cũng là khó tránh khỏi. Tuy rằng sư đạo hữu mượn hàn diễm uy năng, tạm thời làm nguyên anh cường đại lên, nhưng dù sao cũng không phải luyện hóa lực của chính hắn, có thể làm đến bước này, đã là việc không đơn giản. Hàn lập thở dài một hơi, cũng mở miệng nói, chúng ta ra tay giúp đại trưởng lão ổn định nội thể nguyên anh như thế nào. Thanh Sam trung niên nhân trên mặt một vẻ lo âu, nhịn không được hỏi. Điều này khẳng định không được, phá tan hóa thần bình cảnh, không phải là chuyện đùa, có lẽ chỉ có thể chờ đợi Hàn Ly Sư Huynh, mượn loại lực lượng này đột phá bình thành nếu chúng ta mạo muội ra tay ngược lại có thể khéo quá hóa vụng yên lặng theo dõi vẫn là biện pháp tốt nhất bạch mộng hinh âm thanh trong trẻo lanh lùng nói hàn lập nghe được lời ấy mỉm cười cũng không có ý kiến gì những người khác liếc mắt nhìn nhau cũng không nói gì nữa kỳ thật cho dù bọn họ muốn ra tay cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực bởi vì trải qua hai ngày đêm không ngừng chi phối cực hàn chi diếm đã làm cho tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi pháp lực cũng tiêu hao bảy tám thành hiện tại chỉ có thể đứng nhìn hàn ly thượng nhân tự mình đột phá cửa ải khó khăn cuối cùng mà thôi nhưng không ai chú ý nằm sâu trong vùng lam mang chớp đông không ngừng kia pháp lực lưu động bên trong cơ thể hàn ly thượng nhân nguyên anh biến hóa đủ loại đều được hàn lập thu vào trong mắt lặng lẽ ghi nhớ cái này chỉ cần về sau kỹ càng nghiên cứu lại đối với hắn là điều có ích không nhỏ hàn lập tự nhận thấy mạo hiểm ở lại chỗ này Đúng là rất có giá trị. Dù sao cơ hội quan sát một tu sĩ đột phá hóa thần kỳ, tuyệt đối là mong muốn cầu cũng không được, hắn có thể có được cơ hội này, coi như là cơ duyên không nhỏ. Mấy người khác tuy rằng có thể dùng thần niệm mạnh mẽ quan sát một ít, nhưng không thể bằng thần thông minh thanh linh mục của Hàn Lập, rõ ràng quan sát toàn bộ diễn biến, hiệu quả kém hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Hàn Ly thượng nhân đang xếp bằng tại bạch sắc quang liên bỗng nhiên thân hình chấn động, thân thể phát ra một loại hương khí quỷ dị nồng đậm đồng thời quang liên tiêu ký giữa hai mi mắt đột nhiên trở nên to lớn, huyễn hóa thành một phiến liên ảnh xuất ra, hoàn toàn bùng nổ phóng ra. Đám người Hàn Lập đang lặng yên theo dõi, nhất thời cả kinh, đồng thời ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Ly thượng nhân đang ngồi xếp bằng hai mắt đã mở ra, đôi mắt tản mắt phát ra quang mang một màu vàng, hơn nữa tay chân dường như bất động, nhưng thân hình theo quang liên từ từ nhẹ nhàng bay lên. Trên người Hàn Ly thượng nhân toát ra một chút trông mong, trên mặt hiện ra tia vui mừng, thoáng chút do dự, nhưng sau đó vẫn đưa tay lên, ngón tay run lên nhẹ nhẹ, tựa như kháp động một loại pháp quyết gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy linh lực còn sót lại trong cơ thể nhảy dựng, liền theo đó sôi trào lên, lại có loại hướng bên ngoài cơ thể điên cuồng đi ra. Hàn Lập kinh hãi, không chút lưỡng lự vội vận chuyển công pháp, lúc này mới đem linh lực trong cơ thể không khống chế được tạm thời chân áp xuống. Lão ẩu cùng thanh sam trung niên nhân sắc mặt cũng đại biến, đồng dạng cũng một trận luống cuốn tay chân xem ra không chỉ mình hắn gặp phải sự việc quỷ dị này. Hàn lập ánh mắt chấp động, chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thình lình bên cạnh tòa pháp trận truyền đến âm thanh xé gió. Phụ cận quần sáng lại đột nhiên run lên, liền theo đó một giải ánh sáng nhẹ nhẹ từ phía trên bay ra, nhắm thẳng trung tâm pháp trận bắn tới. Đạo linh quang này vừa tiếp xúc với cơ thể hàn ly thượng nhân, liền nhập vào bên trong không thấy bóng dáng. Trong chốc lát, quần sáng bắt đầu từ từ tan rã rồi biến mất, giải ánh sáng từ ngoài pháp trận bay tới biến thành màu trắng ngà dị thường nổi lên thiên địa nguyên khí bị dẫn động một tiếng thì thào không biết phát ra từ ai mang theo sự hâm mộ vui mừng kính sợ thậm chí có vài phần ghen tị trong đó hàn lập vừa nghe lời đó liền cảm thấy dùng mình lúc này thân thể hàn ly thượng nhân như một cái động không đáy vô luận băng hàn lực ít hay nhiều đều cuồn cuộn đi vào trừ bỏ hai mắt phát ra kim quang càng lúc càng trói mắt cũng không có sự tình nào khác dị thường Loại dị tượng này diễn ra khoảng một chung trà, theo cơ thể Hàn Ly thượng nhân truyền ra một đạo âm thanh rát băng. Thân hình đang ngồi xếp bằng bỗng chốc tăng vọt thêm mấy tấc. Đồng thời quang liên giữa hai mi mắt nhanh chóng trở nên to lớn che phủ đến nửa cái đầu, bỗng nhiên sau đó co rút lại, cuối cùng nhỏ lại bằng ngón tay cái, tạo thành một ấn ký trong sáng long lanh nằm giữa hai mi mắt. Những giải ánh sáng từ bốn phía dần dần tan biến, linh lực rối loạn trong cơ thể đám người Hàn Lập cũng đồng thời biến mất, khôi phục lại bình thường. Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt nghiêm nghị hai tay khắp quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh quang trong ánh mắt cũng chưa tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ đã đột phá hóa thần thành công? Thấy tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều tự hỏi một câu. Thanh Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh trên mặt ẩn hiện lộ ra vẻ vui sướng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, đột nhiên từ trên người Hàn Ly thượng nhân truyền ra một tiếng buồn bã thất vọng. Liền theo đó, gương mặt có chút méo mó vặn vẹo, hai tay đang niệm thần chú cũng đưa lên ôm lấy đầu, tựa hồ đau đớn vô cùng. Lần này, lại làm cho đám người Hàn Lập một lần nữa trợn mắt há mồm. Hàn Ly Sư Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Sam Trung Niên Nhân khẩn trương kêu lên một tiếng, cũng không dám liều lĩnh lại gần. Hàn Ly Thượng Nhân nghe được tiếng kinh hô, miễn cưỡng liếc nhìn Thanh Sam Trung Niên Nhân một cái, không nói gì, quang liên tựa hồ như đã vững vàng giữa hai mi mắt, ánh sáng mờ ảo. Thế nhưng trong phút chốc, liền tự động thoát ra sau đó quang liên thoáng co rút lại, phanh một tiếng vang nhỏ truyền đến, quang liên đột một nổ tung, hành thành một đoàn lục sắc lóe sáng. Hàn ly thượng nhân hét thảm một tiếng, thân hình thoáng lắc lư, liền từ không trung ngã xuống. Đại trưởng lão, hai người bạch mộng hình cùng thanh sam trung niên nhân đồng thời kinh hô, liền hóa thành hai đạo hắc bạch động quang hướng thẳng quang liên đi tới. Ba người hàn lập cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng không có bay theo. Ta không sao, chỉ là nguyên khí phản phệ, có chút mệt mỏi mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Ly thượng nhân nghiêng người từ từ đúng lên sắc mặt có chút tái nhợt nói, gương mặt vặn vẹo tựa hồ đã bình ổn trở lại. Hai người Bạch Mộng Hinh cùng Thanh Sam Trung niên nhân thấy vậy, trong lòng cũng thả lòng. Bọn họ đang muốn hỏi lại những gì đã xảy ra, thì Hàn Ly thượng nhân liền phất tay, một đoàn đoàn đao màu bạc liền trồng chất xuất hiện giữa lòng bàn tay, bàn tay vung lên, ngân quang chấp động, 16 thanh đoàn đao nhất thời đều bắn ra. Những giải ngân nhận này tách rời ra bốn phía, ngay lập tức xoay ngược lại, từ bốn phía những mũi đao trôi nổi hướng về phía thân thể hắn. Sau đó Hàn Ly thượng nhân quát khẽ một tiếng, 16 thanh đoản đao đồng thời chợt lóe, toàn bộ chui vào cơ thể hắn. Ngoại trừ đầu ra, các nơi thân thể chỉ lộ ra một cái cán đao ngắn ngủn, lưỡi đao cơ hồ toàn bộ đều ở trong cơ thể hắn. Hàn Lập thấy vậy, liền nhướng mày, nhìn chằm chằm không chút chớp mắt. Chỉ thấy lúc này trên người Hàn Ly thượng nhân, hiện ra một tầng hóa quang diễm không đồng nhất, lấy hai màu lam bạch làm chủ, xem lẫn còn có thêm hai màu hoàng lục các vị đạo hữu mau thu hồi hàn diễm chính mình lại. Hàn ly thượng nhân ánh mắt vẫn không mở, trong miệng hét lớn một tiếng. Lập tức, tăng nhân niệm một tiếng Phật hiu, một tay hướng hàn ly thượng nhân tung ra một chiêu. Trên người hàn ly thượng nhân liền hiện lên một luồng lục sắc hàn diễm, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, thình lình siêu một tiếng liền hướng tăng nhân bắn đi. Tăng nhân phất tay một cái, đem hàn diễm chính mình thu vào. Hàn lập cũng nhanh chóng đem cực hàn chi diễm của chỉnh mình gọi trở về. Một lát sau, trên người hàn ly thượng nhân chỉ còn lại một tầng kiền lam băng diếm, mùi thơm dị thường trên cơ thể, liền biến mất không thấy. Vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này, thần sắc vẫn chưa trầm tĩnh lại, từ hai tay phát ra một loại pháp quyết cổ quái, đồng thời trong miệng truyền ra một loại chú ngữ cổ quái, những đoạn đao trên cơ thể có chút run lên. Sau một tiếng kêu nhỏ, hàn khí màu trắng dọc theo chuôi đao hiện ra, nháy máy mang tất cả các chuôi đao trở nên trong suốt. Hàn ly thượng nhân dừng niệm pháp chú, pháp quyết trong tay trở nên biến đổi phanh, phanh một loạt tiếng động liên tiếp vang lên, những ngân mang trói mắt theo đoạn đao mà ra ngoài, mặt ngoài những băng tầng này lập tức vỡ vụn ra biến mất. Nhưng lập tức, hàn khí dọc theo ngân nhận lại hiện lên, hóa thành một tầng tinh băng, sai đó dưới sự thúc động pháp quyết, liên tục vỡ vụn. Liên tiếp như thế lập lại mấy lần, hàn lập khóe miệng khẽ động, trong lòng giật mình. Vị đại trưởng lão tiểu cực cung này, mượn pháp khí lực, đem hàn khí lúc đầu hút vào đều bài trừ ra ngoài. Xem ra hắn thật sự không thể đột phá hóa thần, nếu không lấy hóa thần thực lực, tác dụng của hàn khí này chính là thuốc bổ dưỡng nguyên khí tốt nhất. Hàn lập tâm niêm vừa xoay chuyển, trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán. Hàn ly thượng nhân khẽ thở dài một tiếng, hai mắt mở ra. Giờ phút này, đôi mắt một lần nữa khôi phục vẻ nửa thiện nửa ác, thế nhưng thân hình tướng mạo vẫn bảo trì ba mươi mấy tuổi, một vẻ buồn tẻ trống vắng ngửa mặt nhìn trời. Trường 1099, phản bội, Hàn Ly sư huynh, người không sao chứ, thanh sam trung niên nhân do dự một chút bèn hỏi, không việc gì, chẳng qua chỉ là thất bại trong gang tắc thôi. Hàn ly thượng nhân cười khổ một tiếng đứng dậy, dưới thân quang mang bỗng nhiên vỡ tan, biến thành nhiều điểm linh quang hư không tiêu thất. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp hạ xuống cự thạch. Thật sự là đáng tiếc, Hàn Ly đạo hữu chỉ là thần niệm thiếu chút nữa, nếu không lần này có thể tiến giai thành công. Mặc kệ nói như thế nào, đạo hữu sáng chế ra bộ bí thuật này, đích xác là một loại phương pháp đột phá hóa thần. Lão ẩu khẽ thở dài một tiếng, đối với bộ bí thuật của Hàn Ly Thượng Nhân cực kỳ tán thưởng. Đa tạ Long Phu Nhân nói như vậy, ngoại trừ con đường tu luyện cực hàn chi diếm cũng khó mà bù vào cho đủ, bản thân tuy cũng có cực hàn chi diếm, nhưng muốn kiếm được một nơi cực hàn như huyền ngọc động, điều này đích thực muôn vàn khó khăn, nhưng phương pháp giống như thế này của Hàn Ly Đạo Hiếu cũng có thể tham khảo không ít. Hội Bao Tăng Nhân cũng mỉm cười nói, nghe xong lời này của Tăng Nhân, Hàn Ly Thượng Nhân khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn vươn đôi tay đan vào nhau co giãn gân cốt ánh mắt bất định đứng lên hàn ly đạo hiếu nếu là đã kết thúc có phải hay không nên đem trận pháp dừng lại để cho bọn ta quay về thạch phòng khôi phục nguyên khí hàn lập nhướng mày nói đồng thời ánh mắt nước nhìn đánh giá bốn phía không vội tại hạ còn một ít chuyện cần xử lý chờ xử lý xong rồi đem trận pháp dừng lại cũng không muộn hàn ly thượng nhân nghe được lời ấy của hàn lập cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói mà thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh liếc mắt nhìn nhau lập tức phiêu phù ngay bên trên hàn ly thượng nhân nét mặt không đổi liếc mắt một cái đạo hữu lời này của ngươi là có ý gì tình hình như thế tăng nhân phát hiện thấy có gì đó không thích hợp sắc mặt trầm xuống lão ẩu mặc dù không nói gì nhưng cũng hiện lên vẻ cảnh giác đồng thời đưa tay vào trong tay áo bào, dường như chế trụ đồ vật gì sau đó lạnh lùng nhìn về phía ba người tiểu cực cung các vị đạo hữu không cần kinh hoàng sư mẫu không có ác ý gì chỉ là muốn Hàn Huynh trả lại bổn cung một thứ đồ thôi. Hàn Ly thượng nhân rốt cuộc đem hai tay để xuống, sau đó đưa tay nhìn về phía Hàn Lập, trên người 16 khẩu ngân nhận bỗng nhiên một trận ông Minh. Lập tức bắn ra, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cũng có kim sắc chấp động. Dường như pháp lực đã hồi phục toàn bộ, trả lại đồ, tăng nhân cùng lão ẩu nhịn không được nhìn về phía Hàn Lập, trên mặt lộ một tia ngạc nhiên. Đạo hữu chẳng lẽ nói đùa, Hàn mỗ lần đầu tiên tới tiểu cực cung, làm sao lấy được cái gì của quý cung. Nghe được lời này của Hàn Lập, trên mặt Hàn Ly thượng nhân lại lộ ra một tia kỳ quái. Bất thình lình một tay vừa lật, trong tay phát ra một đoàn lam quang. Ngay giữa đoàn lam quang là một cái tiểu đỉnh, càn lam đỉnh, áo bào cho tăng nhân vừa thấy đỉnh này, bật thốt kêu lên. Lập tức kinh hãi hướng trong tay áo vừa sờ, lại lấy ra một cái tiểu đỉnh khác giống y hệt, ánh mắt hắn nhìn quét qua hai đỉnh một lần, trên mặt hiện lên một vẻ kinh nghi. Mà cưu đại sư không cần giật mình, cái kia của ngươi cũng không phải là giả, cũng chính thàn Lam đỉnh hàng thật giá thật. Chính là đỉnh này nguyên bản không phải chỉ một cái, mà là một đôi, nhưng cũng là phỏng chế phẩm mà thôi. Ta hướng hàn đạo hữu đòi lại đồ vật, chính là thông thiên linh bảo tại hư thiên điện. Thông thiên linh bảo có phải trên người đạo hữu? Hàn ly thượng nhân nhìn chằm chằm hàn lập, lạnh nhạt nói. Thông thiên linh bảo, hàn đạo hữu trên người có bảo vật loại này. Lần này là lão ẩu phát ra một tiếng hô nhỏ, ánh mắt giò xét hàn lập tỏ vẻ khó tin, còn ngầm có ý tham lam một phần, Áo bảo cho Tăng Nhân cũng đồng dạng giật mình, nhịn không được đánh giá lại Hàn Lập. Trước khi đến đây, hai vị này cũng hướng Hàn Ly thượng nhân tìm hiểu một chút lai lịch của Hàn Lập. Biết hắn xuất thân từ Thiên Nam, một cái địa phương tu sĩ nho nhỏ, thế nhưng lại có được Thông Thiên Linh Bảo bảo vật bậc này, thật sự làm cho hai người trong lòng khiếp sợ. A, à, Hư Thiên đỉnh, thì ra là thế, bản thân ta không ngại Hàn Ly huynh hỏi vấn đề này, nhưng trước hết, mời đạo hữu trả lời Hàn Mỗ một chút nghi vấn. Đạo hữu như thế nào có thể khẳng định ta có được đỉnh này, quý cung hư linh điện cùng đỉnh này quan hệ như thế nào? Hàn lập không lập tức phủ nhận, ngược lại lộ ra một vẻ thiếu ý hỏi lại. Nói như vậy, người quả nhiên có được đỉnh này, về phần biết được tại sao trên người đạo hữu có đỉnh này, cũng không phải cái gì bí mật. Đạo hữu tu luyện tử la cực hỏa, vốn là dung hợp hư thiên đỉnh bổ sung vào kiền lam băng diễm, trong thiên hạ, trừ bỏ bồn cũng phỏng chế càn lam đỉnh, trong nhân gian hẳn là chỉ có hư thiên đỉnh mới có được loại hàn diễm này mà tại hạ thời gian trước đã mang kiền lam băng diễm hoàn toàn luyện chế đến cực điểm, đối với đệ giai kiền lam băng diễm tự nhiên cảm ứng mẫn tuệ sâu sắc vô cùng. Mặc dù tám chín phần khẳng định, nhưng chính tay nghe được lời ấy, trong mắt hàn ly thượng nhân vẫn không giấu nổi vẻ cuồng nhiệt. Nói như vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy ta, người cũng đã biết trong người ta có hư thiên đỉnh hàn lập nhướng mày hỏi. Đích xác như thế, nhưng là bản thân ta không nghĩ tới, hàn huynh lại không có phủ nhận. Quả có một chút ngoài dự kiến, Vốn tưởng phải tốn một chút công phu thuyết phục, nhưng cũng không phải dùng tới. Năm đó Hư Thiên đỉnh chính là pháp bảo bên người của tổ sư Băng Phách tiên tử cũng chính là tổ sư sáng lập phái của bổn cung, năm đó tổ sư từng mang theo bảo vật này du lịch thiên hạ, hơn trăm năm sau trở lại, đỉnh này không rõ đã đi đâu. Ta cũng không hứng thú muốn biết tại sao các hạ có được bảo vật này. Nhưng bảo vật này chính xác là vật của bổn cung, chỉ cần đạo hữu mang nó giao ra, bổn cung tuyệt đối không gây khó dễ. Hàn Ly thượng nhân gằn lên từng tiếng với Hàn Lập, vẻ mặt nghiêm nghị. Hàn Lập đầu tiên lộ ra một mảnh giật mình, nhưng ngay lập tức cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Hàn Ly thượng nhân nhưng không nói cái gì. Nhìn thấy Hàn Lập có ý không chút gì nể mặt, Hàn Ly thượng nhân đồng tử co rụt lại, ánh mắt có chút âm thâm đứng lên. Nghe Mộng Giao nói Hàn huynh thần thông kinh người, tuy rằng chỉ là tu vi trung kỳ, nhưng một thân thần thông cũng không dưới tu sĩ tu vi hậu kỳ, thậm chí ngay cả ngân dược giả dạ xoa cũng không thể làm gì ngươi. Nếu là ở chỗ khác có lẽ đích xác không thể làm được gì ngươi, nhưng hiện tại lại đang ở bên trong trận pháp, có tại phong bế trong huyền ngọc động, huống chi pháp lực ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ còn ba thành, mà ta bí thuật công hiu không mất đi hiệu lực. Vô luân pháp lực thân thể đều trong tình trạng cường đại nhất, phần thắng thuộc về ai, còn cần ta nói sao? Hàn ly thượng nhân ánh mắt kim mang lại lần nữa nổi lên. Thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh nhìn hàn lập. Tựa như gặp đại địch khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới ta ra tay hỗ trợ các hạ đột phá bình cảnh, nhưng lại bị các hạ lợi dụng, tiểu cực cung luôn luôn lấy oán trả ơn như thế này sao? Hàn lập khóe miệng nhếch lên, nổi lên một tia cười lạnh. Sư mỗ không phải đã thanh toán thù lao sao, chẳng những hàn diễm pháp quyết của bổn cung đã giao đạo hữu một phần, lão phu khổ tâm mấy trăm năm mới nghĩ ra cách phá tan bình cảnh đồng dạng cũng phục chế cho đạo hữu huống chi hàn đạo hữu chịu ra tay tương trợ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải là muốn tân mắt chứng kiến hiệu quả bí thuật như thế nào sao? nhằm chính mình tham khảo sao? điều này có thể tính là lời oán trả hơn. hàn ly thượng nhân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. phải không? nói như vậy có vẻ như cũng có chút đạo lý. nhưng hiện tại bị nhốt trong trận pháp không chỉ mình hàn mỗ, thông thiên linh bảo chính là một sự kiện trọng đại. chẳng lẽ đạo hữu muốn giết người diệt khẩu? hàn lập liếc mắt nhìn tăng nhân cùng lão ẩu, thản nhiên nói. hai người nghe lời này của hàn lập thần sắc đại biến, đặc biệt tăng nhân kia cúi đầu nhìn tiểu đỉnh trong tay, ánh mắt âm thầm bất định hắc hắc, đạo hữu không cần tổn phí tâm tư, ta cùng nhị vị đạo hữu tương giao nhiều năm. Bọn họ như thế nào lại bị lời nói của ngươi chia rẽ hàn ly thượng nhân sát khí chợt lóe nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất. Chuyện này là của hàn đạo hữu cung quý cung, lão thân không có hứng thú tham dự. Các ngươi tự giải quyết với nhau đi, lão ẩu lạnh lung liếc mắt nhìn hàn lập một cái nói, thân hình chợt nhoáng lên một cái, tức thì hiện ra một quầng sáng, làm một bộ dáng ta đây không liên can. Hàn lập thấy cảnh này, khóe mắt khẽ nhảy vài cái. Hàn đạo hữu tới đây cuối cùng cũng vì Hàn Ly huynh đột phá bình cảnh, như vậy đi, nếu vật gọi là hư thiên đỉnh thật sự là vật của quý cung, Hàn đạo hữu trả lại bảo vật, còn quý cung đối với Hàn đạo hữu bồi thường một phần như thế nào? Với cảnh giới tu vi hiện giờ của chúng ta, dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất. Tăng nhân cân nhắc chốc lát rồi nói, tính toán muốn hòa giải việc này. Hiện tại đúng là lúc bổn cung đang rối loạn, sư mỗ cũng không muốn cùng Hàn Huynh trở mặt, chỉ cần Hàn Huynh giao ra đỉnh này, Tài hạ cũng bồi hoàn một lượng lớn linh thạch, cũng đủ cho Hàn Huynh về sau không cần cực khổ vì thiếu linh thạch. Hàn Ly thượng nhân nghe vậy, thần sắc có chút hòa hoãn. Hàn Lập nghe xong lời này, cười lạnh hai tiếng, ngửa mặt nhìn trời, một câu cũng không nói. Hàn Ly thượng nhân thấy hành động này của Hàn Lập, vẻ mặt trầm như nước, hai vai hơi run lên, lam sắc hỏa diễm lại tăng lên một chút, cả người hóa thành một hỏa cầu to lớn, lam quang lấp lánh. Thanh Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh cũng liền bấm tay niệm chú, một người xuất ra 10 thành phi kiếm trong suốt, người kia tay áo bảo rung lên, hai cây giáo đen tuyển cũng phóng xuất, trực tiếp xoay quanh hai người, phát ra những âm thanh dị thường. Tăng nhân thấy vậy, nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ khẽ niệm một tiếng Phật niệm. Cũng biến thành một quầng sáng bay đi, xem ra cùng lão ẩu giống nhau không có ý định nhúng tay vào việc này. Thế nhưng, tăng nhân bỗng thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Hàn Lập bay đến. Hàn Lập ngẩn ra, chưa hiểu được ý tứ đối phương, trong tai bông nhiên truyền đến âm thanh tăng nhân, Hàn Lập không khỏi ngẩn ra mặt hiện lên một tia thần sắc quái dị. Hàn Huynh, càn lam đỉnh này ngươi tạm thời nhận lấy. Chốc lát có động thủ ta trợ giúp ngươi một tay, chương 1100, chiến khởi, còn đang nói chuyện, tăng nhân đột nhiên xuất thủ, xoẹt, một đoàn lam quang bay thẳng đến chỗ Hàn Lập. Chính là kiền lam đỉnh, ma cưu, ngươi làm gì thế? Hàn Ly thượng nhân giận dữ hét lớn, tuy không biết tại sao tăng nhân lại ra tay tương trợ mình, nhưng bảo vật đến tay tự nhiên Hàn Lập sẽ không khách khí. Lúc này tay áo hắn phất nhẹ một cái, một mảnh thanh hà quét qua, chuẩn bị thu tiểu đỉnh vào tay áo. Hàn ly thượng nhân thấy thế, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một tay thủ pháp quyết hướng về phía tiểu đỉnh. Phốc một tiếng, tiểu đỉnh vốn đang vững vàng bay trên không trung chợt phóng ra vô số lam diễm, sau đó tiểu đỉnh đột nhiên đổi hướng, vọt về phía hàn ly. Người quả nhiên đã động tay chân, tăng nhân mang áo bảo cho trầm giọng nói, tay sớm đã có chuẩn bị đánh vào hư không một chảo, nhất thời một lục sắc quang thủ hiện lên lao xuống tiểu đỉnh. Phải chế trụ tiểu đỉnh một lần nữa. Phá, kim quang bùng phát, hàn ly thét lên một tiếng. Thanh âm ầm ầm, vang dội truyền đến, quang thủ xuất hiện một trận vặn vẹo, một kim quang cổ văn đột nhiên xuất hiện, tiếp theo anh một tiếng thật lớn, cổ văn như bị bạo liệt, kim quang chấp động, uy lực kinh khủng trong chớp mắt đã đánh tan quang thủ. Hạo nhiên trường ca quyết, không ngờ ngươi lại tu luyện công pháp nho môn, tăng nhân khẽ thốt lên. Hàn Ly thượng nhân căn bản không thèm để ý, tay đánh một chiêu, tiểu đỉnh tiếp tục bị kéo quay về. Bỗng nhiên một cỗ thanh ti từ hư không quỷ dị bắn ra, thanh quang lóe lên cuốn lấy tiểu đỉnh rồi kéo nhanh trở lại, đến nhanh mà đi cũng nhanh, căn bản không kịp để người khác phản ứng. Hàn Ly thượng nhân cả kinh, không kịp suy nghĩ, hai tay lại thủ pháp quyết, trong miệng lại thốt lên, phá. Kim sắc cổ văn bên trong thanh ti liên tục bạo liệt vang lên những thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng thanh ti chỉ hơi tán loạn sau đó hồi phục như cũ tiếp tục cuốn lấy tiểu đỉnh kéo đi. Mà trước người người này lại có một tiểu đỉnh phù văn phiêu động, hình dạng có 5-6 phần tương tự với kiền lam đỉnh, mà cỗ thanh ti kia đúng là từ trên tiểu đỉnh đó bắn ra. Hư thiên đỉnh, Hàn Ly nhìn thấy màn này khẽ thịt hào, chính là Hàn Lập đã tung ra hư thiên đỉnh, thấy kiền lam đỉnh sắp đến tay, hắn liền hướng về hư thiên đỉnh trước người hư không bắn ra một chỉ. Đang, một tiếng vang nhỏ vang lên, trên đỉnh lại xuất ra một cổ thanh ti, quấn quanh kiền lam đỉnh, sau đó phất tay một cái đã tu kiền lam đỉnh vào tay áo, ngẩng đầu lên nhìn về phía hàn ly thượng nhân cười lạnh. Khá lắm, mới đó mà đã vận dụng được hư thiên đỉnh. Chẳng qua với tu vi của ngươi, nhiều nhất là mới luyện được đến tầng thứ nhất mà thôi, cũng chỉ có thể phát huy một chút uy lực bề ngoài của nó mà thôi. Nhưng ma cưu đại sư, ta không ngờ đến lúc này ngươi lại có một lựa chọn không sáng suốt như thế. Ngươi làm thế là bức sư mỗ ra tay đó. Hàn ly thượng nhân thấy kiền lam đỉnh bị mất, không hề tức giận lại quay sang nói với tăng nhân. Lão nạp tương giao cùng Hàn Ly huynh hơn trăm năm, làm thế cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Bần tăng cũng không muốn thấy cảnh sau khi Hàn Đạo Hiếu bị giết sẽ đến phiên mình bị diệt khẩu. Sự việc liên quan đến thông thiên linh bảo, Hàn Ly huynh ngay từ đầu đã không tính để bần tăng còn sống mà rời đi rồi. Bần tăng cũng chỉ là một tán tu, không có quan hệ sâu xa như Long Đạo Hiếu và Quý Cung. Tăng nhân lấy ra một chiếc mõ gỗ, thần sắc bình tĩnh trả lời. Ma cưu đại sư, người có ý tứ gì? Lão ẩu vừa thối lui nghe thấy lời này, linh quang trong mắt chợt lóe lạnh lùng hỏi. Đạo hữu không cần tiếp tục giấu giếm, người khác không biết nhưng chẳng lẽ lão nạp lại không rõ sao? Lòng đạo hữu chấp trưởng liễu thuy phái, chẳng phải cũng chỉ là một phân chi của tiểu cực cung sao? Lòng đạo hữu cũng vốn là một trưởng lão của tiểu cực cung, bần tăng nói có sai không? Tăng nhân trầm giọng nói, không ngờ đến việc này mà đại sư cũng biết, Long trưởng lão, người không cần chờ đợi nữa, đồng loạt ra tay đi. Hàn Ly chân nhân rốt cuộc cũng lật bài ngửa, hắc hắc, xem ra lão thân muốn không ra tay cũng không được, chẳng qua sự tình có liên quan đến hư thiên đỉnh tại sao ngươi lại không nói trước với lão thân? Chẳng lẽ các ngươi luôn giữ bí mật đối với các ngoại môn trưởng lão như ta sao? Lão ẩu sắc mặt trầm xuống, hoàng quang trong tay lóe lên, một kiện long đầu quải toa xuất hiện trong tay, sau đó lạnh lùng nói với Hàn Ly thượng nhân. Lão phu giữ bí mật vốn là, mặc chuyện đó đã việc quan trọng trước mắt là đem hai kẻ này bắt lại, sau đó thu lấy linh bảo. Có hư thiên đỉnh làm chấn cung chi bảo, bổn cung sau này dù có gặp cường địch ta tin tưởng cũng đủ sức đối phó. Hàn ly thượng nhân có chút kiêng kỵ trả lời, mà cưu đạo hiếu cứ để cho lão thân, ba người các ngươi giải quyết hàn tiểu tử đoạt lấy hư thiên đỉnh đi. Lão ẩu thần tình vừa động, tuy có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, cứ như thế đi, hàn ly thượng nhân cũng không trần trừ, một tay lật lên, một khối lam sắc trận bàn xuất hiện tay kia lại nhanh chóng huy động pháp quyết. Không ổn, hắn định phát động cấm chế, mau ngăn lại. Ma cư vừa thấy Hàn Ly hành động đã biến sắc, lập tức giơ tay lên, một đoàn lục quang bắn nhanh ra, tay dục pháp quyết hướng vào chiếc mõ gỗ đang phiêu phù. Dưới sự thúc động của pháp quyết, một tiếng phanh vang lên. Thanh âm này trầm ổn phảng phất vang vang khắp nơi, tựa như phạm sướng Phật môn, khiến tâm thần người khác chấn động, có cảm giác nguyên thần xuất khiếu. Nhưng mỗi người ở đây đều một thân thần thông cao cường, lão phụ kia không để tăng nhân gõ tiếp lần thứ hai chỉ trong phút chốc đã tỉnh táo trở lại miệng hư lạnh quả trượng trong tay hướng vào chiến mó quét nhẹ một đạo hoàng sắc đại kiếm bắn ra tăng nhân thấy thế liền dừng việc thúc giục phạm âm lại đem linh lực rót vào mó bảo vật này lại xoay tròn trên không trung rồi phóng đại ra khoảng một trượng tựa như một cự thạch trực tiếp nghênh đón kiếm quang nhất thời thanh âm bạo liệt vang liên cự mó cùng kiếm quang va chạm mà hàn ly thượng nhân cũng chuẩn bị hoàn thành pháp quyết trong tay đã bắt đầu phát ra linh quang chói mắt Hàn Lập thở nhẹ một hơi, hắn không để Hàn Ly thượng nhân dễ dàng khởi trận, một tay nhấc lên, từ ngũ chỉ xuất ra hơn 10 đạo kiếm khí bay đến. Mục tiêu chính là trận bàn đang phiêu phù, thanh nguyên kiếm khí hóa thành 10 đạo thanh hồng, chưa đến được nửa đường đã bị vài đạo bạch sắc kiếm khí cùng hai đạo hắc mang chặn lại. Cuối cùng Bạch Mộng Hinh cùng Thanh Sam Trung Niên cũng đã ra tay. Thấy kiếm khí trong nháy mắt đã gần như bị chảm thành mảnh nhỏ, Hàn Lập nhướng mày, không vội ngăn trở Hàn Ly thi pháp mà lại rung tay hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm hóa thành một mảnh kim quang bảo vệ thân thể, sau đó lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Ly thượng nhân. Âm âm, tiếng nổ vang lên, Hàn Lập ngẩn người nhưng linh quang quanh người chợt lóe lên, thân hình theo quang trụ bắn thẳng lên không trung. Mà đúng lúc này, tử sắc quang trụ đột nhiên tiêu thất, sau đó một trận đồ hình tròn xuất hiện. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ dưới thân truyền lại, khiến cho thân hình trong phút chốc như nặng nghìn cân sắp bị kéo xuống đất. Quang hà phía trước bỗng không ngừng chớp động, một đoàn linh ba quỷ dị lóe lên hắn chưa kịp xuất ra pháp khí khung cảnh phụ cận đã biến đổi hắn lúc này đang phiêu phủ giữa không trung trong một trận gió tuyết vô số hoa tuyết không ngừng phất phơ dưới mặt đất là một mảnh trong suốt thì ra là một dòng sông đã bị đóng băng huyễn thuật có chút ý tứ hai chân hàn lập vừa chạm đất khẽ cười nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc lúc này cấm chế trên cơ thể hắn đã lợi hại hơn vài phần nếu không phải bản thân tu luyện qua minh vương quyết chắc chắn thân thể không đủ sức chống đỡ nhưng cấm chế này tất nhiên không thể đánh đồng với trọng lực của kim từ linh mộc. Trong lòng thầm nghĩ, Hàn Lập cũng không đứng yên, kim sắc kiếm quang hiện lên trước người, xoay một vòng, trong nháy mắt đã chém đứt trọng lực trên người. Thân hình hắn ẩn vào một đoàn kim quang, từ từ bay lên. Hàn Lập lướt nhìn bốn phía, hai mắt hít lại, lam mang không ngừng chấp động. Nơi đây là một mảng trắng xóa, không hề tồn tại bóng dáng con người, như một thế giới mênh mông chỉ còn mình hắn tồn tại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, hoa tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên lam quang trong mắt đại thịnh, miệng quát khẽ một tiếng, kim quang đang xoay quanh người bắn ra ngoài, mục tiêu là một mảnh hư không phía xa. Thanh âm bạo nứt liên tiếp phát ra từ hư không, kim mang lóe lên, hơn 10 đạo phi kiếm hiện ra. Phi kiếm này chỉ hơn tấc, nhưng mỗi một khẩu đều trong suốt, lại mượn gió tuyết mà ẩn nấp yên lặng phóng về phía Hàn Lập. Nhưng không ngờ Hàn Lập đã sớm phát hiện, nhẹ nhàng xuất ra kiếm quang đánh tan, Ồ, một thanh âm kinh ngạc không biết từ đâu truyền đến, đúng là thanh âm bạch mộng hinh, tiếng nói mang đầy vẻ bất ngờ. Nhưng mười khẩu phi kiếm này nhoáng lên một cái, sau đó bất ngờ biến mất vô tung vô ảnh. Đuôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, không suy nghĩ hai tay đã bắt pháp quyết, kim quang quanh thân run lên, sau đó hơn 10 kim sắc tiểu kiếm bay ra, mỗi khẩu đều lập lòe kim quang hàn khí bức người. Mấy tiểu kiếm này xoay quanh một vòng rồi bắn ra bốn phía, một trận nổ lớn vang lên hơn 10 khẩu phi kiếm trong suốt bị tiểu kiếm bắn trúng hiện nguyên hình. Tiếp theo Hàn Lập lại thúc giục pháp quyết, hai loại phi kiếm đan xen vào nhau, thanh âm ông minh không ngừng phát ra, kim quang cùng tinh mang va chạm. Hàn Lập thấy vậy, một tia tàn khốc lướt qua, một tiếng chú ngữ cổ quái vang lên. Một tiếng rên trong gió truyền ra, tiếp đó bên ngoài 10 trượng một đạo bạch quang bạo phát, một nữ tử áo trắng xuất hiện, hai tay ôm đầu khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng là Bạch Mộng Hinh đã trung bí thuật thất thần thứ của Hàn Lập chương 1101, chiến đấu kịch liệt. Thần niệm nữ tử chợt rối loạn, vốn phi kiếm của nàng ta đang cùng với các phi kiếm của Hàn Lập bất phân thắng bại, liền lập tức linh quang tối sầm lại, uy lực đại giảm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng khẽ thúc dục kiếm quyết, hơn 10 cây thanh trúc phong vân kiếm kim quang đồng loạt đại thịnh, bao quanh ngăn cản các băng kiếm. Tiếng động răng rắc nổi lên, trong hơn 10 thanh băng kiếm không ngờ chỉ còn lại non nửa nửa, mấy thanh băng kiếm kia đều bị kim sắc phi kiếm chém thành hai đoạn mấy thanh băng kiếm còn lại cũng chỉ trong phút khốc linh quang trở nên ảm đạm tiếng chu chéo cất lên không ngừng tựa hồ xem ra bị hao tổn không nhẹ nữ tử áo trắng vừa thất thần mới hơi ổn lại thấy bổn mạng pháp bảo của mình bị hủy nhất thời kinh hãi tâm thần vì thế bị thương mà phun ra vài ngụm máu nhưng bất chấp điều đó mà vội vàng thôi động kiếm quyết muốn thu hồi lại toàn bộ mấy thanh phi kiếm còn sót lại bằng không nếu để toàn bộ phi kiếm bị hủy thì sẽ không chỉ có từng đấy thương tổn nhưng hàn lập đã xuất thủ như thế nào lại có thể để cho nàng được dễ dàng đem bổn mạng phi kiếm của mình mà thu hồi. Hắn đưa tay cực nhanh điểm một chỉ vào số phi kiếm ở phía xa xa kia, nhất thời toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm đồng loạt đuổi theo quấn chặt lấy băng kiếm không rời, đồng thời có một số phi kiếm bỗng nhiên tốc độ gia tăng nhanh chóng, chỉ mấy lần chấp động, cuối cùng xuất hiện một cách quỷ dị phía trước mấy thanh băng kiếm này, ngay tức khắc tiền hậu giáp kích, âm thanh kiếm khi vang lớn, đem mấy thanh băng kiếm trói buộc ở bên trong. Hàn Lập một lần nữa thôi động kiếm quyết, đang muốn dựa vào sự sắc bén của phi kiếm, đem bổn mạng pháp bảo của nữ tử này hoàn toàn phá hủy thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét to ngươi dám. Lập tức có hai đám mây màu đen chợt lóe, từ trong bông tuyết trên không bỗng chốc bay ra hai con mặc dao dương nhanh múa vuốt, mỗi con đến đến 7-8 trượng, giữ tợn hung mãnh dị thường. Hàn lập sắc mặt không đổi, tự hồ như sớm đoán được đợt công kích này, một tay tiếp tục thôi động kiếm quyết, tay kia thì đột nhiên đưa lên, một thư quyển hồng quang mở ảo bay ra. Từ giữa linh quang, bảo vật này mở ra, quyển sách ở trong đoàn lình quang phát ra âm thanh, từ trong sách bay ra hơn 100 đạo cổ văn hy có hai màu kim ngân, cổ văn này vừa hiện lên lập tức theo gió mãnh liệt dài lên, sau đó hóa thành vô số quang đoàn trực tiếp hướng về hai đầu ô giao nghênh đón. Hai đầu ô giao long này cũng không hề lưỡng lự, trong miệng hắc sắc quang hà phụt lên không ngừng, tức khắc chui vào trong đống cổ văn. Tiếng động ầm ầm vang lên liên tiếp không ngừng, ánh sáng hai màu kim ngân ở trên người giao long bạo liệt, chẳng những đem những đám mây màu đen trên người giao long đánh vỡ thành tưởng mảnh vụn, hơn nữa còn đem hai đầu giao long đánh cho lăn lộn liên tiếp mấy vòng. Những kim ngân phó văn này, thật không ngờ lại chứa đựng uy lực thần kỳ, hai đầu mặc giao kia xem ra chịu không nổi vết thương nặng, trong nghiêng không ngừng rú lên đau đớn, sau đó đều tự hiện ra nguyên hình, chính là hai cây giáo ngắn màu đen. Hàn lập thấy vậy, trong lòng lấy làm vui mừng, âm thầm rót pháp lực vào trên quyển sách, trong nháy mắt càng lớn thêm ba phần. Quyển sách màu đỏ bỗng nhiên run lên, cổ văn từ trong sách ảo ảo tuôn ra càng nhiều, hoàn toàn đem đại phiến không gian trên đỉnh đầu bao bọc vào bên trong, sau đó mạnh mẽ bắn đi. Hắc quang chợt lóe, thanh sam trung niên nhân sắc mặt âm trầm đứng nhìn đông đảo phó văn bao vây xung quanh, hắn im lặng nhấc tay lên, đem hai đoạn giáo màu đen thu về, nhưng ngay sau đó từ trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào xuất hiện ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh. Chiếc cờ này chỉ dài có mấy tấc, nhưng chỉ nhoáng lên một cái, tức khắc phó văn trên mặt cờ quay cuồng, hiện lên một cỗ cuồng phong gào thét, thanh sam trung niên nhân tức thì biến mất không thấy bóng dáng. Toàn bộ cổ nhân nhất tề bổ nhào vào khoảng trống, Hàn Lập thấy vậy, không khỏi buồn bực. Ở phía bên kia, Hàn Lập cũng không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn lờ mờ thấy được Bạch Mộng Hinh đột nhiên xuất ra một tấm gương tinh khiết, không tì vết. Mà gương này ngay tức khắc hướng về số phi kiếm của Hàn Lập, từ trên mặt kính phun ra một cột ánh sáng màu trắng sữa, từng đoàn kim quang kia không kịp đề phòng, bị cột sáng này chiếu vào, nháy mắt bên trên thân kiếm liền hiện lên một lớp hàn băng, hơn phân nửa phi kiếm cứ như vậy bị hóa thành những khối băng, bị đóng băng ở bên trong. Mà mấy thanh băng kiếm kia cũng nhân cơ hội đó mà bỏ chạy quay về phía nữ tử, lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Lập ánh mắt đảo quanh, thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, tay theo quy luật hướng về phía xa xa điểm liên tiếp vài cái. Nhất thời sấm sét trên kim sắc tiểu kiếm nổi lên, tia điện nhỏ bé trên thân kiếm hiện ra, một ít phi kiếm bị đóng băng bị Tịch Tà thần lôi kích vỡ, từng khúc từng khúc vỡ vụn ra, phi kiếm lại được khôi phục tự do kim quang lại vụt lóe lên, bạch mộng hình thần sắc đại biến, lúc này tiểu kiếm trong tay phương hướng đột nhiên thay đổi, không ngờ là nhắm ngay về phía Hàn Lập. Sau lưng Hàn Lập tiếng động ầm ầm vang lên, một đôi cánh màu bạc hiện ra, hơi hơi mở ra, ngay tại trong ngân quang biến mất không thấy bóng dáng. Bạch mộng hình nhất thời ngây ngốc, nhưng cơ hồ cùng lúc đó, bên cạnh nàng đột nhiên có một cỗ cuồng phong thổi qua, từ trong đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay thỏ ra, kéo lấy nàng lôi vào bên trong, sau khi cơn gió này tiêu thất, Hoàn toàn không có thấy tung tích bóng người. Ngay lập tức sau đó, ngân hồ chợt lóe, nguyên bản tại chỗ bạch mộng hình đứng ban đầu, thân ảnh Hàn Lập chợt hiện ra. Hắn nhìn vào hư không trống tống, trên mặt hiện ra một tia sát khí, lam mang trong mắt đảo qua, bàn tay chắp sau lưng hờ hững giơ lên, một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Tại một nơi khác cách đó 10 trượng, hắc quang chợt chớp động, sau một tiếng hừ nhẹ, một bức tường quỷ dị đổ xuống sau đó liền xuất hiện ra một bóng người màu xanh, chính là thanh sam trung niên nhân kia. Đạo hắc mang kia tựa giống như thuấn di thoáng cái biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại hiện ra trước người hàn lập, chính là một thanh đoàn nhận dài vài tấc, mặt trên lập lờ hào quang màu đen yếu ớt, nguyên bản vốn là ma tủy nhận cấp cho khôi lỗi nhân hình sử dụng. Sau đó thân hình hàn lập huyền phù trong gió tuyết, làm mang trong mắt không ngừng sáng lên tựa hồ như đang tìm cái gì. Tại một địa phương khác bên ngoài pháp trận, thanh sam trung niên nhân đang luống cuống tay chân, ấn vào vết thương một cái, lập tức một đoàn bạch quang xuất hiện quấn lấy chỗ tay bị cắt. Pháp bảo thật quỷ dị, xem ra mộng giao không có phóng đại. Tên tu sĩ họ hàn này một thân thần thông quả nhiên cực kỳ lợi hại, mộng hinh, người không sao chứ. Mắt thấy miệng vết thương tại cánh tay bị cụt đã liền lại, thanh sam trung niên thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn bạch mộng hinh bên cạnh liếc mắt một cái, lộ ra vẻ quan tâm. Ta không sao, tuy rằng bổn mạng pháp bảo bị phá hủy, nhưng trung quy cũng thu hồi được gần nửa, nhưng huyền băng kiếm này từ nay vô pháp sử dụng đối phó với địch nhân. Hàn Ly sư huynh cấm chế đối với người này một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa đối phương tựa hồ còn có thần thông có thể nhìn thấu huyễn thuật. Chúng ta dựa vào lực cấm chế để ẩn giấu hành tung, một chút cũng không dùng được. Bạch Mộng Hinh nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này trái lại trên đôi má đảo có chút đỏ ửng lên, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Ta vừa rồi đều đã nhìn thấy hết, không thể xem thường đối phương, nếu không phải liên quan đến lư thiên đỉnh, ta thật sự cũng không muốn kết đại địch với hắn. Bất quá nếu đã động thủ tự nhiên sẽ không có chuyện bỏ cuộc. Ta cũng vừa cắn nuốt tia thiên địa nguyên khí cuối, vì vậy đành quên đi việc mở động ra. Ở phía sau, các ngươi chỉ cần có thể trợ giúp ta một chút ta liền có thể tiêu diệt người này. Hàn ly thượng nhân cả người phát ra lam quang trói mắt, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cũng dần dần thu liếm, thần sắc bình tĩnh nói. Thúc giục huyền ngọc hàn khí, như vậy, sau ngàn năm chúng ta không cách nào có thể mở ra huyền ngọc động nữa. Thanh sam trung niên nhân nghe được lời ấy cả kinh, bạch mộng hình đồng dạng ngọc dung khẽ biến, không còn biện pháp nào khác, vừa rồi các người cũng đã thử qua. Bản thân người này rõ ràng tinh thông trận pháp, mà vô luận là pháp bảo hay thần thông đều là rất lợi hại, huống chi ngoại trừ bên người có được hư thiên đỉnh, hắn còn có một cây quạt làm linh bảo phòng ngừa, đồng dạng khó có thể ứng phó. Cũng chỉ còn cách mượn dùng lực trong huyền ngọc động, ta mới có 10 phần nắm chắc đem người này diệt sát đi. So với hư thiên đỉnh, Huyền ngọc động tạm thời bị phong ấn ngàn năm, điều này cũng hoàn toàn đáng giá. Hàn Ly thượng nhân nhìn Hàn Lập trong cấm chế, bình tĩnh dị thường nói: "Nghe vị đại trưởng lão đã nói như vậy, Thanh Sam Trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh mặc dù trong lòng có chút trần chờ cũng không thể nói thêm gì." Hàn Ly thượng nhân ngón tay nhẹ đảo, trong tay liền xuất hiện thêm một chiếc huyền ngọc lệnh bài trong suốt. Ngay tại lúc hắn đem lệnh bài lấy ra, thì sau đó trong tích tắc, ánh mắt nghi ý thức được gì nhìn lướt về phía Hàn Lập, thần sắc đại biến không hay đối phương không ngờ đã tìm được tâm trận sắp phá trận mà ra các ngươi hai người mau thúc giục pháp trận vô luận là dụng biện pháp gì kéo dài thời gian cho ta thanh niên trung niên nhân nghe thấy những lời này nhất thời cả kinh hướng xa xa nhìn lại chỉ thấy hàn lập bên trong huyễn trận hai tay kết quyết một thanh cự kiếm khổng lồ không biết từ lúc nào hiện ra trên đỉnh đầu mặt trên còn có vô số hào quang chớp động liên tục đang chậm rãi chém một nơi trong cấm chế trong lòng thanh sam trung niên nhân khiếp sợ với tốc độ không thể nào nhanh hơn, tay áo run lên, một khối quang cầu vàng lục đan xen nhau nhắm thẳng về hướng cự kiếm bắn tới. Bạch Mộng Hinh ở một bên cũng đồng dạng lặng lẽ đưa một tay lên, tấm gương màu trắng từng đóng băng phi kiếm của Hàn Lập một lần nữa lại hiện ra. Mặt kính hơi run một cái, nhất thời có mấy cột sáng màu trắng lóe ra, mục tiêu chính là Hàn Lập. Xem ra nàng muốn vây ngụy cứu Triệu, còn về phía Hàn Ly thượng nhân thì chú ngữ trong miệng cấp tốc phun ra không ngừng, huyền ngọc bài bài theo đó bay vọt lên không điểm điểm ánh sáng màu trắng ở mặt trên tụ lại làm thành một quang đoàn trói mắt trong quang đoàn mơ hồ có một hư ảnh của linh thú đang chậm rãi thành hình mà lúc này hàn lập thi triển cự kiếm thuật đã sắp đem cự kiếm màu vàng chém vào một nơi được chỉ định bản thân hắn tinh thông trận pháp hơn nữa lại có minh thanh linh mục phụ trợ phá vỡ một cái huyễn thuật tự nhiên là không mất nhiều công sức bất quá bỗng nhiên lại có một khối quang cầu màu vàng lục xuất hiện ở phía dưới thân kiếm mặt khác lại có thêm một cột ánh sáng trắng sữa từ trong gió tuyết lao ra, hướng chính mình bắn nhanh đến. Hàn lập khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, chương 1102, song vĩ nhân diện hạt. Bên trong hoàng lục sắc quang cầu, rõ ràng bao bọc một hạt trâu to bằng nắm tay. Hạt trâu này có màu vàng sữa, lúc bắn đến lại ẩn ẩn mang theo tiếng sấm sét, vừa nhìn cũng biệt là một kiện dị bảo. Nhưng hàn lập không chút nào dừng lại, ngược lại khẽ thúc giục kiếm quyết, kim quang của cự kiếm tăng vọt lên vài thước, tại trong tiếng nổ vang chém xuống một cái. Mà lúc này, đám bạch sắc quang trụ cũng lóe lên rồi xuất hiện trước người Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ hít vào một hơi, há mồm phun nhanh ra một đoàn tử diễm. Mà đoàn tử là cực hỏa sau khi bắn ra khỏi miệng, liền suy suy một tiếng theo gió điên cuồng phóng đại, trong nháy mắt liền biến thành một tử sắc hỏa cầu to bằng một cái bánh xe. Sau một tiếng phanh, tử sắc hỏa cầu lại phân tách bắn ra bốn phía, trong nháy mắt hóa thành mấy đoàn tử diễm nhỏ, phân biệt đón lấy đám bạch sắc quang trụ, âm thanh oanh long vang dội quang trụ này không chút nào dừng lại cùng với tử diễm va chạm với nhau tử mang và bạch quang chớp động hai chủng loại cực hàn chi diễm ở trong không gian bùng nổ vô số tinh quang từ trên hư không hiện lên từng luồng hàn khí hai màu chớp mắt trong không gian lan tràn mở rộng ra còn về hướng bên kia theo một tiếng nổ kinh thiên động địa thanh kim sắc cửa kiếm cũng vững vàng chém vào trên hạt châu màu vàng sữa hai sự va chạm đồng loạt bộc phát ra một cảnh tượng kinh người xung quanh cửa kiếm và viên chân châu Đồng thời bạo phát ra hai loại kim thanh hồ quang. Hai loại hồ quang này đan xen với nhau rồi lóe lên, nháy mắt hình thành một quả điện cầu đường kính đến hơn 10 trượng, điện quang chói mắt đồng thời phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Điều này chứng tỏ viên châu này là một loại cổ bảo lôi thuộc tính hiếm thấy. Hàn Lập đối với Hàn khí đánh tới, không hề để ý chút nào, một tay vung lên, trên người hiện lên một lớp tử diễm, làm đóng băng Hàn khí sắp tiếp cận đến bên người rồi tự động hóa thành hư ảo nhưng đối với sự xuất hiện viên cự đại lôi cầu này lại làm cho hắn thực sự kinh ngạc đây là loại lôi điện gì thoạt nhìn là có lai lịch không nhỏ có thể ngăn cản được uy lực của ích tà thần lôi hàn lập không tiếp tục thúc giục cửa kiếm nữa ngược lại một tay điểm vào hư thiên đỉnh ở trước người sau một tiếng phanh một chùm thanh ti bắn nhanh ra nháy mắt hướng quấn lấy viên cầu như muốn mạnh mẽ đem viên cầu kia cướp lấy thu vào trong bên trong thanh sam trung niên nhân ở bên ngoài cấm chế thấy cảnh này trong lòng chấn động bất chấp tiêu hao pháp lực đem mấy đạo pháp quyết mạnh mẽ đánh ra, đem linh lực toàn thân rót hết vào trong hạt châu. Khỏa lôi châu này chính là một kiện dị bảo hắn tìm được ngày xưa, tuy rằng chưa thể hoàn toàn lĩnh hội thấu triệt, nhưng uy lực cũng đã lớn đến kinh người, vì vậy luyến tiếc không nỡ buông tha. Nhất thời nguyên bản vốn lôi cầu hai màu cường độ ngang nhau, nhưng dưới sự thúc giục biên cuồng của thanh sam trung niên nhân, nhất thời làm cho thanh quang đại thịnh, thậm chí đem kim hồ áp đảo xuống. Hàn lập sắc mặt trầm xuống, Cự kiếm của hắn là do ngưng tụ hơn 10 thanh phi kiếm mà thành, ẩn chứa uy lực của ích tà thần lôi, theo đó mà tự nhiên hơn xa thanh sắc lôi điện của viên chân châu. Cho nên tâm niệm vừa động, cự kiếm run lên, mấy đạo kim hồ to bằng miệng bát từ trên thân kiếm hiện lên, theo đó thoáng cái hóa thành những con kim sắc cự mãng, hung hăng bổ nhào về lôi cầu ở phía trước. Thanh sắc hồ quang thanh thế vừa mới đại chấn thì dưới sự kết hợp của kim sắc cự mãng một kích chém xuống, lập tức trong ánh điện quang chớp giật và tiếng nổ vang bại lui, trong nháy mắt toàn bộ hồ quang đều bị xé nát tan tành, bản thể của viên chân châu màu vàng sữa dần dần hiện ra. Mà vào thời khắc này, Chùm tia màu xanh từ trên hư thiên đỉnh giống như canh chuẩn thời gian bắn tới, đem viên châu cuốn vào bên trong nhanh như chớp, sau đó bắn ngược trở về. Thanh Sam trung niên nhân ở xa xa cực kỳ khẩn trương, thần tình lộ vẻ lo âu, hai tay liên tiếp bấm pháp quyết không dừng, viên cầu trong những tia thanh thi dẫy ruộng rung lên, như muốn vùng thoát ra. Bạch Mộng Hinh ở một bên lông mày nhướng lên, cũng lập tức đem chiếc hương trong tay giơ lên, sau đó hướng không trung ném đi. Một luồng khí lạnh trên đỉnh đầu nàng bay lên, Bạch Mộng Hinh miệng hé ra, phun ra một đoàn bạch khí tinh thuần dị thường, tiếp xúc vào trên mặt kính. Trong kinh truyền đến một thanh âm tê tê tựa như rắn rít, lập tức lục mang chợt lóe, từ trong kính phẳng phất có cái gì lóe ra, nhưng vì tốc độ quá nhanh, làm cho không thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của vật ấy. Đang sai khiên hư thiên đỉnh đem viên châu này hút lấy bên người, Hàn Lập đột nhiên quay đầu lại, đồng tử lam mang đại thịnh, kim quang bao bọc xung quanh người chợt bắn nhanh vài ra vài đạo. Tất cả đều có cùng một mục tiêu, oanh một tiếng, mấy đạo kim quang bắn ra tại một chỗ cách đó 10 trượng nổ tung, dường như là va chạm vào vật gì. Hàn lập không để ý đến điều đó, tay cực nhanh phất lên, đem viên châu bị bao bọc bởi chùm tia màu xanh mạnh mẽ bắt lấy trong tay rồi lật tay thu vào trong túi chữ vật, lúc này hai mắt nhíu lại nhìn chăm chú về hướng kim quang bạo liệt. Chỉ thấy giờ phía đó kim quang hơi chớp chớp, mơ hồ có thể thấy được mấy thanh kim sắc phi kiếm đang vây quang một con linh trùng hình thù kỳ quái, đang quay cuồng chiến đấu không ngừng. Con linh trùng này thoạt nhìn là một con cự hạt, nhưng lại có hai cái đuôi, trên lưng có bốn cánh, hoa văn trên lưng là một cái đồ án phi thường giống mặt người, làm người ta nhìn không khỏi sờn tóc gáy. Con quái hạt toàn thân xanh biếc lúc này đang dùng hai chiếc độc vĩ đen thùi của mình hóa thành một phiến ô ảnh, đem cả thân mình bảo vệ trong đó, thanh trúc phong vân kiếm vốn là cực kỳ sắc bén, chém lên chiếc mai làm tạo ra một thanh âm chói tai, nhưng lại vô pháp phá vỡ phòng ngự của con bò cạp này. Song Vĩ Nhân diện hạt Hàn Lập lẩm bẩm, tựa hồ như có chút ngoài ý muốn. Con quái hạt này chính là được bài danh trên bảng linh trùng xếp vào vị trí thứ 29, bởi vì mọc ở trên lưng có những quái văn giống mặt người. Hàn Lập đối với con linh trùng này ấn tượng khá sâu sắc, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Bất quá hình mặt người trên lưng của con bò cạp này còn có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên vẫn là chưa trưởng thành hoàn toàn vẫn còn ở trong giai đoạn ấu trùng. Lấy thần thông của Hàn Lập hiện giờ, trừ phi đụng phải con linh trùng trưởng thành bài danh trước vị trí 20, còn đối với những con linh trùng bài danh phía sau thì cũng không có gì phải đáng ngại. Kinh ngạc qua đi, hắn thần sắc trầm xuống, một tay vỗ túi tê ân trùng bên hông, nhất thời tiếng côn trùng kêu vang nổi lên, một đoàn kim sắc trùng vân gào thét bay ra, thẳng đến chỗ của con quái hạt đánh tới. Song vĩ nhân diện hạt kia vừa thấy đám kim sắc trùng vân kia, tựa hồ cảm thấy cái gì không ổn, trong miệng trầm thấp kêu lên một tiếng, thân hình mờ nhạt đi, liền vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng ngay sau đó, nó lại hiện ra ở một chỗ khác cách chỗ ban đầu hơn 20 trượng, linh trùng này có được bốn cánh, quả nhiên tốc độ độn thuật nhanh vô cùng. Nhưng Hàn Lập lại cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì, chỉ là hướng về đám côn trùng nhẹ nhẹ điểm một chút. Nhất thời kim sắc trùng vân nhất hồ bách ứng chuyển đến một tiếng phanh, vô số kim hoa bốn phía bay đến, trong nháy mắt trải rộng ra một phạm vi đến hơn trăm trượng, từng con kim sắc giáp trùng lớn đến mấy tấc, hình thái giữ tợn đem con song vĩ hạt kia bao vây ở bên trong. Bạch Mộng Hinh ở phía xa xa dụng bảo kính điều khiên con bỏ cạp nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thâm kêu không tốt, liền nhanh chóng điều khiển con song vĩ hạt thoát ra khỏi đám linh trùng vây quanh. Nhưng đã muộn, toàn bộ phệ kim trung cùng nhau kêu vang một tiếng, liền từ bốn phương tám hướng thẳng đến chỗ con bỏ cạp điên cuồng bay đến. Tốc độ tuy không phải là cực nhanh nhưng lại vô cùng dày đặc, ngay cả một khe hở cũng không có. Linh hạt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đôi song vĩ của mình lại hoán thành ô ảnh đem toàn thân bảo vệ, sau đó thân hình run lên, xác định một phương hướng, một đầu đâm vào trong đàn phệ kim trùng, muốn mạnh mẽ lao ra khỏi đàn côn trùng. Nếu gặp linh trùng bình thường thì hành động này của linh hạt xem ra là thích hợp nhất, nhưng đối mặt với đàn phệ kim trùng là loại thượng cổ kỳ trùng, lại chỉ là đi tìm đường chết mà thôi. Bởi vì phải điều khiển cái đuôi cho nên tốc độ độn thuật của con bọ cạp này giảm xuống hơn phân nữa, tuy rằng nhờ vào lực lượng mạnh mẽ đanh bay đi vô số con giáp trùng, bay ra được hơn 10 chương. Nhưng lại có càng nhiều con kim sắc giáp trùng không chút e sợ hống lên bay sát đến. Mà phệ kim trùng cũng không sợ cái gì hạt độc, độ sắc bén của câu hạt, mà giáp trùng còn cắn chặt vào cái câu vĩ ngày càng nhiều khiên cho độn tốc cùng câu vĩ vũ động càng ngày càng chậm. Trong nháy mắt, con song vĩ nhân diện hạt đã bị nhuộm thành một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, cuối cùng phát ra tiếng kêu thê lương. Một lát sau, còn bọ cạp này bị đám côn trùng bao phủ bật vô âm tín, bị cắn nuốt sạch sẽ. Hướng về đám giáp trùng, thần niệm hàn lập thôi động. Sau khi bay trở về, thì trong hư không cũng chỉ còn lại một đôi độc câu đen thùi lập lòe phát sáng phiêu phù trong hư không, bởi vì đôi câu này cực kỳ cứng rắn và ẩn chứa kịch độc, nên vệ kim trùng cũng không có hứng thú mà mạnh mẽ cắn nuốt. Hàn lập đối với đôi độc câu này hơi cảm thấy hứng thú, lấy tay quỏ vào trong hư không, liền đem đôi tài liệu của yêu thú hút đến trong tay, hai mắt hơi đánh giá một chút rồi thu vào trong túi, sau đó đứng nhìn thoáng qua kim sắc cửa kiếm đang huyền phù bất động ở phía xa xa. Thần niệm vừa động, kim sắc cửa kiếm liền chém xuống một cái, kim hồ trên thân kiếm chấp động vần quanh, càng làm tăng thêm ba phần uy thế của vết chém. Kết quả sau khi một tiếng ầm âm vang lớn, từ chỗ hư không bị chém kia bỗng nhiên bạch quang đại phóng, lập tức gió tuyết trên trời liền biến thành những áng mây trong xanh. Cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi, Hàn Lập một lần nữa từ trong trận pháp hiện ra, rốt cục thoát khỏi sự che đậy của huyễn thuật. Trong lòng Hàn Lập mừng rỡ, nhưng ánh mắt cũng vội vàng thoáng đào qua. Thanh Sam trung niên nhân kia đang từ trong túi chữ vật lấy ra một bảo vệ giống như chiếc chiêng đồng, bộ dáng như muốn xuất ra, mà Bạch Mộng Hinh bởi vì linh trùng ký dưỡng trong kính bị giết, sắc mặt cũng cực kỳ băng hàn, chiến gương đang phiêu phù đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, tựa hồ còn muốn xuất tiếp thần thông gì đó. Hai người này vừa nhìn thấy Hàn Lập phá trận mà ra, động tác trên tay hơi khựng lại, sắc mặt không khỏi đại biến mà bên kia một đám ngũ sắc quang hà chấp động không ngừng tiếng phản âm bạo liệt bên trong không ngừng phát ra vị hôi bào tăng nhân đang cùng với lão bà đấu đến thời khắc quan trọng không ngờ tại trong cấm chế cũng rơi xuống hạ phong điều này cũng làm cho hàn lập có chút ngoài ý muốn nhưng điều gây chú ý nhất cho hàn lập chính là hàn ly thương nhân đứng ở trên tảng đá lớn trong miệng không ngừng niệm pháp quyết hắn dùng ánh mất âm trầm nhìn chằm chằm hàn lập trên đỉnh đầu một ảo ảnh kỳ lân mơ hồ đã sắp thành hình mà tại trung tâm của ảo ảnh rõ ràng chính là cái huyền ngọc lệnh bài không biết tên kia. Nhìn thấy tất cả chuyện này, Hàn Lập chân mày khẽ động, lập tức âm thầm vỗ túi chữ vật bên hông. Nhất thời một đoàn ô quy nát từ trong túi bắn ra, lượn bòng một cái sau đó trôi nổi ở trước người Hàn Lập. Chính là một bình đen thui to chừng vài tấc, chương 1103, lực áp song tu. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu xanh pháp quyết đánh lên chiếc bình màu đen, chiếc bình sau một hồi quay tròn. Miệng bình lật ngược lại, trong bình truyền ra vài tiếng gầm rú dữ dội. Lập tức năm đạo khí màu xám trắng từ giữa bắn ra nhoáng lên một cái, hiện ra năm bộ xương người trắng như bạch ngọc. Bộ xương này lúc mới hiện ra chỉ nhỏ tầm một thước. Nhưng sau điên cuồng phát ra, cao đến hai trượng đồng thời có một dòng khí màu xám trắng quấn quanh, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Phát ra tiếng cười quái dị làm cho người ta sợ hãi. Mà xương từ cổ đến tứ chi đều có một ngân mai hình tròn lập lè dường như được khảm sâu vào trong xương cốt, đây chính là ngũ tử đồng tâm ma mà Hàn Lập cưỡng ép thu phục. Năm bộ xương khô vừa mới thành lớn, lập tức từ miệng gào thét phun ra ma khí, thân hình chuyển động, mắt lộ hung quang như muốn hướng Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong miệng khống ma pháp quyết thúc dục, năm miếng màu bạc vòng tròn lúc xanh lúc đỏ mảnh liệt sáng lên, một mùi khét lẹt truyền ra. Làm cho ngũ ma đồng thời hướng phía sau lui xuống, trong miệng phát ra tiếng gào thét chi chi, tỏ ra một bộ kinh hoàng dị thường. Theo Hàn Lập khoát tay, một đạo thanh ti bắn ra, bay suốt qua cổ tay tạo ra một vết thương nho nhỏ. Năm giọt huyết châu rơi xuống, rồi bắn nhanh mà ra, chuẩn xác rơi vào trong miệng của ngũ ma. Nhất thời trong mắt ngũ ma lục khí biến đổi, thần sắc lập tức trở nên ôn thuận vô cùng. Đi, Hàn Lập không chút do so dự chỉ tay hướng về người mặc thanh sam ở trên không, trong miệng quát khẽ một tiếng. Ngũ ma quanh thân sau khi ma khí quay cuồng một trận, trong mắt hiện ra hung lệ, đều đằng không bay lên. Sau một trận rú lên hãi hùng, hóa thành năm quỷ đầu to như năm cái bánh xe. Mỗi quỷ đầu tên nào mặt mũi cũng hung tợn, trong miệng phát ra những tiếng rít ô ô làm tâm thần người khác không yên. Cho đến khi vị trưởng lão tiểu, cực cung vị kia bay đi, chúng nó vẫn còn đuổi theo, theo sau là ngập trời khí màu xám trắng, thanh thế lớn cực kỳ. Ngũ tử đồng tâm ma, càn lão ma đúng là bị ngươi diệt sát, thanh sam trung niên lúc trước gặp ngũ ma lúc mới ngẩn ra, sắc mặt nghi hoặc. Giờ phút này rốt cuộc nhận ra ngũ ma lai lịch, nhất thời vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng việc phong ấn Côn Ngô Sơn liên quan rất rộng. Mặc dù tiểu cực cung ở nơi hẻo lánh, nhưng cũng biết một phần. Vì chuyện này mà chẳng những được xương đại tấn đệ nhất thế ra, diệp ra cũng từ đó biến mất không còn tung tích, còn nguyên anh kỳ tu sĩ chết thảm sở Côn Ngô Sơn thì rất nhiều, xem lại nhìn năm này cũng là chuyện hiếm thấy. Đặc biệt thân là âm La Tông Đại trưởng Lão Càn Lão Ma, cũng vẫn lạc tại Côn Ngô Sơn. Chuyện này lại là chuyện gây chấn động toàn đại tấn dù sao ở trong mắt tu sĩ bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trừ bỏ thọ nguyên hao hết cơ hồ là bất tử mà vị người trung niên mặc thanh sam mới năm đó gặp qua cản lão ma dụng ngũ ma tấn công địch một lần nếu cản lão ma đều chết dưới tay người này thì chẳng phải là đối thủ lần này so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ còn muốn đáng sợ hơn sao hắn không hề nghĩ ngợi cầm trong tay đồng la đột nhiên hướng không trung ném lên tay kia vừa lật hiện ra một cây chùy ngọc màu vàng nhạt hướng đồng la hư không một kích phanh một tiếng theo đồng la truyền ra, từng mảnh hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía bên người trung niên mặc thanh sam, tiếng tiếp theo. Hoàng quang trong nháy mắt ngưng tụ biến hình hóa thành hơn trăm phi đao mình lá liễu màu vàng, mỗi cái hàn quang lóng lánh, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Tiếp theo tiếng chiêng liên tục vang lên, phi đao nhất thời xoay tròn. Hình thành một đao võng rậm rạp liên tục di động, đem người trung niên mặc thanh sam bao bọc trong đó, mà dường như vẫn chưa an tâm, tiếp theo tay áo run lên hai thanh thương màu đen từ trong áo bay ra hóa thành hai đạo ô hồng ở trong đao võng, lúc sau còn tạo ra một bức tường năng cản, xem ra hoàn toàn muốn làm một con rùa đen rụt đầu. Sau khi thấy ngũ tử ma xuất hiện, đã hoàn toàn đánh tàn ý chí chiến đấu của thanh sam trung niên, thầm nghĩ ở dưới sự công kích của ngũ ma có thể bảo trị được mạng nhỏ rồi hãy tính. Năm quỷ đầu âm trầm kêu ô ô trong miệng, trong nháy mắt tới trước người trung niên kia, năm cái miệng quỷ cùng lúc phun ra một luồng khí màu xám trắng đem tất cả bao phủ bên trong, sau đó ngũ quỷ nhoáng lên một cái. Vọt vào bên trong ma khí, tiếng nổ, tiếng quỷ thét gào. Ma khí trong không trung quay cuồng, sau khi hàn lập ra lệnh cho ngũ tử ma, lập tức không thèm liếc mắt lấy một cái. Lấy thần thông của ngũ ma có thể đủ để đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, đối phó một tên tu sĩ Trung Kỳ tự nhiên là không có vấn đề gì để nói. Nhưng thật ra Bạch Mộng Hinh sau khi nhìn thấy Hàn Lập triệu suốt ngũ tử ma ra, sắc mặt so với người trung niên mặc thanh sam cũng chẳng tốt hơn tí nào bọn họ trước kia chưa thấy qua ngũ tử ma, nhưng thấy bộ dáng ngũ ma hung sát, lại người trung niên mặc thanh sam hô lên ngũ ma tên, sao lại không biết lai lịch của ma đầu đó. Hàn phiến thượng nhân tuy rằng nắm giữ thần thông có thể khắc chế ngũ ma, nhưng khổ nổi đang ở thời khắc thi pháp máu chốt, cơ bản không thể làm chuyện khác. Nhưng bạch mộng hình trong lòng khiếp sợ, thần thông trong tay đã thi triển được một nửa bất giác ngừng lại. Xem ra nàng ta đã ý thức được, bình thường thần thông tuyệt không có cách nào tạo thành uy hiếp với hàn lập, chỉ lãng phí pháp lực của mình mà thôi. Nhưng không để thời gian cho nàng thở, không nói một lời, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nhoáng lên một cái huyễn hóa ra bốn đạo thanh ảnh giống nhau như đúc bắn ra. Chia làm hai hướng, Bạch Mộng Hinh cùng Hàn Phiến thượng nhân bắn đi mà bản thể Hàn Lập đứng tại chỗ, tay áo run lên, đem hư thiên đỉnh đang huyền phù trước người thu lại. Phong lôi xí sau lưng khẽ rung một cái, Hàn Lập liền biến thành một vệt sáng rồi biến mất. Bạch Mộng Hinh cả kinh, lúc trước nàng đã được chứng kiến thần thông thuấn di của phong lôi xí trong huyễn thuật nên không dám kinh thị chút nào mà bốn cái thân ảnh rất mơ hồ khiến nàng nhất thời không thể phân biệt nó là hóa thân hay chỉ là huyễn hóa chi thuật nhưng dù như thế nàng cũng tuyệt không muốn để chúng dễ dàng tiếp cận lập tức nàng không hề do dự búng ngón tay bắn ra mấy đạo bạch mang vụt vụt tiếng xé gió liên tiếp truyền tới bốn đạo tinh mang lóe lên bắn tới xuyên thủng bốn thân anh đang xông tới Nhìn kỹ bốn đạo tinh mang thì chỉ thấy đó là bốn bảo vật không biết tên, hình dạng như một cái mũi khoan. Thân hình nàng nhoáng lên một cái, một giây sau giã xuất hiện trên cự thạch phía dưới, cùng đứng sóng vai với hàn ly thượng nhân. Sau đó bạch mộng hình mặt hiện vẻ ngưng trọng, hai tay bóp quyết. Trên người nàng bỗng bùng lên một ngọn lửa bạch sắc, dưới sự thôi động của pháp quyết, bạch diễm trong nháy mắt đã ngưng kết thành hình, hóa thành một tòa băng sơn trắng nõn như ngọc, bảo hộ nàng và hàn ly thượng nhân bên trong không ngờ nàng lại giống thanh sam trung niên không cầu tấn công chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình rõ ràng nàng đã hoàn toàn không còn lòng tin đánh với hàn lập chỉ muốn kéo dài thời gian để hàn ly thượng nhân thi triển xong pháp quyết sau đó mượn lực lượng của huyền ngọc động tiêu diệt một tên đại địch quá đáng sợ này tốc độ bốn mũi tinh mang nhanh đến dị thường gần như chỉ lóe lên một cái đã đâm lên bốn đạo thân ảnh kết quả là ba trong bốn đạo liền bị đâm thủng nhưng còn thân ảnh cuối cùng thân hình khẽ run lên một cái đã né tránh được mũi tinh mang một cách quỷ dị rồi tiếp tục lao đến phía hàn ly thượng nhân như chưa có chuyện gì xảy ra lúc này thân ảnh này đã để lộ ra khuôn mặt của mình đó là một người trung niên tướng mạo phổ thông cả người mặc một bộ thanh sam kẻ này một chút khí tức cũng không để lộ ngoài thân hình phiêu thốt bất định chẳng khác nào quỷ mị đó chính là con hình nhân khôi lỗi được hàn lập cho ẩn lẫn trong ảo ảnh định đánh cho đối phương một đòn nặng nề Hàn Lập vi không biết Hàn Ly Thượng Nhân đang thi triển bí thuật gì nhưng chỉ cần nhìn ảo ảnh con kỳ lân trắng trên đỉnh đầu hắn thôi cũng biết bí thuật này tuyệt không tầm thường. Tuy hắn tự nhận cho dù tất cả tu sĩ trong động này có vây công thì cũng không làm gì được mình, nhưng hắn cũng tuyệt không trơ mắt nhìn đối phương thi triển bí pháp thành công. Vì thế hắn không hề do dự mà đồng thời dùng cả hai đại sát chiêu. Bạch Mộng Hinh nấp trong cửa băng vừa thấy nhân hình khôi lỗi xuất hiện liền kính hãi, chẳng kịp suy nghĩ tại sao trong động lại lòi đâu ra thêm một tên tu sĩ lạ hoắc này, vội vàng điểm một chỉ về phía bốn mũi tinh mang đằng xa. Những mũi tinh mang này lập tức lượn một đường hình cung, bay vòng lại đâm vào lưng hình nhân khôi lỗi. Nhưng hình nhân khôi lỗi căn bản hoàn toàn không thèm để ý đến mấy mũi lăng chùy đang đâm tới sau lưng, mà khẽ lật một tay, trong tay nó bỗng nhiên xuất hiện một cây tiểu cung được bao phủ bởi một lớp xích diễm. Nó dương cây cung lên rồi nhắm thắng cự băng bắn một phát. Một loạt tiếng xé gió vang lên, vô số hỏa tiến chi chít phá không bay tới cả nửa không trung đều bị màu xích hồng bao phủ, một luồng hơi nóng lập tức tràn ra. Pháp bảo lôi hỏa cung này tuyệt đối không thua gì đỉnh dai cổ bảo, cuối cùng lúc này cũng hoàn toàn hiển lộ sức mạnh của mình. Đồng tử Bạch Mộng Hinh nhìn thấy cảnh này không khỏi co rụt lại. Thấy tên tu sĩ này không thèm che chắn sau lưng, trong lòng nang liền trầm xuống, lập tức thôi động bốn mũi tinh mang mạnh mẽ, mẽ hơn. Chỉ cần có thể giết kẻ này thì công kích trước mắt lập tức bị hóa giải. Đương nhiên nàng cũng không quên hàn lập vừa rồi đã dùng lôi độn biến mất thần thức nguyên anh trung kỳ của nàng đã sớm thả ra ngoài, bao phủ hoàn toàn phạm vi 30 trượng quanh nàng, để phòng đối phương đánh lén. Nhưng một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi xuất hiện, bốn mũi tinh mang hung hăng đánh lên lưng tên tu sĩ kia, nhưng trên người hắn đột nhiên xuất hiện một lớp quang cháo ngũ sắc. Bốn tiếng nổ đồng thời vang lên, nhưng thân hình tên tu sĩ trong lớp quang cháo ngũ sắc chỉ hơi chấn động một chút rồi lại như không hề có chuyện gì. Bốn mũi lăng trùy căn bản không thể nào xuyên thủng tầng quang cháo quỷ gì kia. Bạch Mộng Hinh cả kinh, nhưng lúc này một trời hỏa tiễn đã đến trước cự băng, hung hăng oanh kích lên nó. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số đốm hỏa diễm xích hồng nổ chung trên bề mặt cự băng rồi hóa thành từng đám từng đám hỏa vân. Nhìn chẳng khác nào dìm cự băng vào biển lửa, đôi mắt trong suốt của Bạch Mộng Hinh nhìn chằm chằm vào phần băng đang bị hỏa vân thiêu đốt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Nàng biết rằng uy lực hỏa vân này mặc dù không nhỏ nhưng chắc chắn không thể làm gì phòng ngự cực hàn chi diễm của mình đúng như nàng dự đoán, nhưng đốm xích diễm mặc dù thiêu đốt không ngừng nhưng cũng chỉ làm lớp ngoài cự băng lóe lên bạch quang nhàn nhạt, nhạt, nhưng không thể làm tổn hại chút nào. Ánh mắt bạch mộng hình chớp chớp, khóe miệng không nhịn được lộ vẻ tự đắc. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng nàng, cách cự băng hơn một trường. Một tiếng sấm vang lên, một vết bạch quang hình cung xuất hiện. Trường 1104, khôi lỗi khắc địch. Người này tất nhiên là hàn lập, sau khi sử dụng lôi độn thuật lặng yên tới phía sau nàng ta hắn sử dụng hình nhân khôi lỗi hấp dẫn sự chú ý của Bạch Mộng Hinh, còn chính mình yên lặng tiến sát tới chỗ này chờ cơ hội xuất thủ. Bạch Mộng Hinh đã sớm chú ý động tĩnh ở bên cạnh, nên khi thân hình Hàn Lập vừa hiện ra, nàng ta tức khắc cảm ứng được ngay, cũng không quay đầu lại lập tức trở tay hư không một chảo. Một cự chảo trong suốt như thủy tinh, băng lạnh hiện ra thẳng hướng Hàn Lập chộp xuống. Nàng ta không đặt hy vọng cú đánh này có thể đủ để khắc địch, chỉ nghĩ là có thể tạm thời ngăn cản một chút không cho Hàn Lập tới gần. Thế nhưng Hàn Lập đối với cự trảo này, không thèm liếc mắt một cái, mặt không thay đổi tay áo phất lên, lập tức một đạo hoàng quang bắn nhanh mà ra, lóe lên một cái cự trảo đã bị chém thành hai nửa. Hàn Lập thân hình một chút chậm chế cũng không có, thoáng cái vọt tới trước mặt, trên người ngọn lửa tăng vọt lên. Một cảnh khó có thể tưởng tượng xuất hiện, Hàn Lập thân mình chỉ ngưng lại một chút, cả người tựa như vô hình, tiếng sấm chấp động thoáng chốc nhập vào trong khối băng, sau mấy cái chấp động, liền quỷ dị xuyên qua lớp băng lớn kia, rồi xuất hiện bên cạnh hai người Bạch Mộng Hinh cùng Hàn Ly Thượng Nhân. Mà chỗ xuyên qua đó lại xuất hiện một cái động băng đường kính vài trượng. Xem ra tử la cực hỏa mặc dù chưa từng được luyện chế qua, nhưng nói về uy lực Hàn Diễm so với của Bạch Mộng Hinh còn cao hơn không chỉ một bậc, Hàn lập thúc dục toàn lực rốt cuộc dễ dàng xuyên qua màn phòng ngự quỷ dị này. Trước mắt hắn trải ra một vóng bạc hình tròn, Bạch Mộng Hinh đã muốn quay lại để kiểm tra, thấy như vậy cả kinh, tay bỗng nhiên bắt pháp quyết, miệng quát lớn một tiếng thu, tơ võng hào quang đại phóng một cái chỉ bạc hướng chính giữa co rút lại ngay tức khắc khe hở hoàn toàn biến mất một cái võng lớn màu bạc mờ mờ thình lình xuất hiện trước mặt hàn lập hàn lập sửng sốt nhưng lập tức cười lạnh một tiếng tam diễm phiến trong tay nhoáng lên bắn lên cuồng trướng đồng thời nhầm ngay võng bạc trước mặt nhẹ nhàng đánh tới veo một tiếng một cột lửa ba màu phun ra ba màu vàng bạc hồng ở bên trong ngọn lửa chấp động không thôi trực tiếp đánh lên trên võng bạc cái võng bạc này không biết là loại dị bảo nào đối mặt với tam diễm phiến loại phỏng chế linh bảo này lại có thể phát ra tiếng vù vù phóng xuất ngân mang chống đỡ ngọn lửa ba màu kia ngọn lửa bị chắn ở bên ngoài tuy bảo vật này tỏ ra chống đỡ không nổi nhưng chưa lập tức bị đánh tan hàn lập lông mày nhíu lại rồi chợt giãn ra vừa mới một kích hướng giữa chiếc quạt rót vào một chút pháp lực bởi tam diễm phiến chẳng qua chỉ phát huy bình thường uy lực nên kết quả có chút ngoài ý muốn nhưng tuyệt không gây ra bao nhiêu kinh ngạc ngay trong lúc này một tay hàn lập lập tức chuyển động đã sớm chuẩn bị bình ngọc đưa lên miêng, đem một giọt vạn năm linh dịch nuốt vào. Sau đó không hề tiết kiệm linh lực, đưa pháp lực điên cuồng hướng cái quạt. Tam diễm phiến rung lên, phát ra một tiếng êm tai, một con hỏa điểu ba màu từ cây quạt bay ra, nhằm thẳng võng bạc đối diện đánh tới. Mà hàn lập phía sau cũng mở ra phong lôi xí, ngay khi vầng sáng ba màu bùng nổ, tiếng sấm vang lên theo đó cũng biến mất không thấy. Sau một khắc, một đạo cầu vồng xuất hiện ở hơn 30 trượng bên ngoài, Hàn Lập thân hình giữa ngân quang hiện ra. Hắn ngẩng đầu hướng chỗ lúc đầu nhìn lại, chỉ thấy trong suốt băng kia hoàn toàn bị vầng sáng ba màu bao trùm bên trong, cũng nhanh chóng tan biến, phần viên cầu màu bạc ở trung tâm, nháy mắt bạo phát, lập tức biến thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập sắc mặt không có chút vui mừng, ngược lại đồng tử co lại, tay cầm tam diễm phiến, trong mắt có vài phần khẩn trương. Bởi vì sau khi võng bạc tiêu tán, một con băng dao màu lam thân dài mấy trượng xuất hiện ở nơi đó, băng dao này phần trước một nửa bộ vảy trong suốt, đang dương nanh múa vuốt, phần sau lại hiện ra sền sện dịch xanh, phần đuôi trực tiếp xuất hiện ở trong đỉnh nhỏ, xem ra đỉnh này phóng xuất ra linh vật băng dao. Tiểu đỉnh này bay trước mặt Hàn Ly, chính là một cái kiền lam đỉnh khác. Băng dao thân hình xoay quanh co rút lại, đang đem bạch mộng hình cùng Hàn Ly thượng nhân bảo hộ bên trong. Mặc dù tại trong vầng sáng ba màu, làm dao thân thể đồng dạng tan biến, nháy mắt tan biến hơn một nửa, nhưng lúc này vầng sáng ba màu rốt của uy lực đã hao tổn hết, lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hàn ly thượng nhân phóng suốt con băng dao này có độ lạnh vô cùng, dưới uy lực của tam diễm phiến, một chút cũng không tổn hại. Đây là hỏa thuộc tính linh phiến, không hổ là vật phỏng chế linh bảo, quả nhiên uy lực không nhỏ. Chỉ bằng uy năng mà nói, hẳn đã trên kiền lam đỉnh của ta. Thanh âm nhàn nhạt từ miệng hàn ly thượng nhân truyền ra, rồi đột nhiên một đoàn ngọn lửa sắt xanh trong miệng phun ra, thoáng chốc bám trên mình lam dao làm diễm trên thân giao lưu chuyển không ngừng làm giao miệng phát ra âm thanh vang dội thân thể trong băng diễm chợt lóe trải rộng ra nhanh chóng khôi phục như lúc đầu sau đó chừng đôi mắt xanh biếc hung tợn về phía hàn lập hàn lập thấy cảnh này mặt lộ ra một tia biểu tình kỳ quái như có chút châm chọc lại có chút cười lạnh lòng hàn ly thượng nhân run lên không hiểu sao lại như thế bỗng nhiên trong hư không một đạo thanh ảnh lờ mờ quỷ dị hiện ra lập tức đánh tới một bàn tay ngân quang long lánh lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào sau lưng hàn ly thượng nhân, tay kia tức khắc dương lên, một cái lá chắn màu bạc xuất ra, nhưng lập tức hóa thành một màn bạc hướng bạch mộng hinh chụp xuống đầu. Thanh ảnh hành động hoàn toàn vô thanh vô tức, giống như cơn gió thổi qua, làm cho bình thường tu sĩ không cảm giác được, trình là hình nhân khôi lỗi của hàn lập. Nó mượn đầy trời hỏa vân cùng hàn lập ra tay che giấu, thần không hay quỷ không biết độn tới nơi đây. Bạch mộng hinh hiển nhiên không có phát hiện dị biến ở sau lưng, trước mặt ngân quang chợt lóe, bị màn ảnh bao vây hoàn toàn bên trong mới sợ hãi phát hiện nàng vội vàng bắt pháp quyết một tầng băng diễm màu trắng hiện ra toàn thân lập tức hóa thành vô số hỏa cầu lớn hướng bốn phía màn ảnh bắn nhanh đi nhất thời trong quầng sáng tiếng gầm rú nổi lên mặt ngoài dày đặc nhẵn bóng như hương khi hỏa cầu màu trắng đánh vào trên đó không thể xuyên thủng được ngược lại còn bị bắn ngược trở về nàng ta hiển nhiên khó mà có cách nào lập tức thoát khốn mà ra hàn ly thượng nhân là một đại tu sĩ chỉ cách một bước là tới hóa thần kỳ tự nhiên Bạch Mộng Hinh không thể sánh bằng. Cho nên hình nhân khôi lỗi vừa mới xuất hiện trong nháy mắt vị đại trưởng lão tiểu cực cung này bằng thần thức cường đại đã phát hiện được sự thay đổi khác thường. Trong lòng hắn cả kinh không kịp thúc dục lam giao chống địch, tâm miện khẽ động trên người hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng, kiểu dáng cổ kính linh quang lấp lánh. Đồng thời thân hình hắn còn cố gắng di động muốn tránh đi một kích như xét đánh này của hình nhân khôi lỗi. Nhưng hình nhân khôi lỗi sớm bị hàn lập dụng tâm thúc dục uy lực toàn bộ khai mở thân hình, lay động như cái bóng bám theo mà hàn ly thượng nhân vì phải phát động pháp quyết nên thân hình chậm lại một chút hậu quả là phanh một tiếng khó nghe bàn tay mờ mờ ánh bạc liền đánh vào đầu vai hàn ly thượng nhân toàn bộ quang mang đan sen vào nhau rồi lóe lên hình nhân khôi lỗi do cương ngân cộng thêm vài loại tài liệu quý hiếm khác luyện chế mà ra uy lực tương đối không so với bình thường phi kiếm kém hơn nhưng khi chém vào kim giáp lại chỉ hiện một tầng màu vàng gợn sóng rồi lập tức bắn ngược ra chẳng qua phản lựa của nói vẫn đem vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này lay động như sắp ngã. Nhưng hàn ly thượng nhân lại ổn định đứng dậy, trong cơ thể linh lực lưu động mãnh liệt. Hai tay ngừng tụ pháp lực để vận khởi đại pháp quyết dùng để đối địch, tuy rằng cũng không trọn vẹn nhưng cũng có thể lợi dụng huyền vương và hơn phân nửa hàn khí của Ngọc Huyền, cũng đủ để tiêu diệt đại địch trước mắt. Nhưng hàn ly thượng nhân hai tay niệm pháp quyết chưa xong thì tay của hình nhân khôi lỗi cũng như ánh chớp chém xuống đầu vai của hắn. Bên trong chiến giáp màu vàng, Hàn Ly thượng nhân ngẩn ra đối với hành động lạ lùng của khôi lỗi không hiểu cái gì. Bàn tay vừa chộp xuống ngân mang đại phóng biến ảo thành hai thanh màu bạc ngư câu sắc bén dị thường. Hơi đung một chút rồi bám chặt vào hai vai Hàn Ly thượng nhân. Tuy bị chiến giáp màu vàng chặn ở bên ngoài nhưng Hàn Ly thượng nhân nhất thời không thể chuyển động tự nhiên. Mà cùng lúc đó đó trên đỉnh đầu Hàn Ly thượng nhân linh quang chợt lóe một thanh màu đen quỷ dị đoản đao hiện ra thoáng run lên, từ trên chém xuống thiên linh cái của vị tiểu cực cung đại trưởng lão này độn tốc cực nhanh chừng nháy mắt tới ngay phía trên đỉnh đầu. Mà lúc này Hàn Ly Thượng Nhân bị hình nhân khôi lỗi dùng một đôi ngân câu khóa cứng nằm trên chiến giáp. Cơ bản là không thể nhúc nhích được chút nào. Lần này Hàn Ly Thượng Nhân hồn vía lên mây, rốt cuộc bất chấp mọi thứ từ từ điều động linh lực trong người vội vàng đưa lên đầu, mặt không chút huyết sắc há mồm phun ra một tia máu huyết. Tia máu này cũng là Hàn Ly Thượng Nhân một ngụm máu huyết biến thành ẩn ẩn trong đó linh lực vô bì. Màu đen đoàn đao chạm vào nó gây ra âm thanh trầm đục, huyết quang và hắc mang đan sen lóe lên làm cho ma tủy phi đao độn quang ngừng lại một chút. Hình thể biến lớn thành vài thước, đồng thời hướng trước mặt đối phương nhẹ nhàng chém tới. Hàn ly thượng nhân trên người chiến giáp màu vàng lóe lên rồi tán đi làm thân mình cũng khôi phục tự do tránh thoát được một kiếp. Cùng lúc đó ở bên cạnh màu xanh băng dao được pháp quyết thúc dục kêu vang. Bỗng nhiên hướng về phía hàn lập ở xa xa đánh tới, băng dao chưa đến gần hàn lập đã ra tay. Một luồng màu xanh bắn nhanh mà đi, vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này tin tưởng có thể trì hoãn công kích của hàn lập trong chốc lát rồi bằng vào huyền ngọc bài thúc giục hàn khí trong động đủ để xoay chuyển tình thế đem đối phương giết chết nhưng đúng lúc này một đóa hoa sen bạc lớn chừng mấy thước quỷ dị hiện ra cách chân hàn ly thượng nhân chỉ vài thước rồi nhanh chóng biến đổi ngân quang đại phóng tiếng phạm âm phật sướng từ trong hoa sen truyền ra hàn ly thượng nhân trong lòng rung động chỉ cảm thấy thân hình nặng tựa ngàn cân không thể nhúc nhích cùng với đó là pháp lực trong cơ thể không thể khống chế được một nữa đồng nghĩa với việc huyết mang đang đối đầu với đoạn đao kia chỉ phát huy được một nửa uy lực hiện giờ. Chuôi ma tủy phi đao lóe lên chém xuống, huyết mang từng cái từng cái không thể ngăn nổi. Bên dưới, Hàn Ly thượng nhân quá sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 1105, Cầm anh, vị tiểu cực cung đại trưởng lão này cũng thật không đơn giản, không biết tu luyện thể thuật gì mà khi ma tủy phi đao chợt lóe muốn chém. Vào thiên linh cái, cổ cũng bất khả tư nghị hướng một bên chợt biến ảo, giống như yêu vật một chút kéo dài quá thước. Thật sự quỷ dị vô cùng, hắc quang chợt lóe, phi đao liền cắt ngang nửa cổ và hạ thân hàn ly thượng nhân, cùng nhau cắt gọt, một cái đầu rơi xuống. Nguyên bản ngưng tụ trên người kim sắc chiến giáp, cùng với lam sắc băng dao ở xa xa trong phút chốc tán loạn biến mất. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tia tiểu ý này mới vừa hiện ra ở bên miệng liền bỗng nhiên đông lại. Bởi vì cái đầu lâu ngã nhào kia, đột nhiên toát ra một cỗ kim hà, xoay quanh một cái nhưng lại hướng kỳ lân nguyễn ảnh ở đỉnh đầu bắn nhanh mà đi nhìn thấy tình hình quỷ dị này hàn lập tự nhiên cả kinh nhưng rốt cuộc minh bạch sao lại thế này nguyên anh của đối phương dĩ nhiên giấu ở trong đầu hắn sắc mặt trầm xuống hiện ra một tầng huỳnh quang xanh minh mông trong miệng thốt ra một cái phá tự thanh âm không lớn nhưng lọt vào trong tai của khỏa đầu lại có cảm giác thần thức giống như bị mũi nhọn đâm vào một trận đau nhức xé rách chuyển đến trong miệng nhất thời phát suốt một tiếng thét chói tai thê lương trong miệng mũi đồng thời có vết máu chấp động. Đã không có thân thể duy trì, Hàn Ly thượng nhân nguyên khí đại thương, hiển nhiên không chịu nổi một kích toàn lực thất thần thứ của Hàn Lập. Đúng lúc này, hắc sắc đoàn nhận lại chợt lóe, hiện ra tại phía trên đầu Hàn Ly thượng nhân. Khuôn mặt hoảng sợ, đoàn nhận lại quỷ dị biến mất không thấy. Ngay sau đó lại hiện ra tại bên cạnh đầu, một vết máu từ trên mặt hiện lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng sấm vang lên, Hàn Lập trong một đạo ngân hồ quỷ dị di động hiện cách đầu mấy trượng xa xa, không nói hai lời, lưỡng thủ đồng thời dương lên. Tiếng sét đánh nổi lên, thật lớn điện võng đón đầu chụp xuống, theo trung gian một phân thành hai, một đoàn lam quang bao vây lấy Nguyên Anh Hàn Ly thượng nhân bắn nhanh mà ra. Nguyên Anh há miệng, một thanh phi kiếm màu lam phun ra ngoài. Phi kiếm đón gió cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành cự kiếm, không chút khách khí nhắm ngay kim võng nhất chạm. Cự kiếm chưa chém xuống, linh áp kinh người trên thân kiếm trước hết đem kim võng kích động, rối loạn không ổn định. Hàn lập sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động, kim hồ trong tay phun ra lại tăng vài phần. Oanh một tiếng nổ sau, làm mang kim quang va chạm cùng nhau. Khẩu lam sắc cửa kiếm quả nhiên uy lực không phải là nhỏ, sau vài cái điên cuồng chém mạnh đem kim võng mở một cái lỗ hồng. Tuy rằng chỉ có kích thước nhỏ, nhưng đối mặt Nguyên Anh theo sát sau đó mà nói, cũng dư giả. Dạ. Hai tay Nguyên Anh bắt pháp quyết, thân hình tại chỗ biến mất không thấy, Tại địa phương bên ngoài kim võng hơn 10 trượng, làm Quang chợt lóe, Nguyên Anh lại hiện ra, hắn dĩ nhiên thi triển thuấn di thuật bỏ chạy. Nguyên Anh sống sót sau tai nạn, huy động tiểu thủ trắng nõn hướng cự kiếm phía sau đánh tới. Làm sắc phi kiếm chợt thu nhỏ lại, tính theo khe hở phi độn mà đi. Hàn lập trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, phủ cận kim võng tiếng sấm vang động, đồng thời co rụt lại, chỗ hổng mới xuất hiện trong chớp mắt liền không thấy, đồng thời vô số kim hổ hướng lam sắc phi kiếm bao vây lại, một tầng tiếp một tầng, dày đặc bao lại. Khẩu phi kiếm kia ngay cả đã trải qua hàn ly thượng nhân bồi luyện nhiều năm, uy lực viễn siêu so với pháp bảo bình thường, nhưng là tại nhiều kim hình cung phát xuất bạo liệt như vậy cũng lung lay sắp đổ, linh quang lúc ám lúc minh. Cuối cùng bị kim quang hoàn toàn che giấu ở trong, mà hàn lập lại một tay nhoáng lên, hư thiên đỉnh nổi tại trước người, phản thủ bắn ra, một cỗ thanh ti theo đỉnh thượng bắn ra, hướng Nguyên Anh Hàn Ly Thượng Nhân ở hơn 10 triệu ngoại thổi quét mà đi. Hàn Ly Thượng Nhân chính muốn cực lực thu hồi bản mạng Pháp bảo thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng phi kiếm không nỡ nhìn thoáng qua, chỉ có thể cắn răng một cái, quanh thân lam mang chợt lóe lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, Nguyên Anh lại hiện ra tại chỗ kiền lam tiểu đỉnh, hắn lúc này đây, thoáng do dự, lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt lại nhìn ở chỗ đồ án kỳ lân kia. Tuy rằng pháp quyết này bị mạnh mẽ đánh gãy, chính mình thân thể cũng bị hủy diệt rồi, nhưng huyền vũ bài cùng kỳ lân ảnh vẫn đang chấp động linh quang, vẫn chưa có chút ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, một đạo thanh ảnh lại phiêu đáng tại bên cạnh kỳ lân nguyễn ảnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyên anh, một tia cảm tình cũng không có. Hàn ly thượng nhân cùng ánh mắt này, cơ linh dùng mình một cái, trong lòng trầm xuống, cuối cùng đem một tia may mắn cũng hoàn toàn mất đi. Tự lưu một tiếng, nguyên anh không hề do dự, người hướng trên đỉnh bay đi, như vậy nhập vào đỉnh không thấy bóng dáng mà theo sau tiểu đỉnh phát xuất một tiếng quái minh, đột nhiên tự hành bay lên trời, liền độn vài cái liền hiện ra tại thông đạo động khẩu. Mà thanh ti kia, căn bản không thể truy kích Nguyên Anh Thuấn gì mấy lần liên tiếp, ngay tại trên đường tán loạn biến mất. Hàn Lập đã xem khẩu phi kiếm kia bị ích tà thần lôi vây ở trong, nhìn Nguyên Anh đi xa, khóe miệng hơi hơi vừa động, sau lưng tiếng sấm thanh cùng nhau liền hóa thành một đạo ngân hồ, thẳng đến Nguyên Anh đuổi theo. Hàn Ly thượng nhân tự sẽ không đứng ở tại chỗ tĩnh chờ Hàn Lập đuổi theo, sử dụng đỉnh này hóa thành một đoàn lam quang hướng trời cao vào tới, đồng dạng hai lần thuấn di sau, cũng sắp tiếp cận động khẩu. Mà hàn lập lại còn tại này phía sau cách xa 7-80 trượng. Vị tiểu cực cung đại trưởng lão này trong lòng buông lỏng, đang muốn lại một lần nữa thuấn di, khi muốn trực tiếp sử dụng kiền lam đỉnh đem của động khẩu mở ra, huyền vũ quạng mỏ ở phụ cận bỗng nhiên bay ra vài hàn quang, nhắm thẳng đỉnh thượng hướng đến. Hàn ly thượng nhân đối huyền vũ hàn khí này không cho là đúng, Lam diễm trên tiểu đỉnh nhất thời lớn lên đã nghĩ đem hàn quang này đánh lui. Nhưng là đúng lúc này, kinh biến nổi lên, huyền vũ hàn khí này trong chớp mắt màu sắc đại biến, từ xương mù hàn quang nháy mắt hóa thành đỏ đậm hỏa diễm, cùng hàn lam băng diễm trên đỉnh vừa tiếp xúc, dĩ nhiên dung nhập lam diễm bên trong, căn bản không nhìn băng diễm. Theo sau tái chợt lóe, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay chui vào trong tiểu đỉnh. Kiền lam đỉnh chấn động, tùy theo truyền ra tiếng giống to kinh sợ dị thường của hàn ly thương nhân, làm xích lưỡng trùng quang diếm quỷ dị chợt giao tại đỉnh thượng hiện lên. Đan vào cùng nhau, phát xuất tiếng động ầm ầm vang lên, đỉnh này linh quang đại phóng, tại trong hang động cuồng trướng, trong nháy mắt hóa lớn thành vài thước. Làm xích lưỡng trùng quang diếm tại trên đỉnh bỗng nhiên một phân thành hai, chiếm cứ một nửa đỉnh này. Trong lam sắc quang diếm, hiện ra nguyên anh hàn ly thượng nhân. Nó vừa sợ vừa giận hướng đối diện nhìn lại, tại trong xích viêm, một đầu hỏa nha rõ ràng hiện lên, trong miệng phát xuất vài tiếng đê minh, dĩ nhiên có bộ dáng thản nhiên tại thời điểm sinh tử mấu chốt hàn ly thượng nhân tự nhiên không có khả năng tiếp tục rằng co nguyên anh trong miệng kêu to một tiếng làm sắc quang diễm hướng đối diện hung hăng đánh tới mà hỏa nha kia cũng không thèm để ý hai cánh vung lên quanh thân xích diễm thổi quét mà đi hai người trong lúc đó hào quang đại phóng oanh minh thanh nổi lên rất kịch liệt mà con hỏa nha kia chính là thái âm chân hỏa biến thành chân hỏa bước đầu đã có thông linh cũng không biết khi nào bị Hàn Lập theo trong pháp trận lổi ra, Lặng Yên Mai phục tại động khẩu, cũng dựa vào nhiều ngày cắn nuốt huyền ngọc hàn khí che giấu, suốt kỳ bất ý biến ảo đánh lén, quả nhiên một khắc đắc thủ. Tuy rằng bởi vì Thái Âm Chân Hỏa số lượng rất thưa thớt, không thể lập tức đem này đỉnh khống chế được. Nhưng là nguyên anh Hàn Ly thượng nhân đồng dạng không thể thắng Thái Âm Chân Hỏa, không thể tái thuận lợi sử dụng đỉnh bỏ trốn mất. Mà đúng lúc này, Hàn Lập không tiếc pháp lực, dùng lôi độn vài lần, tới phụ cận tiểu đỉnh. Lam Diễm của Nguyên Anh gặp tình hình này nhất thời không thể đoạt lại Kiền Lam đỉnh, trên mặt trong phút chốc hiện ra vẻ kinh hoàng. Bỗng nhiên một đoàn lam quang theo đỉnh bắn nhanh ra, hướng trời cao phi thân chạy, Nguyên Anh này buông tha cho việc tranh đoạt đỉnh, một mình cướp đường mà chạy. Hàn Lập thấy vậy, trên mặt dị sắc chợt lóe, nhưng lại lập tức không chút do so dự, giơ tay lên, một cây bích lục sắc tiểu thước di động hiện ra tại trong tay. Hàn Lập trong miệng vài tiếng trầm thấp chú ngữ nói ra, đồng thời trong tay Phật quang khởi sắc chấp động. Bích lục tiểu thước kia run lên lục quang đại phóng, lập tức biến mất trong tay. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên hiện ra tại trên không Nguyên Anh hàn ly thượng nhân. Nguyên Anh thấy vậy kinh hãi, tiểu thủ khắp quyết, sẽ lập tức lại thuấn di né ra. Nhưng tại trên đỉnh đầu lục thước khẽ run lên, liền theo trên thức hiện ra một đóa bát khẩu ngân sắc liên hoa, liên hoa này đảo ngược, vừa chuyển động, phạm âm Phật sướng chuyển ra, đồng thời theo trong liên hoa phun ra một mảnh thất sắc quang mạc. Hàn ly thượng nhân chỉ cảm thấy Phật quang tứ phương tụ lại, nhất thời chân nguyên ngưng trệ, nguyên anh vô pháp nhúc nhích. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh nhất thời xám trắng, ngân sắc hồ quang trên không chấp động, thân hình hàn lập trong hư không hiện ra, hướng bên dưới lạnh lùng nhìn lại. Cái lục thước này tự nhiên chính là bát linh thước, linh bảo mà hàn lập ngày đó được. Tuy rằng đồng dạng mới chỉ tu luyện thành tầng thứ nhất thông bảo quyết, nhưng mà uy lực lại thực kinh người, lấy đấu pháp tấn công địch mà nói, tựa hồ uy lực còn trên hư thiên đỉnh. Đương nhiên hiện tại có thể chế trụ một gã Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ như thế, tự nhiên hơn phân nửa là bởi vì đối phương chỉ còn Nguyên Anh, lúc trước lại bởi vì muốn sử dụng hàn khí trong Huyền Ngọc động mà thi triển bí thuật nào đó lợi hại dị thường, làm lúc này pháp lực Nguyên khí sớm tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không Nguyên Anh của hậu kỳ tu sĩ đã muốn ngưng hình củng cố, không có khả năng dễ dàng đắc thủ như thế. Tuy rằng dùng bát linh thước xuất kỳ bất ý chế trụ Nguyên Anh đối phương, Hàn Lập cũng không nói thêm gì vô nghĩa lúc này một tay vừa nhấc, năm ngón tay vung lên. Chỗ đầu ngón tay đồng thời có kim quang chớp động, tiếng sấm trầm thấp vang lên, năm đạo kim hồ bắn nhanh ra, hóa thành năm đạo mẫu chỉ kim sắc tiểu xà, hướng đến Nguyên Anh trong Phật quang, sau đó xoay quanh lại hóa thành mấy cái kim tác, một chút đã đem Nguyên Anh nhốt lại ở tại chỗ. Hàn lập tay áo bảo phất một cái, lại có một số cấm chế phù lục bay ra, lập tức các màu cấm chế tại trên thân thể Nguyên Anh linh quang chớp động không ngừng. Tiếp theo một tay hướng túi chữ vật, bàn tay vừa lật chuyển, Mười cây ngân châm hiện ra tại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhẹ ngân mang chợt lóe lướt qua, ngân châm khởi xướng một chút nhập vào các mơ yếu hại trên thân thể Nguyên Anh, thân thể Nguyên Anh Hàn Ly thượng nhân chợt một trận run rẩy, lập tức thần quang trong mắt chợt nhất ảm đạm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập mới chính thức yên tâm, vỗ vỗ hai tay sau, trên mặt lộ ra biểu tình nhẹ nhàng cười nhạt. Chương 1106 Thu Diễm, Hàn Lập xem xét một hồi, rồi đem lục sắc tiểu thước thu lại, nhẹ nhàng hạ xuống tới trước nguyên anh đang lộ ra vẻ mặt oán độc ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hàn lập môi mím chặt vị tiểu cực cung đại trưởng lão này biết rõ song phương đã tranh đấu tới nông nỗi này nói những lời cầu xin tha thứ căn bản không kết quả gì mà còn tự rước lấy nhục mà thôi hắn chỉ thấy hối hận chính mình trước khi bị cấm chế có thể thi triển bí thuật đem nguyên anh tự bạo mà hiện giờ đã bị hàn lập hoàn toàn khống chế muốn tự bạo nguyên anh đúng là có muốn cũng không được hàn lập mỉm cười nhìn hàn ly thượng nhân nguyên anh không nói câu nào tay áo run lên xuất ra một cái bình ngọc màu xanh biếc bay tới đỉnh đầu nguyên anh hàn lập khẽ hướng bình nhỏ điểm nhẹ miệng bình đảo ngược lại bên trong bạch quang lưu chuyển không ngừng một luồng sáng mở phát ra đem hàn ly thượng nhân nguyên anh hút vào trong bình lập tức hàn lập đưa tay hướng kiền lam đỉnh ở xa xa vẫy tay lũ thái âm chân hỏa kia lúc này đang bao vây lấy tiểu đỉnh hướng bên này bắn nhanh mà về lóe lên liền tan biến vào trong tay áo hàn lập không thấy bóng dáng hàn lập lúc này mới đem bình ngọc thu lại thân hình hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía dưới bay đi một lát sau thanh quang chợt lóe thân hình hàn lập một lần nữa xuất hiện ở trên đống loạn thạch ánh mắt quét qua khắp nơi khẽ cau mày vốn bạch mộng hinh bị vây trong quần sáng màu bạc bây giờ thân mình lại đang nằm sấp trên một mảng đá vụn trong đống loạn thạch máu chảy ròng ròng bụng bị xuyên thủng một lỗ hổng lớn đã trở thành một khối thi thể mà máu huyết trong cơ thể nàng ta khô kiệt, rõ ràng là tình trạng Nguyên Anh đã xuất khiếu trốn đi. Hướng không Trung nhìn lại, hình nhân khôi lỗi đứng bên cạnh hư ảnh kỳ lân không có nhúc nhích, giống như từ lúc Hàn Lập rời đi đến bây giờ, căn bản không có rời đi một bước, Nguyên Cương Tuấn cùng Ma Tủy Phi đao vẫn lơ lửng trước mặt, cả hai đều chấp động linh quang nhàn nhạt. Ở bên ngoài hơn 450 trượng, năm bộ xương khô lắc lư sóng vai đứng chung một chỗ, vốn đang tỏa ra ùn ùn ma khí hôi bạch đã biến mất sạch sành xanh không còn ít nào, một bộ khung xương trên tay còn cầm một cái túi chữ vật màu xanh, một con khác đang ngắm nghía một đoàn hắc diễm trên hai tay, lúc sáng lúc tối chấp động không thôi. Lông mày hàn lập nhanh chóng giãn ra, thần niệm đảo xuống, cùng hình nhân khôi lỗi liên kết với nhau, nháy mắt hiểu rõ những chuyện đã xảy ra. Hóa ra bạch mộng hình, mắt trông thấy cảnh hàn lập chém giết hàn ly thượng nhân, sau đó lại phóng đi truy đuổi Nguyên Anh, rốt cuộc trong lòng đại kinh, cuối cùng không tiếc tự bảo số linh bảo, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế do Nguyên Cương Thuẫn hóa thành, đi độn mà chạy. Nhưng là Hàn Lập trước khi rời đi, đã sớm hạ lệnh cho hình nhân khôi lỗi không thể để cho người nào chạy ra khỏi nơi này. Bọn chúng tự nhiên không khách khí sử dụng ma tủy phi đao, bất ngờ xuyên thủng bụng, đem thân thể nàng ta phá hủy. Sau đó nàng ta đem nguyên anh xuất khiếu phá thể mà ra, lại bị hình nhân khôi lỗi dùng Lôi Hỏa cung cộng thêm Kim Lôi tiến một kích bắn nát, khiến nàng ta từ nay về sau biến mất khỏi thế gian. Về phần người trung niên áo xanh kia, không thể ngăn cản ngũ ma vây công, cuối cùng ngay cả thân thể Nguyên Anh cùng vài món bảo vật đều bị ngũ ma cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại túi chữ vật với Hàn Diễm vô cùng lạnh kia. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Hàn lập thở nhẹ một hơi, không nói gì thêm hướng xa xa ngũ ma vẫy tay một cái, nhất thời từ trong tay chúng nó lấy túi chữ vật cùng đoàn Hàn Diễm màu đen kia, hơi do dự một lát, hai tay trà sát tiếng sấm vang lên, vô số võng cầu nhỏ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời hướng hắc Diễm bên trên quấn tới, đã đem đoàn hắc Diễm mất đi chủ nhân này giam cầm lại hóa thành một quả cầu màu vàng to lớn bằng nắm tay. Một tay vỗ túi chữ vật, trên tay xuất hiện một cái hàn khí huyền băng hạp, hàn lập tùy ý ném quả cầu vào trong hộp, đem hộp thu hồi. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, dừng trên bạch mộng hình thi thể, suy nghĩ một chút sau, đột nhiên tay áo bảo run lên, một đoàn hỏa cầu xích hồng bắn ra. Phốc một tiếng, nháy mắt thi thể bị lửa cháy bao vây trong đó, nhưng lập tức một đoàn bạch diễm theo thi thể thoát ra, một trận quay cuồng đã đem lửa cháy bốn phía dập tắt sau đó lại ngưng tụ thành một hỏa cầu màu trắng, lại chui vào trong thi thể. Đây chính là phong ly băng diễm mà Bạch Mộng Hinh tu luyện, quả nhiên nàng ta sau khi nguyên thần tiêu tán, còn sót lại hàn diễm này ở trong thi thể. Nhưng hàn lập sớm đã chuẩn bị, có thể nào để cho hàn diễm này đi mất, một tay năm ngón hợp lại, hướng về phía hàn diễm hư không một chảo. Tức khắc tử la cực hỏa biến thành cự chảo, hư không hiện ra ở phía trên hàn diễm, như tia chấp hướng phía dưới chụp tới. Chặn lấy đoàn bạch diễm bắt vào trong tay, cự trảo lập tức bay vụt quay về, mà một tay khác vung lên, đem túi chữ vật trên thi thể hư không bay lên, tiếp tới trong tay. về phần đoàn phong ly băng diễm, hàn lập sử dụng cùng dạng thủ đoạn, dùng tịch tà thần lôi giam cầm lại, sau đó dùng huyền băng hạp thu hồi. tuy hàn diễm này bởi vì nguyên do chủ nhân bỏ mình, hơn phân nửa đã biến mất, nhưng chỗ còn sót lại này đều là tinh túy, nếu có thể thu dụng hoặc dùng để dung nhập vào tử la cực hỏa, không cần phải nói uy lực tự nhiên tăng lên gấp bội, nhưng bây giờ chưa phải lúc thí nghiệm. Cuối cùng Hàn Lập lại cố ý xử lý một chút thi thể Hàn Ly thượng nhân, làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ chính là một đôi phong ly thú làm cho hắn có phần cảnh giác lại không ở trong thi thể. Điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng không hiểu chuyện này như thế nào, nhưng Hàn Lập vẫn đem túi chữ vật của đối phương thu lại, cũng chẳng thèm nghĩ làm gì. Làm xong tất cả, Hàn Lập lại hướng hư ảnh kỳ lân cùng khối huyền ngọc bài trong không trung kia nhìn lại, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, tuy rằng hư ảnh này là một vật chết, nhưng là trong cơ thể ẩn chứa linh lực kinh người. Nhưng có vài phần quái dị, hình như là loại hàn khí nào đó ngưng tụ mà thành, lại giống như là tinh thuần linh lực biến ảo mà ra. Hắn không cách nào phân biệt rõ ràng, chân chính thành phần của nó. Thoáng do dự một chút sau, hắn chậm rãi nâng một tay lên, đầu ngón tay kim quang chợt lóe thả ra ngoài một đạo kiếm khí, dò xét hư ảnh một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ cổ tay ánh lửa chợt lóe một đạo xích diễm bắn nhanh ra, nháy mắt trực tiếp tiến vào hư ảnh kỳ lân trên không. Sau đó hồng quang chợt lóe, hóa thành một con hỏa nha bay ra. Chính là linh vật do thái âm chân hỏa kia biến ảo. Nhìn hỏa nha này ở trong cơ thể kỳ lân bay lượt, lông chim hồng quang chớp động quanh thân, nhưng lại đem bạch khí bốn phía của hư ảnh chậm rãi hút vào trong cơ thể nó. Hàn lập thần sắc khẽ động, cánh tay buông xuống, hơi cân nhắc, nhưng lại xoay người không hề để ma đến hỏa nha hành động, mà nhìn chỗ xa hơn một mảnh quầng sáng ngũ sắc tại một mảnh cấm chế kia tiếng gầm dù yếu bớt đi một ít nhưng cũng không có một khắc dừng lại tăng nhân áo bảo cho cùng tên kia lão ẩu còn đang kích đấu không thấy bộ dáng xem ra bởi vì cấm chế che khuất hai người này cũng không có phát giác bên ngoài chiến đấu đã xong hơn nữa tuyệt đối không thể tưởng tượng được hàn lập lại lấy tu vi nguyên anh trung kỳ một hơi giết đi một gã đại tu sĩ với hai gã tu sĩ cùng giai lúc này song phương động thủ vừa qua khỏi một khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ mà thôi quanh thân hàn lập thanh quang phóng ra liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi, thoáng cái tới ngay vô sắc quang mang trên không, hai mắt hướng phía dưới nhìn lại. Một lát sau hắn lộ ra một tia cười lạnh, thần niệm khẽ động, hình nhân khôi lỗi và năm bộ khung xương cùng nhau hướng bên này nhẹ nhàng bay tới, trong nháy mắt hướng phía sau hạ xuống. Mà lúc này Hàn Lập lại tay áo rung lên, 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm bay ra, lập tức hóa thành 36 đạo kim quang xoay quanh đỉnh đầu. Hắn liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết vào trong kiếm quang tất cả kim quang nhẹ nhàng run rẩy vài cái, lập tức phân hóa ra hơn trăm đạo kiếm quang giống nhau như đúc hiện ra, lập tức phân tán, chia ra bốn phía quầng sáng bắn nhanh mà tới. Nhưng một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện, từng đạo quỷ dị kiếm quang đó biến mất không thấy, toàn bộ mất đi hành tung bóng dáng. Hắn bày ra đại canh kiếm trận, đem kiếm trận khống chế bao phủ khu vực này vào trong. Lúc này Hàn Lập mới đột nhiên một tay dương lên, một đạo hoàng quang theo tay bắn nhanh ra, xoay quanh quầng sáng trên không một cái, liền hóa thành một cây hàng ma trượng, chấp động hoàng quang nhàn nhạt, nhạt, Mặt hắn không chút thay đổi, hai mắt đều nhắm, hai tay bấm tay niệm thần chú, miệng bỗng nhiên truyền ra trầm thấp chú ngữ thanh, bắt đầu thúc giục bảo vật này. Chỉ thấy hàng ma trượng khẽ run lên, một đoàn hoàng quang trói mắt kịch liệt cuồng trướng, gần như trong nháy mắt, bảo vật này liền dài hơn 10 trượng. Giờ phút này miệng hàn lập mới dừng đọc thần chú lại thần sắc bình tĩnh lại, mở hai mắt ra. Hắn liếc mắt một cái về vật lớn phía dưới, hai tay niệm chú một đoàn Phật quang bảy màu trong tay hiện ra. Một tay hắn nâng đoàn Phật quang này lên, sau đó trở tay bấm ra, nhất thời đoàn Phật quang này bắn nhanh đi lóe sáng đánh tới phía trên hàng ma trượng. Vốn bảo vật này đang phát ra hào quang, bên ngoài lại nhiều thêm một đoàn Phật quang bảy màu. Bảo vật cũng bắt đầu phát ra tiếng ông ông, Phật âm trầm lắng mà nghiêm nghị. Hàn lập trong miệng quát khẽ một tiếng đi một tay hướng hàng ma trượng điểm tới. Nhất thời hàng ma trượng thật lớn, không chút nào trì hoãn từ trên chân áp xuống vừa lúc đánh lên quầng sáng bên dưới, một tiếng nổ như trời long nở đất, ầm ầm vang lên, gần như vang vọng toàn bộ ngầm động quật. Quầng sáng năm màu phía dưới gian nan ngăn cản hàng ma trượng, ngay dưới uy lực thật lớn của hàng ma trượng từng tấc từng tấc vỡ vụn mở ra. Hàn Lập thấy rõ ràng tình hình bên trong, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Thật không nghĩ tới, hai vị đạo hiếu lại đang diễn trò. Không bằng để Hàn Mỗ cùng vui một chút có được không? nếu không hai vị không có bạn diễn, chẳng phải là có điểm rất đáng tiếc sao. Biểu tình hàn lập trong nháy mắt liền khôi phục như thường nhàn nhạt mở miệng nói. Tại bên trong quầng sáng, hồi bào tăng nhân cùng lão ẩu đang ở cách xa nhau gần 10 trượng trên hai khối đá lớn, hai mắt nhắm nghiền ngồi xuống. Mà ở khoảng không giữa hai người, một con thử linh thú quái dị to bằng nắm tay, nhưng cái bụng đang phát ra từng tiếng nổ vang bạo liệt, nghe như là hai gã tu sĩ có tu vi không thấp đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Hồi bào tăng nhân cùng vị long phu nhân này căn bản không có ý động thủ, chính là lợi dụng con linh thú kia phát ra thanh âm, để che giấu đám người hàn lập ở bên ngoài mà thôi. chương 1107, kiếm trận tái hiện. Quang mạc bị hàn lập phá tan, tự nhiên hai người đang ngồi nhắm mắt đả tọa dưới đất, giật mình mở mắt ra nhìn về phía hàn lập. Mà đúng lúc này, phía trên không chung chỗ hai người có một tầng lưỡng sắc quang mạc như ẩn như hiện, tuy nhỏ hơn ngũ sắc quang mạc nhiều, nhưng vừa đủ để bao hai người vào bên trong mà ở trung tâm quang mạc, có một cái cẩm mặt bán trong suốt, không ngừng chậm rãi chuyển động. Chính là cái khăn này đã phát ra thần thông lưỡng sắc quang mạc. Là ngươi, lão ẩu nhân mặt, thần tình có chút khó tin, mà hôi bào tăng nhân sắc mặt âm tình bất định, hàn lập quan sát lưỡng sắc quang mạc và cái cẩm mặt một lúc, miệng hơi nhếch lên. Xem ra các ngươi đã tiêu phí một ít tâm tư, dùng một loại bảo vật che giấu hành tung. Chật, chật, khó trách vừa rồi hàn mỗ còn buồn bực, vì sao đã vận dụng linh mục cũng vô pháp nhìn thấu huyễn thuật cấm chế. Thì ra nhị vị đạo hữu đã sớm có chủ ý ngư ông đắc lợi. Hàn mỗ thật sự bội phục, Hàn lập nói lời khâm phục, nhưng một chút biểu tình lại không có, thậm chí ánh mắt còn hiện lên một tia sát khí. Nghe vậy, hồi bào tăng nhân rốt cuộc chấn định thần sắc, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nói. Hàn đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả ba người Hàn ly đạo hữu cũng không thể bắt giữ. Nhưng không biết đám người Hàn ly huynh hiện ở nơi nào chẳng lẽ đã tự ly khai động quật, vị tăng nhân này vừa nói, vừa quét ánh mắt quan sát toàn bộ trong động quật, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích bọn Hàn Ly thượng nhân, trong lòng không khỏi giật mình. Căn bản hắn không tưởng chỉ một mình Hàn Lập có thể diệt sát được ba cao giai tu sĩ này. Hàn Lập nheo hai mắt lại, trước là lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng thở dài một hơi, không nói câu gì. Hai người phía dưới có chút hù hù cạc cạc, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hừ, đạo hữu giả thần giả quỷ làm gì, nếu bọn Hàn Ly đã rời khỏi đây, ba người bọn ta cũng nên nhanh chóng giọt lẹ, nếu không sẽ bị hắn bắt tới tiểu cực cung, trở thành thân cá trâu chim lồng lão ẩu không nhẫn nại được, chừng mắt nói. Hai người không cần lo lắng, ba tên kia đã bị ta đánh cho thất thất bát bát. Nhưng thật ra, Hàn Ly Huynh còn lưu lại một nguyên anh. Nhị vị đạo hữu có tính toán gặp mặt lần cuối trước khi tại hạ tiến hai vị lên đường hay chăng? Hàn Lập nói không một chút khách khí, Hàn Ly thượng nhân bị ngươi đánh bại, không có khả năng câu sau cùng của ngươi có ý tứ gì lão ẩu nghe hàn lập nói sắc mặt đại biến trở nên kinh nộ không có gì tuy hàn mỗ không biết các ngươi quan hệ ra sao rốt cuộc là có mưu đồ gì nhưng rất là làm biếng suy nghĩ nhưng đâm trọt làm cho tại hạ và tiểu cực cung đánh nhau thì chắc chắn đối với tại hạ không có hảo ý điểm này cũng đủ rồi bình sinh tại hạ hận nhất là bị người khác lợi dụng hai vị nên biến mất khỏi nhân giới đi là vừa hàn lập nhàn nhạt nói hai mắt nhắm lại không hề để ý tới bọn này, sau đó hai tay khắp quyết, trong miệng truyền ra tiếng thanh âm chú ngữ. Hồi bào tăng nhân và lão ẩu cả kinh, trong phút chốc cảm ứng được linh khí dao động ở phụ cật, vội vàng hướng mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy ở ngoài hơn 10 trượng, vô số kim quang chấp động, nếu quan sát cẩn thận thì thấy đó những tơ vàng tinh tế ẩn ẩn hiện hiện. Các kim ti lúc lóe lúc tắt, không theo một quy luật nào. Tất cả đang chậm rãi hướng đến gần, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị. Kiếm trận, thấy Hàn Lập trở mặt ra tay, sau khi đảo ánh mắt nhìn qua xung quanh, lão ẩu bật thốt lên. Trong lòng hồi bào tăng nhân dùng mình, cố gắng ngăn cản ý nghĩ Hàn Lập đánh chết Hàn Ly thượng nhân, há mồm hướng không chung, lớn tiếng nói. Hàn Huynh không cần hiểu lầm, hai người bọn ta tuyệt không có ý đồ bất lợi đối với đạo hiểu. Hiện tại bên ngoài hư linh điện, còn có không biết bao nhiêu tu sĩ tiểu cực cung. Nếu bọn họ không thấy Hàn Ly ra ngoài, tuyệt không để cho đạo hữu dễ dàng rời đi cho nên tốt nhất là chúng ta nên liên thủ cự địch. Về phần thông thiên linh bảo, hai ta có thể phát hạ huyết thệ, tuyệt không lộ ra nửa phần. Không cần, tại hạ tin tưởng người chết tuyệt sẽ không để lộ bí mật hàn lập nghe tăng nhân nói xong như vậy, nhe răng cười hăng hắc. Mà cư huynh không cần nói thêm nữa, người xem tên này còn cậy vào mấy thứ bảo vật, làm gì để chúng ta trong mắt. Bàn tay lão ẩu lật chuyển, một cây hoàng sắc quải trượng hiện lên trong tay, nhìn tăng nhân, cười lạnh, nói. Tăng nhân nghe vậy liền ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại, mới thấy rõ nhân hình khôi lỗi đang đứng núp sau hàn lập, mà ở xa đang lúc lắc nằm bộ xương hình người, sắc mặt không khỏi đại biến. Gì vậy, tên này là ai? Tăng nhân giật mình la lên, các bộ xương khô này hình như là ngũ tử đồng tâm ma trong truyền thuyết, còn người kia không biết lai lịch ra sao. Nhưng đa phần là những thứ này đã xuất kỳ bất ý đánh Hàn Ly bị thương nặng. Chưa tính người này, chỉ nội ngũ ma này thật sự là năm con ma đầu của càn lão ma thì dù hai ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, giết chết hàn tiểu tử, liền sau đó mấy thứ này sẽ không còn uy hiếp đối với chúng ta nữa. Nhưng hiện tại, vẫn là phá vỡ kiếm trận trước rồi nói sau. Nếu không, chờ đối phương thúc giục ngũ ma tiến lên, chúng ta sẽ gặp đại phiền phức. Cũng may Phật môn công pháp có chút công hiệu khắc chế ngũ ma. Vạn nhất ngũ ma ra tay, liền giao cho người lo liệu chúng ta cũng có thể đi từng bước như vậy nếu chúng ta không phá vỡ được kiếm trận liền vận dụng kiện bảo vật dùng để đối phó với hàn ly thượng nhân đối phó với người này lão ẩu mồi khẽ nhúc nhích truyền âm trao đổi với tăng nhân cũng chỉ còn cách như thế chẳng qua công pháp người này tu luyện không phải băng hệ chỉ sợ dùng vật kia không có kết quả tăng nhân thở dài đồng dạng truyền âm nói lại đây cũng là chuyện bất đắc dĩ cũng may đối phương không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cho dù không giết được đối phương nhưng làm cho hắn bị thương nặng tuyệt không phải là vấn đề thật sự lần này chúng ta tính sai tuy rằng có được tin tức thần thông của hàn tiểu tử to lớn không dưới hậu kỳ tu sĩ nhưng không nghĩ là khó giải quyết đến như thế nguyên lai like muốn cho hắn tiêu hao phân nửa tu vi với hàn ly chúng ta ra tay cuối cùng liền nắm chắc thắng lợi nhưng lại không nghĩ người này trực tiếp diệt sát hàn ly lão nhân mà lại không tổn hao gì nếu sớm biết như vậy thì cũng không tranh vào vũng nước đục này làm gì lão ẩu oán hận nói việc đã đến nước này, lòng đạo hữu cũng đừng hối hận. Sử dụng hết vật kia, đổi lại chúng ta có một kiện thông thiên linh bảo và ngũ tử đồng tâm ma, tính ra là chúng ta vẫn chiếm đại tiện nghi. Tăng nhân vừa thấy không thể đả động gì được hàn lập dừng tay, mà kim thi ở bốn phía không ngừng tiếp cận, thân sắc trở nên âm trầm, nhưng đồng thời trên người xuất ra một cỗ khí âm trầm, so với bộ dáng hiền lành vừa rồi, khác nhau một trời một vực. Lão ẩu nghe lời này, lầm bầm trong miệng vài tiếng, lập tức ném quải trượng trong tay vào không trung, hoàng quang đại phóng, hóa thành một con hình dáng như phi mã, là một quái thú trong miệng có nanh vàng. Quái thú này bị lão ẩu thúc dục pháp quyết, xoay một cái ở trong tầng trời thấp, sau đó bỗng nhiên hé miệng, phún ra vô số hoàng mang, thổi quét qua tứ phương tám hướng. Các hoàng mang hóa thành hơn ngàn khẩu đại hoàng kiếm to cỡ bàn tay, tinh quang bắn ra bốn phía, bộ dáng sắc bén dị thường. Mà tăng nhân, hai tay hợp lại, rồi tách ra, trong tay xuất ra nhiều cái pháp luân chớp lóe ánh ngân, hướng không trung vung lên, Hình thể của hai cái pháp luân cuồng trướng liền hóa thành hai ngân đoàn sa luân lớn nhỏ, sau đó hùng hổ hướng không trung chẳng ra. Trên không trung, Hàn Lập mở hai mắt nhìn hành động hai người, mặt không đổi sắc. Chỉ thấy các đại hoàng kiếm và sa luân trước sau vọt vào trong kim ti, trong nháy mắt bị kim ti đánh cho thất linh bát lạc, hóa thành một đống phế liệu rơi xuống. Đây là kiếm trận gì? Sao lại sắc bén như thế? Lão Ẩu và Tăng Nhân thấy màn này, cùng hít vào một khẩu lương khí, liếc mắt trao đổi với nhau đếu nhìn thấy sự kinh hãi từ ánh mắt đối phương, tự nhiên hai người này sẽ không thử lại. Lúc này, lão ẩu lật tay, xuất ra một khối bốn cạnh màu lam nhạt giống như một cổ bảo, trong miệng vang lên tiếng thanh âm chú ngữ, lập tức dương tay tế ra. Nhất thời hình thể khối này cuồng trướng, biến thành một kiện cự vật lớn cỡ bằng một tòa tiểu lầu, mang theo lam mang chói mắt, hung hăng đánh vào không trung. Nhưng một màn tương tự lại xuất hiện, trong không trung, kim ti dậm rạp liền lóe lên, trong nháy mắt, bảo vật này bị cắt thành vô số mảnh phát ra hình ảnh như pháo hoa cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh không thể nào lam kim chuyên này được luyện chế từ lam kim vô cùng cứng cỏi sao lại bị hủy nhanh như vậy suốt cuộc lão ấu không thể kiên nhẫn nữa phát ra tiếng kêu khiếp sợ mà hôi bào tam nhân nhướng mày miệng quát khẽ một tiếng đột nhiên điểm một cái xuất ra một con linh thú giống như con chuột nhất thời quanh thân con linh thú này lưu chuyển một trận hôi quang cái bụng bất khả tư nghị bàn trướng lên trong nháy mắt cái bụng đầy lông xù đã bự gấp mấy lần thân hình, rồi một tiếng phanh nhỏ vang lên, con linh thú này mở miệng ra. Nhất thời một đoàn hôi mông âm lãng mà mắt thường có thể thấy được, từ trong miệng phún ra. Vừa rời khỏi miệng, liền như kinh đào hải lãng, vù vù bay thẳng thổi quét đến kim ti. Tâm niệm của vị tăng nhân này thật nhanh nhạy, vừa thấy các hiếu hình bảo vật vô kế khả thi đối với kiếm trận, liền nhanh chóng sử vật vô hình để công kích. Nhưng trong thanh nguyên kiếm quyết đã từng nói, một khi tu luyện đại thành đại canh kiếm trận, liền có thể tung hoành nhân giới thật không sai. Tuy kiếm trận bày ra ở đây chỉ là một nửa mà thôi nhưng không phải dễ dàng bị âm lãng phá vỡ. Chỉ thấy mênh mông âm lãng nhập vào trong kim ti, liền các kim ti rung lên. Trong kim quang đại phóng biến thành cự đại kiếm quang, nhanh như chớp chảm vào âm lãng, làm âm lãng thất linh bát lạc, tán loạn biến mất. Mà sau đó, kim sắc kiếm quang này lại nhoáng lên một cái, một lần nữa biến thành nhiều kim ti, tiếp tục như nước thủy triều cuốn tới quay chung quanh hai người, bộ dáng bình thường như trước đó không hề có gì xảy ra, khiến cho người ta có một cảm giác đáng sợ sâu không thể lường. chương 1108, đoạt bảo. Đến lúc này, sắc mặt hôi bào tăng nhân trở nên khó coi dị thường. Kiếm trận này, viễn siêu huyền ảo ngoài dự liệu của bọn họ. Hàn lập nhìn thấy mặt mũi hai người đại biến nhưng lại không có vẻ hoảng loạn, ngược lại trong ánh mắt bọn chúng có vẻ có điều gì, chỉ thấy ánh mắt chấp động vài cái, khóe mắt rượt rượt. Lúc này, hai người bọn lão ẩu lại lấy ra thêm vài món bảo vật, cố gắng ngăn cản kim ti đang đến gần. Thần sắc hàn lập trợt động, vẫn đứng phía sau nhân hình khôi lỗi, bỗng nhiên quanh thân lóe lên linh quang nhàn nhạt, nhạt, ngay tại chỗ đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà một lát sau, kim ti của kiếm trận đã từ bốn phía áp gần sát vào hai người bọn lão ẩu, khoảng cách chỉ còn cỡ 20 trường. Điều này thậm chí bức ép lão ẩu và hôi bào tăng nhân tự bạo số cổ bảo nắm trong tay. Tuy rằng kết quả đã tạm thời ngăn lại kim ti được một chút, nhưng vẫn không thể ngăn cản kim ti tiếp tục tiến đến gần không được kiếm trận này quá cổ quái bảo vật tầm thường không thể phá vỡ người mau dùng đồ vật kia đi chỉ có nó mới đủ uy lực đánh tan kiếm trận lão ẩu thấy kim ti tiến càng lúc càng gần rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi đột nhiên quay đầu hướng về phía tăng nhân nói dùng vật này tự nhiên có thể phá vỡ được kiếm trận nhưng sau đó đối phó với hàn tiểu tử bằng cách nào hồi bảo tăng nhân có chút trần chờ nói ngươi đừng cố chấp nữa phá vỡ kiếm trận này chúng ta còn có một đường sống nếu không chờ khi kiếm trận khép lại thì chúng ta chết chắc. Giữ lại vật này cũng chỉ vô dụng lão ẩu không chút suy nghĩ, vội nói. Hồi bào tăng nhân nghe xong lời này, cơ nhục trên mặt run rẩy nhưng khi nhìn kim ti ở bốn phía đã tiến đến gần chỉ còn mấy trượng. Rốt cuộc lão cắn răng, gật đầu, bèn vỗ vào túi chữ vật bên hông. Nhất thời một kiện bảo vật cổ quái xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là một hỏa hồng viên cầu, lớn bằng nắm tay người lớn, tỏa ra hồng sắc minh mông, làm cho không người nào rốt cuộc nhìn thấy rõ đây là vật gì, nhưng ở bề mặt viên cầu có hé ra hai cái cấm chế phủ triện có hai màu kim ngân phân biệt. Một tay hồi bào tăng nhân nâng vật này lên, trên mặt lộ vẻ cẩn thận, bộ dáng ngưng trọng dị thường. Ma cưu đạo hữu động thủ nhanh lên, vật này nếu phát ra trong khoảng cách quá gần, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy lão ẩu nhìn các kim ti kiếm trận đã tiến gần hơn 10 trường, lộ ra sự sắc nhọn dị thường, bèn kêu lên hối thúc. Hồi bào tăng nhân thở dài, đưa tay gỡ phủ triện trên hồng sắc viên cầu, muốn sử dụng ngay vật này. Nhưng vào lúc này, phía sau hồi bào tăng nhân chợt lóe lên ngân quang nhàn nhạt, nhạt, trong hư không hiện ra một đạo nhân ảnh. Hành động giống như quỷ mị, không một chút tiến động, không làm cho tăng nhân phát hiện ra một chút nào khác thường. Nhưng lão ẩu đứng ở phía đối diện, lại nhìn thấy, liền kinh hãi la lên thất thanh. Người cẩn thận phía sau, lão ẩu vừa nhắc, vừa đảo tú bào, một đạo hoàng mang chợt lóe lên, lưới tới nhắm nhân ảnh này bắn thẳng tới hồi bào tăng nhân vừa nghe lời cảnh báo của lão ẩu trong lòng tự nhiên dùng mình không kịp suy nghĩ thân hình nhoáng lên một cái thân hình bắn tạt qua một bên đồng thời cánh tay đang nâng viên cầu theo bản năng cũng co rụt lại muốn thu viên cầu vào trong tay áo bào tuy nhiên tất cả hành động này đã muộn nhân ảnh hiện lên phía sau chính là nhân hình khôi lỗi mà nó lại có thần thông tương đương nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chỉ thấy thân hình nó trở động một tay trực tiếp đâm vào sau lưng hồi bào tăng nhân tay kia chụp lấy khỏa hồng sắc viên cầu động tác chỉ có thể so với sấm sét để hình dung, vô cùng nhanh lẹ. Một tiếng kêu rên vang lên, thân hình của tăng nhân liền lảo đảo. Khi nhân hình khôi lỗi đâm vào chỗ yếu hại, tuy ngân sắc thủ trưởng dễ dàng đi qua hộ thể linh quang, nhưng khi vừa chạm đến lưng của tăng nhân, thì trong chớp mắt, từ lưng tăng nhân hiện lên một lên một ảo ảnh của một con quái điều toàn thân bao phủ đầy lông. Tuy ngân mang từ thủ trưởng đại phóng, dễ dàng phân khai ảo ảnh của quái điều, nhưng tự nhiên động tác hơi trì hoãn một chút, làm cho tăng nhân né được chỗ yếu hại chỉ ngay đầu vai bị một lỗ thủng tóe máu, máu tươi chảy ròng ròng. Còn tay kia của khôi lỗi khi chụp vào viên cầu, cơ hồ sẽ đắc thủ, thì đột nhiên viên cầu rời khỏi tay tăng nhân, bắn về phía lão ẩu. Hoàng mang do lão ẩu bắn ra đã đi đến trước người nhân hình khôi lỗi. Đó là một cây châm màu vàng phát ra ánh sáng lập lòe. Hai mắt của nhân hình khôi lỗi tử quang đại phóng, nhưng không thèm né tránh cây châm này, cánh tay đang chụp về viên cầu đột nhiên run lên. Một tiếng động rát băng truyền đến, cánh tay này liền thoát ly khỏi thân thể bay ra, lóe lên lướt qua đuổi theo viên cầu, chụp lấy viên cầu, rồi nhanh chóng bắn trở về. cơ hồ đồng thời lúc đó, hoàng sắc tế trâm đã đánh vào phía trên đầu của nhân hình khôi lỗi. một tiếng bạo liệt nặng nề phát ra, hoàng mang chấp động. không tốt, a, à, hai tiếng kêu bất đồng vang lên, một kinh một hỉ, đồng thời từ miệng của tam nhân và lão ẩu phát ra. cũng không phải hai người có ý tưởng bất đồng gì, mà là do tam nhân thấy viên cầu bị cướp mất tự nhiên la lên kinh sợ dị thường. Còn lão ẩu đứng ở xa xa, chứng kiến bản mệnh pháp bảo khổ tu trăm năm của mình đánh vào chỗ yếu hại của đối phương, mà đối phương lại không có chút bộ dáng phòng hộ, liền không khỏi mừng rỡ la lên. Thân hình nhân hình khôi lỗi lùi về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, rồi đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn lão ẩu. Ngay huyệt thái dương, xuất hiện một cái lỗ cỡ ngón cái, nhưng lập tức trong lỗ lóe lên ngân quang, da thịt liền liền lại như lúc ban đầu, ngay cả một vết thương cũng không tồn tại, mà này khiến cho lão ẩu trợn mắt, há hốc mồm, nhưng lập tức cảm ứng được cái gì, miệng phát ra tiếng thét chói tai. Hoàng mang châm, ngươi làm gì hoàng mang châm của ta vậy? Nhân hình khôi lỗi chậm rãi nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay đang có một cây châm màu vàng, đang nhảy nhót liên hồi, muốn liều mạng thoát ra, nhưng đã bị một đoàn ngân quang bao phủ, căn bản không thể độn thoát. Lão ẩu thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, môi vừa động, đang muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên hai tay của nhân hình khôi lỗi trà sát lại, ngân quang trong bàn tay đại phóng, ánh sáng của hoàng mang châm trở nên ảm đạm, linh tính dần dần biến mất. Tâm thần của lão ẩu liền bị chấn động, phun ra một ngụm máu, có vẻ tổn thương không ít nguyên khí. Mặt hôi bào tăng nhân xanh như tàu lá chuối, bất chấp thương thế sau lưng, đột nhiên dương hai tay lên, vô số tiểu ngân quang lớn bằng nắm tay ảo ạt tuôn ra, ẩn ẩn trong đó có tiếng sấm nổ mạnh, không biết là loại bảo vật gì nhưng xem ra chừng thanh thế kinh người. Hàn lập ở trong không trung nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng cười hắc hắc, thần niệm nhất động. Hai tay nhân hình khôi lối liền khắp quyết, quang thân ngân quang đại phóng, sau đó hào quang thu liếm lại, tại chỗ đã quỷ dị biến mất. Tự nhiên các ngân sắc quang đoàn đánh vào hư không, hoàn toàn không có một chút hữu hiệu nào. Tăng nhân và lão ẩu liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ tuyệt vọng từ trong mắt đối phương. Mà lúc này, kim ti kiếm trận đã chỉ còn cách bọn họ khoảng 7-8 trượng. Dù bọn họ có bản sự như trời, cũng vô phương chạy thoát. Hàn lập huyền phù ở trên cao, hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn xuống dưới rốt cuộc đại canh kiếm trận đã hoàn toàn khép lại vô số kim ti hóa thành một cự đại kim sắc quang cầu đầu tiên là trong quang cầu truyền ra tiếng nổ bạo liệt quang cầu liền chấn động vài cái tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của tăng nhân và lão ẩu dưới thần thông của minh thanh linh mục hàn lập thấy rõ ràng trong nháy mắt hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã bị loạn nhận phân thây thịt bay tung tóe dưới sự chém cắt liên hồi của vô số kim ti cuối cùng cũng biến thành vô số điểm lục quang, biến mất ra khỏi thế gian này. Các bảo vật và túi chữ vật của hai người đều bị kiếm trận giảo diệt không còn một mảnh. Chỉ còn hai tiểu đoàn cực hàn chi diễm hai màu hoàng lục, nhẹ nhàng phiêu phù trong không trung. Khẽ thở dài một hơi, thân sắc của hàn lập giãn ra, lộ ra vài phần tịch liêu. Giây phút tĩnh lặng chỉ trong chốc lát, đột nhiên bên cạnh chợt lóe lên ngân quang, nhân hình khôi lỗi không một tiếng động hiện ra, một tay đưa lên một quả hồng sắc viên cầu hàn lập chẳng nói chẳng rằng tiếp nhận cái này cẩn thận đánh giá viên cầu này bán trong suốt bên trong ẩn ẩn một đoàn hồng diễm trói mắt không ngừng quay cuồng nhìn kỹ thì chính là một con hỏa điểu đang bay múa trông rất thần kỳ sống động ở bốn phía hỏa điểu chấp động đủ loại phù văn đầy màu sắc nếu nhìn kỹ các phù văn này là một loại cổ văn nào đó dù kiến thức đối với văn tự cổ đại của hàn lập bây giờ vô cùng uyên bác nhưng cũng không thể nhận biết được lai lịch của văn tự này dường như đây là một loại thượng cổ văn tự hoàn toàn mới. Hàn Lập đứng quan sát cả ngày, đôi mày nhíu chặt, vật này đã được đem ra tại thời điểm tối hậu thì át hẳn không phải tầm thường, có thể là một trọng bảo sát thủ cuối cùng. Tuy thoạt nhìn thì thấy viên cầu này có chút thần diệu, tựa hồ bên trong ẩn chứa không ít hỏa linh lực. Nhưng bằng bấy nhiêu đó mà có thể phá được đại canh kiếm trận, căn bản là người điên nằm mộng. Xem ra uy năng đích thực của vật này nằm trên các phù văn. Nhưng các cổ văn này, một chữ Hàn Lập cũng chẳng biết tự nhiên càng không thể nói đến chuyện lĩnh ngộ. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp nghiên cứu đồ vật này. Hàn Lập suy nghĩ như vậy, bèn lấy từ trong túi chữ vật ra vài cái cấm chế phủ triệt, dán lên viên cầu, sau đó lấy ra một cái hộp tựa bằng kim loại mà cũng không phải kim loại, bỏ viên cầu vào trong đó, đợi thời gian sau sẽ tính tiếp. Lúc này Hàn Lập lại ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh của con quái điểu. Chỉ thấy hư ảnh này chỉ trong một thời gian ngắn, hình thể đã thu nhỏ lại, ở bên trong hư ảnh là một con hỏa nha phiêu phù phi động, có vẻ sinh động dị thường. Hình thế con này chỉ còn khoảng một phần ba hư ảnh. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập sờ cầm, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn cũng không nóng lòng đem lũ chân hỏa này thu hồi. Trước tiên, hai tay khắp quyết, miệng phát ra thanh âm chú ngữ. Nhất thời từ trong hư không lại hiện ra hơn trăm đạo kim quang, liền rung lên, trong đó hơn phân nửa tán loạn biến mất, cuối cùng chỉ đi ra 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm. Hàn lập hờ hững dung tay áo bào, các khẩu tiểu kiếm này liền hóa từng đạo kim hồng nhập vào trong tay áo. Sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển, liền dừng lại chỗ hai tiểu đoàn hàn diễm. Từ nãy đến giờ, hai đoàn hàn diễm này vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ chấp động ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhìn rất là thuận mắt. Trường 1109, Trầm Thủy và Huyền Ngọc. Hàn lập không lập tức thu hai cỗ hàn diễm này, đứng trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên kỳ quang, đảo qua ngũ mà đang đứng ở phía sau, rồi lai liếc nhìn hai cỗ hàn diễm, đờ người ra, rồi như thông suốt được điều gì, phát ra một tiếng cười to. Tiếng cười chấn động cả động quật, tiếng ông ông không ngừng vang vọng khắp nơi. Tốt lắm, xem ra chuyến đi này thu hoạch không tệ hàn lập thu lại tiếng cười, thì thảo tự nói một mình. Hai tay hắn đánh một chiêu vào hư không, hai cỗ hàn diễm bị một cỗ vô hình lực hấp dẫn, chớp mắt đã đi ra trước người hắn. Trong tiếng sấm nổ, hàn lập thả ra vô số đạo kim hồ tinh tế, đem hai cỗ hàn diễm giam lại thành một kim sắc ti cầu, bỏ vào huyền băng hạp. Sau khi làm xong hết thảy, tay áo bào của hàn lập lại run lên, xuất ra một cái hắc sắc ngọc bình, đồng thời với tiếng chú ngữ, đã đem ngũ tử đồng tâm ma giam lại vào trong bình này. Ngũ ma thấy hành động của hàn lập, có chút kèo nhèo, bộ dáng không muốn quay lại về trong ngọc bình. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, miệng quát một tiếng chói tai, xuất thủ điểm một cái. Nhất thời ngân viên hoàn trên người ngũ ma run lên, phát ra thanh sắc linh quang, Ngũ ma đã từng nếm trải sự đau khổ do viên hoàn này mang lại, bèn không dám cãi lời, lập tức phát ra tí yếng minh minh, hóa thành năm cỗ hồi bạch khí bắn vào trong bình. Lúc này Hàn Lập mới phất tay áo bào, cuốn lấy ngọc bình, cẩn thận thu vào. Về phần nhân hình khôi lỗi, Hàn Lập không có ý thu hồi, ngược lại lấy từ trong túi chữ vật một khối cao dai linh thạch xanh biếc, hướng về phía khôi lỗi vỗ một cái, thay khối linh thạch đã hết bằng khối linh thạch này. Mà chỉ cần nhân hình khôi lỗi không bị gặp tình huống toàn lực ứng địch, thì việc tiêu hao linh thạch cực kỳ nhỏ. Thân hình hắn chuyển động, nhẹ nhàng phiêu phiêu hạ xuống trên một khối đại thạch trong loạn thạch. Trên khối đại thạch này lộ xuất ra một quả vạn niên huyền ngọc lớn, đang chấp động bạch quang nhàn nhạt. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhướng lên, một tay phất một cái vào túi chữ vật, xuất ra một cái lọ dài. Thân thủ hướng về cái lọ này, điểm một cái, miệng lọ liền tự mở ra, sau đó hơi nghiêng, từ miệng bình đổ ra một chất lỏng đen như mực, tản ra trận trận khí xám, giống y chang chất lỏng âm linh thủy mà Bạch Mộng Hinh dùng để lấy vạn niên huyền ngọc. Chất lỏng này là do Hàn Lập đã từng vào quỷ vụ âm minh chi địa lấy ra, chính là trầm thủy. Lúc đó hắn thấy loại chất lỏng này có chút kỳ lạ, bèn dùng vài lọ múc ra không ít. Trong lúc nhàn rỗi, hắn đã từng lấy chất lỏng này ra nghiên cứu. Nhưng chỉ phát hiện nó có âm hàn sình sạch ngoài việc dùng để tạm thời phụ ra một ít âm hỏa cho pháp khí, còn lại thì cũng chưa phát hiện có gì đặc biệt khác, nên hắn quăng lại vào trong túi chữ vật để tính sau. Nhưng sau khi ở trong Huyền Ngọc động, thấy Bạch Mộng Hinh sử dụng để lấy Huyền Ngọc, hắn mới ngạc nhiên nhận ra cái âm linh thủy này rõ ràng tương tự với Trầm thủy. Do có đám người Hàn Ly thượng nhân, hắn cũng không dám mạo muội sử dụng thần niệm phân biệt thật giả, nhưng tim thì đập thình thịch, bán tín bán nghi giữa âm linh thủy và trầm thủy. Dù sao cái tên trầm thủy là do hắn tự đặt ra, hơn nữa cả hai loại chất lỏng này đều là loại âm hàn, thoạt nhìn cũng tương tự như nhau. Nhưng bây giờ, trong động này chỉ còn có một mình hắn tự nhiên hắn phải thí nghiệm một chút. Hàn lập hướng về đoàn chất lỏng màu đen này, điểm một cái. Đám chất lỏng này liền bay trên khoảng không của cự thạch, sau đó khẽ run lên, một giọt rơi xuống, trong chớp mắt đã tiến nhập vào trong bạch quang. Quả nhiên tình hình diễn ra hết thảy đều giống lúc bạch mộng hình thực hiện. Giọt chất lỏng màu đen tiến vào trong huyền ngọc, một tầng hôi khí phát ra, trong lòng hàn lập vui vẻ, ngón tay bắn về phía huyền ngọc nhất thời một quả thanh sắc quang đạn cỡ viên đậu bắn ra đánh vào phía trên huyền ngọc một tiếng phanh nhỏ vang lên huyền ngọc nhoáng lên một cái liền tự động bóc ra khỏi cửa thạch bị hút tới tay hàn lập hàn lập ngưng thần nhìn huyền ngọc trong tay vài lần sau đó quét quan sát tất cả quáng mạch đang phát ra bạch quang trong động quật khóa miệng nhếch lên mỉm cười tuy chỉ bằng với số lượng trầm thủy hắn mang theo muốn lấy hết toàn bộ huyền ngọc trong động thì tự nhiên không có khả năng nhưng đối với các huyền ngọc đang lộ nửa phần trên mặt động mang đi được bảy tám phần cũng không phải là vấn đề. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập lại vỗ vào túi chữ vật, xuất ra một cái lọ dài tương tự, tùy tay ném qua cho nhân hình khôi lỗi bên cạnh. Khôi lỗi mặc nhiên tiếp nhận, thân hình lúc lắc vài cái, đi đến một chỗ khác trong động, một tay nâng cái lọ, trích ra trầm thủy, tay kia cầm túi chữ vật, bắt đầu thu hoạch huyền ngọc. Ở bên này, Hàn Lập cũng làm y như vậy, mấy canh giờ trôi qua, huyền ngọc hàn khí đang tràn ngập trong động quật, bất chi bất giác đã loáng đi rất nhiều. Các bạch sắc quang điểm lúc trước trải rộng toàn bộ động, bây giờ trở nên thưa thớt, chỉ còn hai ba phần. Hàn lập nhỏ giọt trầm thủy cuối cùng vào mặt động, thu huyền ngọc vào trong túi chữ vật, thở phào một cái, đưa mắt đánh giá mọi nơi, trên mặt lộ ra tia tiếc rẻ. Nếu hắn biết trước chỗ đặc dụng này của trầm thủy thì đã mang trầm thủy đi theo khá nhiều rồi. Chẳng qua, số lượng vạn niên huyền ngọc hắn thu hoạch được khiến cho người ta há hốc mồm trợn mắt, chừng hơn ngàn khỏa. Đáng tiếc là số lượng âm linh thủy mang theo đã xài không còn một giọt, nếu không lượng thu hoạch không chỉ có bấy nhiêu. Hắn đang đứng âm thầm nghĩ ngợi, thì nhân hình khôi lỗi bay tới, khoát tay, ném tới một cái túi căng phòng. Hàn lập tiếp nhận túi này, thần niệm lướt qua bên trong. Quả nhiên bên trong cũng có hơn ngàn khối. Có nhiều huyền ngọc như vậy khiến cho Hàn lập bắt đầu cân nhắc, ngoài việc khảm vào 72 khẩu phi kiếm, còn đủ dư để luyện chế pháp bảo hoặc khảm vào bảo vật khác, gia tăng uy lực của bảo vật. Chẳng qua dù cho Hàn Lập sử dụng như vậy thì cũng không thể xài hết đại bộ phận huyền ngọc còn lại hàn lập sẽ mượn huyền ngọc hàn khí tinh luyện chiết xuất một chút cho cực hàn diễm của mình dù sao có sự phụ trợ của huyền ngọc hàn khí việc tinh luyện hàn diễm sẽ giảm được một nửa công sức mà uy lực lại tăng lên gấp đôi nhưng đối với việc này hàn lập không muốn suy nghĩ nữa mà ném tất cả sự việc ra phía sau hắn cất kỹ túi chữ vật nhìn về phía thái âm chân hỏa đang biến thành hỏa nha giờ phút này hình thể của con hỏa nha đã lớn gấp năm sáu lần lúc trước sắp xỉ cỡ một đứa bé mà hư ảnh của kỳ lân đã mất đi hình thái, chỉ còn có một tầng bạch khí mỏng manh bao quanh hỏa nha mà thôi, còn miếng huyền ngọc bài đang bị con hỏa nha ngậm đùa nghịch trong miệng. Thấy vậy Hàn Lập ngẩn ra, lộ vẻ giờ khóc giờ cười, vội vàng đáng một chiêu về không chung. Nhất thời miếng huyền ngọc bài thoát ly khỏi miệng hỏa nha, bay thẳng đến rơi vào trong tay hắn. Không có huyền ngọc bài duy trì, trong nháy mắt bạch khí tán loạn, bộ dáng muốn tiêu thất. Hỏa nha thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu, hai cánh mở ra một tiếng phốc suy vang lên toàn bộ thân hình hóa thành mộ đoàn xích hồng hỏa diễm hướng về phía bạch khí còn sót lại lăn một vòng lập tức thu hết bạch khí này vào trong cơ thể làm xong hết thảy hỏa diễm lại hóa lại hình thái hỏa nha có chút hưng phấn bay quanh trên không trung rồi từ từ đậu lên đầu vai của hàn lập dáng vẻ oai vệ cái mỏ nhọn rỉa lông cánh khiến màu sắc càng thêm hồng nhuận hàn lập quay đầu nhìn hỏa nha trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên rõ ràng linh tính của thái âm chân hỏa đã tăng lên rất nhiều hắn cúi đầu nhìn huyền ngọc bài trong tay, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay kia chảo vào hư không, nhất thời một cỗ huyền ngọc hàn khí được thu vào trong tay, bị một đoàn tử la cực hỏa bao lấy. Trong mắt hàn lập chớp động lam mang, thấy rõ ràng, tử diễm trong hàn quang, ban đầu là có hình thái thực thể nhẹ nhẹ, sau đó trở nên rời rạc dị thường, sau đó đã đồng hóa cùng với hàn khí. Hàn lập giật mình, đánh giá huyền ngọc bài trong tay, cuối cùng chật chật hai tiếng kỳ quái, đem bảo vật này thu vào túi chữ vật sau đó hắn lục lạo cả động quật một lần nữa sau khi xác định không còn cái gì có thể thu hoạch liền mang nhân hình khôi lỗi và hỏa nha hóa thành một đạo thanh hồng hướng về phía cửa động chạy đi cửa động đã bị đóng kín hàn lập nhìn vào các phù văn thần bí đầy màu sắc ở cửa động không nói hai lời phất tay áo bảo một cái cảm lam đỉnh trong tay áo bắn ra sau một trận quay tròn liền huyền phù trước người hàn lập nếu đổi là tu sĩ khác thì không thể sử dụng đỉnh này dù sao muốn sử dụng càm lam đỉnh đòi hỏi phải tu luyện quan kiền lam băng diễm. Vì vậy đây cũng là lý do Hàn Ly thượng nhân yên tâm giao cho hôi bảo tăng nhân. Chẳng qua việc này đối với Hàn Lập không thành vấn đề. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn đỉnh này, hai tay khắp quyết, tử la cực hỏa trên người bỗng nhiên run lên, màu sắc đại biến. Trong nháy mắt tầng tử diễm trên người đã hóa thành một tầng màu lam nhạt, hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái kiền lam băng diễm. Bàn tay chấp động lam mang đánh nhẹ về phía càm lam đỉnh nhất thời một luồng lam diễm giống như linh xà bay ra, đánh vào nắp đỉnh. Nhất thời càn lam đỉnh run lên, phát ra tiếng động vù vù, trong đỉnh toát ra vô số lam sắc hỏa diễm, cả đỉnh lam quang đại phóng, mà hình thể bắt đầu cuồng trướng lên. Hai tay hàn lập khắp quyết, chậm rãi thôi động đỉnh. Đỉnh này liền tăng lớn tới ba bốn trượng, hàn lập biến đổi pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời một tiếng oanh từ cự đỉnh vang lên, lập tức vọt vào không trung, dường như muốn khai phá cửa động. Hàn lập mặt không đổi sắc, quả nhiên trong lúc cự đỉnh cách cửa động khoảng 3-4 trượng. Bỗng nhiên các thần bí phù văn chấp động, phát ra linh quang đủ màu sắc. Tiếp theo các phù văn bị cự đỉnh hấp dẫn, hóa thành vô số lưu quang bay vào trong lam diễm của cự đỉnh. Tiếng động ầm, ầm vang lớn, cửa động chậm rãi mở ra, hiện ra một cái khe hở khoảng mấy trượng. Chương 1110, tái ngộ yêu thú. Hàn Lập mang theo khôi lỗi và hỏa nha từ trong khe hở bắn ra, vừa trượt lóe người lại xuất hiện phía trên tế đàn trong hư linh điện hắn không hề quay đầu lại liền trở tay suốt một chiêu ngay lập tức kiền lam đỉnh từ phía sau bay ra nhanh chóng hóa nhỏ lại thu vào trong cổ tay áo lại một trận tiếng sét ầm ầm truyền ra huyền ngọc động khép lại cái khe nứt một lần nữa ánh mắt của hàn lập đảo qua hướng phụ cận bốn bề đều im ắng một bóng người cũng không có hoàn toàn vẫn duy trì bộ dáng như khi vừa tiến vào huyền ngọc động hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng chân mày vẫn nhíu khi nhìn về phía cột băng trụ cao lớn dày đặc trước tế đàn băng phách hàn liệt trận này đúng là có chút khó giải quyết tuy rằng hắn tự biết hàn khí trong trận đối với hắn không tạo được nhiều uy hiếp nhưng bài trừ trận này cũng không phải là một việc dễ dàng dù sao pháp trận này cũng không phải là cấm chế lâm thời gì mà là thượng cổ kỳ trận hàng thật giá thật uy lực không có chút nào thuyên giảm huống hồ hàn lập không chỉ lo lắng đến trận này mà còn chuyện đại môn của hư linh điện làm sao mở ra được Lúc trước khi mới tiến vào, vị hàn ly thượng nhân kia luôn nói cánh cửa này mở từ trong ra là việc dễ dàng, nhưng hắn thật không muốn khẳng định trong lời nói ấy có 89 phần là giả dối. Cho dù từ bên trong mở ra đích xác đơn giản một chút, phòng chừng cũng có pháp quyết đặc thù mới được. Nghĩ đến đây, hắn không động chạm đến băng phách hàn liệt trận ngay lập tức, mà hướng cái túi chữ vật vỗ một cái, nhất thời một sắp trận kỳ với các màu linh quang chớp động xuất hiện trong tay, liền lập tức giải xuống phía dưới. Bảy tám đạo quang mang nhan sắc khác nhau chợt biến, nhập vào khoảng không bên trên tế đàn. Nơi đó liền xuất hiện một đám sương mù lan tràn hơn 10 trượng rộng. Hắn nhìn thấy cảnh này, vừa lật bàn tay, chiếc bình pháp khí cấm cố nguyên anh của Hàn Ly Thượng Nhân liền hiện trong tay. Trước khi suy nghĩ xem bước kế tiếp phải hành động thế nào, Hắn định sử dụng phương pháp siêu hồn để cẩn thận tìm tòi trong nguyên thần của vị đại trưởng lão tiểu cực cung này một chút, để biết thêm thêm ít nhiều chuyện tốt của hư linh điện hầu tránh mấy cái cạm bẫy chưa biết tới nhân tiện tin tức có liên quan thái dương tinh hỏa tự nhiên cũng không thể buông tha hàn lập một tay nâng bình này lên rồi từ từ hạ xuống trong chớp mắt người nhập vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng toàn bộ hư linh điện trở nên vắng lặng chỉ có thể nhìn thấy sương mù trong pháp trận nhẹ nhàng quay cuồng ước chừng qua một thời thần đột nhiên sương mù trong pháp trận dung chuyển kịch liệt sau đó bắt đầu loãng ra với tốc độ kịch liệt với mắt thường có thể thấy rõ ràng khi hơn phân nửa đám sương mù đã bị càn quét sạch tại khu vực trung tâm, thân ảnh của Hàn Lập lại hiên ra một lần nữa. Chỉ thấy Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm ngâm ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ có việc gì khó có thể giải quyết nên đắn đo do dự. Chiếc ngọc bình chứa Hàn Ly thượng nhân Nguyên Anh nằm lăn bên cạnh, nắp đã bị mở, nhưng không có bóng dáng của Nguyên Anh. Không nghĩ tới lại bất ngờ gặp được Thái Dương tinh hỏa tại loại địa phương này, xem ra nếu chưa tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ thì đúng là không thể mạo muội đi tìm Dương Hỏa này. Thật ra lối vào hư linh điện này có ba đường, nhưng lối ra lại chỉ có một tại chủ điện thôi. Xem ra vị Hàn Ly thượng nhân này ngay từ đầu đã không định để ta rời khỏi nơi này. Nếu không siêu hồn trước, chỉ sợ sẽ phải nếm mùi đau khổ. Rốt cuộc chân mày Hàn Lập thả lỏng, thì thào tự nói một câu. Hắn lập tức đứng dậy, một mảng thanh hà lan tỏa, đem trận kỳ bốn phía và chiếc bình trống không toàn bộ thu vào. Sau đó bấm tay niệm thần chú, hóa thành một đạo thanh hồng hướng về cái thiên môn nào đó bay đến. Linh quang chợt tắt, thân hình hàn lập ngừng lại trước thiên môn nhìn tấm phù triện phong ấn dị thường cổ xưa dán trên cửa quay đầu nhìn thấy thái âm hỏa nha đứng trên đầu vai thần niệm liền chuyển động thái âm chân hỏa biến ảo thành linh vật này trong miệng một tiếng ngâm nga trầm thấp bỗng nhiên hai cánh quạt một cái đột nhiên một đạo xích hồng chi diễm đánh ra phục phục hai tiếng phù triện phương vừa tiếp xúc với xích diễm liền bốc cháy mãnh liệt đồng thời tràn ra linh quang với các màu sắc nhưng những linh quang này vừa chợt lóe trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm cuối cùng biến thành cực kỳ bình thường. Trong nháy mắt tất cả phù triện đều bị một tầng tinh băng bao trùm. Hàn lập mỉm cười, ngón tay bắn ra mấy đạo kim quang. Rát, rát vài tiếng vỡ giòn tan truyền đến. Tất cả tinh băng bên ngoài phù triện tất tắc, tắc vỡ vụn biến thành hư không. Hàn lập sờ sờ cầm, tay áo bảo tùy ý phất một cái, nhất thời một cổ kình phong nhằm phía thạch môn, thiên môn ken kết một chút, liền từ từ mở ra. Hàn lập không chút do so dự, sải bước tiến vào nhân hình khôi lỗi như bóng với hình theo sát phía sau. Thông qua cái cửa đá tầm thường này, bên trong rõ ràng là một cái sân to rộng hơn trăm trượng. Ở giữa là một con đường nhỏ lát đá trăng uốn lượn khúc chiết, hai bên còn có một ít các tượng điêu khắc quái thú lớn nhỏ không đồng đều, cả vật thể trong suốt như tuyết, dường như là huyền băng khắc thành, tất cả trông rất sống động, hình thái rất thật. Ánh mắt hàn lập đảo qua đám băng điêu, trong mắt sĩ quang chợt lóe, lờ đỉnh bước lên con đường nhỏ, hướng tới cuối sân từ từ đi đến. Lúc bắt đầu hết thảy đều bình thường, nhưng khi hắn đi tới đoạn giữa của con đường, bỗng nhiên hai bên hơn 10 tượng băng thú, hai mắt của chúng hóa đỏ rực sống lại, đều dương nanh múa vuốt, miệng phun hàn khí hướng Hàn Lập hung tợn phóng tới. Hàn Lập tựa hồ sớm dự đoán trước, sắc mặt không sợ hãi bàn tay vừa lật, một kiện hỏa hồng tiểu đỉnh hiện trong tay. Hắn một tay hướng hỏa đỉnh này một chút, lại thong dong bấm tay niệm thần chú. Hỏa đỉnh nhất thời phát ra tiếng động vù vù, lập tức nắp đỉnh tự động bay vụt lên, ngay sau đó một tiếng nổ oanh, một cột hỏa trụ cao hơn 10 trượng từ trong đỉnh thoát ra. Toàn bộ không gian trở nên nóng bức không chịu nổi, sức nóng đập tới khiến hành động của đám băng thú bị ngưng lại, chúng co rút lại trong sợ hãi không dám tiến tới. Hành động của đám băng thú bị trì hoãn, nhưng động tác của Hàn Lập lại không ngừng, dưới sự thúc giục của pháp quyết hỏa trụ cao lớn gào thét rồi tan ra. Hơn 100 con hỏa nha lớn cỡ nắm tay từ trong hỏa diễm biến ảo ra, sau đó mang một một mảnh hỏa vân hướng đám băng thú thú này bay đến. Trong phút chốc, độ ấm tại phụ cận lại tăng lên một chút cả sân đều bị xích hồng tai hại bao phủ đám băng thú này vốn là huyền băng thân thể nhưng đám hỏa nha không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện mới tự trong hỏa đỉnh hình thành hỏa diễm chi tinh những nơi hỏa diễm lướt qua mặc dù miệng của đám băng thú cứ liều mạng phun hàn khí ngăn cản nhưng vẫn dần dần bị các đoàn hỏa diễm dung hóa phân giải một lát công phu tất cả băng thú trong sân đều biến mất không còn một móng hàn lập hài lòng gật gật đầu lấy tay chỉ hướng hỏa đỉnh đang lửng lờ trên hư không bắn tới sau một tiếng đang vang lên tất cả hỏa nha xoay một vòng hướng trời cao đều ngoan ngoãn nghe lời hướng vào trong đỉnh bay vụt trở về sau khi nắp đỉnh lại hạ xuống hỏa đỉnh khôi phục lại bình ổn cơ hồ cùng lúc đó biển lửa trong sân lại biến mất vô tung vô ảnh khiến mọi chuyện vừa rồi hết thảy đều như là một hồi ảo giác mà thôi hỏa nha vẫn đứng ở trên vai của hàn lập vừa rồi nhìn thấy nhóm đồng loại của mình nhưng không có vẻ tò mò gì chỉ là tự chiếu cố bản thân trải chút bộ lông, tựa hồ đối với đồng loại này khinh thường không đáng để mắt. Hàn Lập đem hỏa đỉnh thu lại, thân ảnh liền biến mất ở phía sau sân. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện trong một gian đại sảnh không lớn. Nơi này xem ra là một đại sảnh đơn sơ, có một truyền tống trận loại nhỏ lẳng lặng nằm tại đây. Hàn Lập không lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ sớm đã biết nơi đây có một truyền tống trận như thế. Hai tay hắn chắp sau lưng, tựa hồ đang tính toán đi qua lại cẩn thận quan sát pháp trận này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên pháp trận trước mắt bạch sắc quang chấp động, thế nhưng tựa hồ bị kích phát, có vẻ như phải truyền tống cái gì. Di Hàn lập trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lấy thần thông của hắn hiện giờ, cho dù là hậu kỳ tu sĩ khác của tiểu cực cung như vị cung chủ tiểu cực cung kia tự mình truyền tống đến đây, cũng sẽ không khiến hắn sợ hãi gì. Sau khi lập tức dừng chân, hắn bất động thanh sắc lẳng lặng nhìn truyền tống trận trước mắt. Vì để phòng ngừa vạn nhất, nhân hình khôi lối phía sau lưng cũng trong phút chốc tiêu thất tại hư không, ẩn nặc tung tích. Truyền tống trận nhỏ trước mắt chỉ có thể truyền tống hai ba người trong một lần là nhiều, kết quả bạch quang đại phóng, ba nhân ảnh dáng người thon thả từ bên trong lão đảo chạy ra. Hàn lập hai mắt nhíu lại, đúng là ba nữ tử trẻ tuổi mặc phục sức của tiểu cực cung, đều là tu vi cỡ trúc cơ kỳ, thoạt nhìn thì nữ tử lớn tuổi nhất ở giữa thậm chí cũng đã tới cảnh giới giả đan. Nhưng này ba nữ tu đầy vẻ kinh hoàng, đồng thời quần áo trên người xốc sách không chỉnh tề, trong đó có một nữ tử trên đầu vai bị một vết máu loang lổ có vẻ bị thương không nhẹ, hiển nhiên cho thấy họ mới vừa trải qua một hồi đại chiến. ngươi là ai? a, à, là Hàn Tiền Bối. trước mặt ba nữ tử và pháp trận bỗng nhiên đứng một nam tử không có mặc phục sức của tiểu cực cung, lập tức hô lớn. hai nữ tử hoàn hảo không bị thương trong đó còn lập tức đều tự phóng ra một thanh phi kiếm trong suốt. nhưng nữ tử bị thương đứng giữa thân thể nhỏ nhắn yêu kiều sau khi thoáng cẩn thận đánh giá Hàn lập lại kinh hỉ kêu lên. Hàn lập nghe vậy ngẩn ra, quan sát lại người này một lần nữa liền nhận ra là nữ đệ tử của tiểu cực cung mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là thị nữ họ Hoa tại Quý Tân lâu chuyên phụng dưỡng mình một thời gian. Nguyên lai like là ngươi, xảy ra chuyện gì? Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Hai nữ tử khác tuy không biết vị Hàn tiền bối trước mắt là nhân vật phương nào, nhưng nếu sư muội của mình nhận biết người này, khẩu khí lại không có vẻ như là địch nhân, tự nhiên thần sắc cũng thả lỏng đôi phần, sau khi dùng thần niệm dò xét qua tu vi của Hàn Lập, hai nữ nhân nhất thời trở nên vừa mừng vừa sợ. Nhưng không để hai thiếu nữ tiến lên thi lễ truyền tống trận phía sau bạch quang lại chấp động, một cổ khí thanh tử lập tức phát ra, một bóng thú to lớn từ trong pháp trận xuất hiện. Đúng là một con yêu thú không biết tên có hai sừng, mặt dài như mặt ngựa, hai chân đứng thẳng, một tay còn cầm một cây cương xoa màu xanh nhạt, trên lưng còn có một bầm lông dài đen nhánh. Yêu thú này từ trong trận pháp hiện hình ra, mắt vừa thấy ba nữ nhân lập tức nhe răng cười, cương xoa vung lên từ trong pháp trận phóng ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía sau con thú hồng mang chợt lẽ một tiếng nổ thật lớn truyền đến, theo sau một chiếc bóng xanh chợt lóe qua rồi biến mất không thấy. Yêu thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nơi lòng ngực bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, xung quanh có vẻ như mới bị thiêu đốt. Thân hình yêu thú lung lay mấy lượt, cương xoa trong tay rất xuống, thân ảnh cao lớn ngã xuống trong pháp trận. Chương 1111, yêu thú xâm nhập. Nữ tử họ Hoa sắc mặt hoàn hảo, vốn biết Hàn Lập chính là tu sĩ mà ngay cả trưởng lão của bổn cung cũng phải trịnh trọng đối đãi. Tuy nhiên không trông thấy ai ra tay, nhưng khẳng định cùng vị Hàn Tiền Bối này có liên quan, diệt giết một yêu thú cấp 6 cấp 7, tự nhiên sẽ không phải phí nhiều khí lực. Hơn nữa hai nữ tu kia trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đa Tạ Tiền Bối ra tay, yêu thú này đã công kích vào trong chủ điện của Hư Linh Điện chúng ta, mong rằng tiền bối có thể giúp bổn cung một tay. Nữ tu có tu vi giả đan kia hướng Hàn Lập trịnh trọng thi lễ, cung kính nói: Đánh vào chủ điện Cấm chế của hư linh điện các ngươi không phải rất mạnh sao, chuyện này làm sao có thể xảy ra. Tay áo bảo của Hàn Lập phất một cái, nhất thời một cổ cuồng phong thổi qua. Đem thi thể yêu thú cuốn khỏi pháp trận, nhẹ nhàng hỏi. Chuyện này chúng ta cũng được rõ ràng, mọi người đang ở trong điện tuần tra, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú xuất hiện trong đại điện, nhưng lại tựa như không có chạm đến cấm chế ngoài điện, trực tiếp xâm nhập vào trong chủ điện. Cô nàng trần chờ một chút, nghi hoặc nói. Như vậy, xem ra yêu thú này đã vận dụng một thủ đoạn đặc thù gì. Hàn lập lầm bẩm một tiếng, thế gian có biết bao bí thuật cổ quái, bảo vật vô số kể, xuất hiện sự tình gì bất khả tư nghị, cũng không có gì khiến hắn quá kinh ngạc. Trong khi Hàn lập còn muốn nói thêm gì thì truyền tống trận bỗng nhiên lại chấp động. Lúc này, ba nàng nữ tu của tiểu cực cung tuy rằng vẫn còn cả kinh, nhưng bởi vì lúc này có vị cao nhân Hàn lập này, cuối cùng cũng trở nên chấn định rất nhiều so với vừa rồi, sau khi thối lui hai bước, ánh mắt cũng không chấp chằm chằm nhìn pháp trận trước mắt. Sau khi bạch quang chợt tắt, một phụ nhân với khuôn mặt bình thường khoảng ba mươi mấy tuổi xuất hiện. Thân hình vừa hiện xuất vẻ mặt liền cảnh giác thả ra một quả viên hoàn đem chính mình hộ vào trong, nhưng vừa thấy được ba nữ tử đứng trước mắt thì lại ngẩn ra. Bất quá khi ánh mắt nàng liếc xéo qua, thấy được nằm bên cạnh pháp trận, lại một lần nữa đánh giá hàn lập, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Tham kiến vũ sư thúc, Ba gã nữ tu vừa thấy phụ nhân này, lại lập tức mừng rỡ tiến bước đến chào. Phụ nhân hướng ba nàng khoát tay áo, từng bước đi ra pháp trận tới trước mặt Hàn Lập, chỉnh đốn trang phục thi lễ, vãn bối đã gặp qua Hàn tiền bối. Người nhận được ta, hai mắt Hàn Lập đánh giá nàng, cảm thấy gương mặt thực xa lạ, trong lòng có chút kỳ quái. Vãn bối diêu mạn, từng ở trong cung đảm nhiệm tuần tra chấp sự, khi tuần tra đã ở đằng xa gặp qua tiền bối. Phụ nhân kính cần nói, thì ra là thế, Hàn Lập không nói thêm gì chỉ gật gật đầu, "Xin hỏi Tiền Bối, có đi cùng mấy vị trưởng lão của Bồn cung không?" Bởi vì yêu thú đột nhiên xâm nhập chủ điện Hư Linh điện, Vãn Bối phụng mệnh đến cầu viện Hàn Ly đại trưởng lão. Phụ nhân không có ý giấu giếm, trực tiếp lên tiếng hỏi, hơn nữa nhịn không được ánh mắt hướng lối vào đại sảnh quét vài lần. "Hắc hắc, Hàn Ly đạo hữu hiện tại chỉ sợ không rảnh phân thân." Hàn Lập cười, thần sắc như thường nói, "Vãn Bối cũng đã được nghe nói một ít." tựa hồ mấy người tiền bối cùng mấy vị trưởng lão trong cung hiện đang làm một việc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần yêu thú xâm lấn này thật sự không phải nhỏ. Nếu đám người đại trưởng lão không xuất hiện, tiểu cực cung chúng ta có thể thật bị tai ương ngập đầu. Phụ nhân vừa nghe lời ấy, trong lòng trở nên lo lắng. Ôi, lần này yêu thú xâm nhập lợi hại như thế sao, cung chủ của quý cung không phải cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ sao, ngay cả nàng cũng vô pháp ứng phó. Hàn lập ánh mắt chợt lóe hỏi. Vãn bối chính là phụ mệnh của cung chủ, mới tới cầu viện. Trong lúc vãn bối đến đây, cung chủ đã sắp bị một con yêu thú cuốn lấy lợi hại, căn bản không rảnh chiếu cố những việc khác. Phụ nhân nở nụ cười khổ, đám người hàn ly đạo hữu tiến nhập huyền ngọc động, các người nếu tự nhận là có biện pháp kêu bọn họ ra, tự làm là được. Ta giờ đi trước xem rốt cuộc yêu thú gì đã đến bên kia mà ngay cả ngay cả quý cung cũng có vẻ như không thể ngăn cản. Hàn lập bất động thanh sắc nói một câu, thân hình phiêu phù, người liền đứng trong truyền tống trận. Tiền bối hãy cẩn thận một chút, bên kia phần đông yêu thú xâm nhập chỉ sợ nơi truyền tống trận cũng không được an ổn. Phụ nhân cả kinh, nhưng không dám ngăn trở, chỉ có thể nhanh nhở nhắc nhở một câu. Hàn lập gật gật đầu, một tay dương lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh lên phía trên pháp trận, nhất thời bạch quang chấp động, truyền tống lại bắt đầu. Đúng lúc này, sau lưng hàn lập ngân quang chợt lóe, bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh sắc nhân ảnh, sau đó hai người trong phút chốc đồng thời truyền tống tới đó là người nào phụ nhân thấy vậy không khỏi cả kinh sư điệt cũng không biết con yêu thú vừa rồi hình như là do người đó ra tay diệt giả đan nữ đệ tử trần chờ một chút không quá khẳng định nói nghe nói lần này có mấy vị tiền bối ngoài cung đến không lẽ là một vị tiền bối khác sao ba người các ngươi đợi tại đây nếu có địch nhân truyền thống đến hãy tạm thời ngăn cản một chút ta đến huyền ngọc động xem có thể gọi ra đám người đại trưởng lão không Phụ nhân tuy rằng đối với việc một mình Hàn Lập xuất hiện ở đây, trong lòng còn có chút kinh nghi, nhưng lập tức nhớ tới trọng trách của mình, hướng mặt khác ba nữ nhân phân phó. Tuân mệnh, ba gã nữ đệ tử tự nhiên không người đáp ứng, phụ nhân liền hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến huyền ngọc động độn đi. Bên kia, Hàn Lập mang nhân hình khôi lỗi mới từ truyền tống trận đi ra, truyền tống trận chưa thích ứng vì đang còn trong vòng hồi phục lại, phía sau khôi lỗi một thân hình bỗng nhiên nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Hai tiếng kêu thảm thiết trước sau phát ra, ngay sau đó là một tiếng phanh truyền đến nghe có vẻ như một vật gì ngã xuống đất. Hàn Lập nghe tiếng động nhìn lại, kết quả chỉ thấy một thi thể yêu thú nằm trong vũng máu, bên cạnh còn có một nam một nữ, hai gã đệ tử kết đan kỳ tiểu cực cung đang ngây ngốc nhìn chừng chừng nhân hình khôi lỗi, đang rút một cánh tay ngân quang lóng lánh từ trước ngực một con yêu thú khác ra, thi thể yêu thú liền theo theo đó rơi xuống đất. Nơi đây rõ ràng cũng có một tòa truyền tống trận giống hệt như cái trong đại sảnh. Hàn Lập liếc mắt đánh giá hai gã đệ tử tiểu cực cung đệ tử một lượt, liền không để ý tới nữa, rồi nhấc chân hướng ra ngoài bước đi, vì nghe được từ ngoài cửa truyền đến từng trận âm thanh đánh nhau bạo liệt, tựa hồ còn có người đang ở bên kia kịch liệt tranh đấu. Một nam một nữ nguyên bản còn muốn tiến đến chào, nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy căn bản không muốn nhiều lời, sau một chút trần chờ, liền đứng lại tại tại chỗ. Trong thời gian nháy mắt, Hàn Lập đã mang nhân hình khôi lỗi đi khỏi đại sảnh. Quả nhiên ngoài đại sảnh trong thiên điện đang có hơn 10 đệ tử tiểu cực cung và yêu thú chiến đấu khí thế ngút trời pháp bảo, yêu khí bay múa khắp điện, âm thanh bạo liệt, tiếng giết đinh tai nhức óc, một tràng rằng co đang nhất thời diễn ra. Hàn lập chỉ nhìn lướt qua, vốn không chú ý gì mấy. Yêu thú và tu sĩ nơi này phần lớn là cỡ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, hắn tự nhiên để mặc kệ. Thanh quang quanh thân Hàn lập lúc này chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vùng bọc cả hai vào trong vọt thẳng đến lối vào thiên điện. Dù sao đi nữa truyền thống trận cũng có thể truyền xuất ra ngoài, tựa hồ nơi này được bố trí như bên trong chủ điện của hư linh điện. Với tốc độ phi độn của Hàn Lập, chỉ một lượt hô hấp liền bay qua khoảng cách mấy chục trượng, lập tức đã tới cửa điện. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh quái dị kêu lên từ bên cạnh, một quái thú toàn thân đen thùi đầy vảy không biết tên miệng phun hắc khí hướng hắn lao tới bộ dáng hung thần ác sát. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi thở dài, con yêu thú này tuy rằng tu vi không thấp, nhưng rõ ràng linh trí lại quá thấp. Những yêu thú khác vừa thấy Hàn Lập liền mau chóng độn quang trốn đi còn không kịp. Dáng vẻ không giống như quái thú này ngốc nghếch tự động đưa thân vào miệng cọp. Chẳng qua, Hàn Lập cũng không bận tâm để ý tới một yêu thú ngay cả biến hóa cảnh giới cũng chưa đạt đến, lúc này từ trong tay Hàn Lập bắn ra, nhất thời năm đạo thanh quang chói mắt chợt lóe phun tới, yêu thú kia hét thảm một tiếng, hộ thân yêu khí căn bản không thể ngăn cản mảy may, đã bị trực tiếp xuyên thủng năm cái lỗ to, thi thể trực tiếp rơi xuống. Những yêu thú khác tự nhiên nhận thức được Hàn Lập không dễ chọc đến nhưng không nghĩ hắn lại dễ dàng tiêu diệt một đồng loại như thế, đã khiến chúng bị dọa thất kinh, nhất thời tất cả trở nên kinh sợ run lẩy bẩy, vội vàng cách xa cự ly cùng đối thủ, tạm thời chỉ đứng từ xa mà nhìn, đám đệ tử tiểu cực cung tinh thần đại chấn, nhưng hàn lập thanh quang chợt lẽ, người liền trực tiếp xuyên qua thiên điện, không có ý dừng lại tí nào. Điều này khiến này tu sĩ và yêu thú trong điện hai bên nhìn nhau, sau một thoáng do dự, âm thanh giết chóc lại nổi lên, tranh đấu so với lúc trước càng thêm phần kịch liệt từ thiên điện xuất ra, trong đầu Hàn Lập chiếu theo vị trí siêu hồn trong nguyên anh của Hàn Ly Thượng Nhân một đường đi tới. Trên đường sau khi đi qua một số địa phương, nơi nơi đều có yêu thú tu sĩ đánh nhau khó phân thắng bại, tựa hồ như hư linh điện nơi đây đã hoàn toàn bị bầy yêu xâm nhập. Dọc theo đường đi tự nhiên cũng có vài tên yêu thú mắt không ngươi, mạo muội hướng Hàn Lập ra tay, kết quả không phải bị mấy kiếm của hắn xuyên thủng, thì cũng bị khôi lỗi phía sau một tên giết chết. Phần lớn bị chết là một ít yêu thú cấp 6 cấp 7 dù sao yêu thú quá thấp cấp, chỉ cần hàn lập phát ra linh áp khiến cho chúng nó không dám tùy ý tiếp cận, yêu thú hóa hình sơ kỳ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tu vi hàn lập trên chúng, tự nhiên cũng không nguyện chạm vào loại đối thủ khó có thể thủ thắng. Khi hàn lập xuyên qua một cái hành lang thật dài, lại bị hai gã hóa hình kỳ yêu thú đồng thời chặn lại. Một gã toàn thân lam bào, tai dài mắt xanh, một gã khác tóc bạc đầy đầu, làn da đỏ tươi, nhưng lại có ba con mắt. Hai tên này đều tràn đầy sát khí, hung tận nhìn chằm chằm hàn lập ánh mắt hàn lập rơi trên hai cỗ thi thể tu sĩ tiểu cực cung gần đó không khỏi nhướng mày nơi này linh khí dao động loạn xạ như thế hiển nhiên là vì một hồi đại chiến vừa mới kết thúc kẻ thủ thắng đích thật là hai yêu thú trước mắt các ngươi tránh ra ta không phải tiểu cực cung tu sĩ cũng không có ý cùng các ngươi tranh đấu hàn lập lạnh lùng nói tên yêu thú mắt xanh dáng người dị thường khôi ngô trong tay cầm hai cây búa lớn ngân quang lóng lánh vừa nghe lời ấy của hàn lập trong miệng phát ra một trận cười quái dị tránh ra ngươi cho hai người ta là ngu mốc phải không phàm là nhân loại tu sĩ đều đáng chết hơn nữa bổn đại gia mới ăn một cái nguyên anh đang cảm thấy không tồi còn muốn nuốt thêm một cái từ từ nhấm nháp cho thật tốt ngươi thấy tu vi tựa hồ so với bọn ta cao hơn một chút chắc nguyên anh tư vị càng ngon hơn yêu thú ba mắt yêu thú khác mặt cũng lộ vẻ không có hảo ý hai yêu thú này một có bát cấp cảnh giới còn khác cũng là mới vừa đột phá đến cửu cấp cao dài yêu thú khó trách tự cho rằng có thể nuốt hàn lập dù sao nhân hình khôi lỗi vẫn luôn trong trạng thái ẩn nặc. Vì vậy một bát cấp yêu thú phổ thông đánh với mọt tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không bị rơi xuống hạ phong. chương 1112, Tam Nhãn Yêu Thú Nhìn thấy trước mắt hai gã hóa hình yêu thú, lại coi hắn như là một món đồ ăn, trên mặt chúng lộ ra vẻ hung thần ác sát, hàn lập đôi mày khẽ nhíu lại. Mặc dù hắn có thể nắm chắc việc giết chết hai gã yêu thú này, nhưng với những việc làm không có lợi lại tiêu hao pháp lực này, làm cho hắn không có hứng thú động thủ. Lúc này hắn cũng không có nói nhiều, hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, sau lưng nhất thời vang lên một tiếng lôi minh, một đôi cánh màu trắng bạc bỗng nhiên hiện ra. Ngân quang chấp động, thân hình ngay tại chỗ quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cũng không muốn dây dưa ở đây nên muốn trực tiếp thoát ra khỏi nhị yêu, nhưng lúc này tên tam nhãn cửu cấp yêu thú lại phản ứng rất nhanh, trong miệng liền vội vàng hét lớn một tiếng. Người tưởng có thể chạy trốn được sao? Sau đó chiếc đầu của con yêu này khẽ quay theo đúng 180 độ trông rất quỷ dị nhìn theo, gương mặt của nó hướng tới vị trí mà Hàn Lập mới xuất hiện, đồng thời con mắt thứ ba của nó đột nhiên phóng ra một luồng hắc quang, từ trong đó một đạo hắc mang chợt lóe lên hướng Hàn Lập lao tới. Ầm ừ một âm thanh trầm thấp vang lên, không biết hắc quang kia có thần thông quỷ dị gì, mà sau khi phóng ra hơn 10 triệu liền tự động nổ tung rồi tràn ra. Ngay khi hắc mang chớp động lao tới, liền cường ngạnh phá bỏ động thuật của Hàn Lập, từ trong hư không rơi xuống thân ảnh lại hiện ra một lần nữa, trên mặt không khỏi biến sắc. Ha, ha, tiểu tử ngươi gặp phải ngô huynh thì đúng là số của ngươi không may rồi. Phá pháp thiên nhật của ngô đạo Hiếu, chính là chuyên đi phá các loại thuấn di độn thuật. Ngươi gặp phải hai người chúng ta, cho dù nguyên anh của ngươi có muốn chạy, thì cũng đừng có mà vọng tưởng. Tên yêu thú tài dài mắt xanh đứng một bên nhìn cảnh này, miếng rộng liền há ra, phát ra một trận cuồng thiếu rồi nói. Thật không, tại hạ đúng là cô lậu quả văn, cũng không biết trên thế gian này lại có tài liệu yêu thú thần kỳ bậc này. Thế cũng tốt, hàn mỗ vốn cũng không muốn cùng các ngươi tranh đấu, nhưng hiện tại xem ra, ta phải tiêu phí một chút thời gian, nhưng tính ra cũng không có.